Đồi gió hú. Tác giả Emily Brontë. Lời giới thiệu. Trên một thế kỷ nay, văn đàn thế giới vẫn còn nhắc tới Emily Brontë và tiểu thuyết Đồi gió hú, một viên kim cương trong kho tàng văn học Anh và có lẽ không có cuốn từ điển danh nhân nào vắng tên tuổi và sự nghiệp ba chị em Bronte tài hoa bạc mệnh. Thực ra Emily là thứ tư trong số năm chị em gái, chưa kể một người anh trai Patrick Branwell ngay trên nàng. Hai chị lớn cùng cha khác mẹ chết từ tuổi thiếu niên do bị còi cớm trong môi trường u ám, giết mòn tinh thần và cái trường nữ học được sắc lốt mô tả dưới cái tên Lowood trong Cha của họ, Patrick Bronte hay Bronte, là một mục sư người Ireland phụ trách giáo khu Yorkshire thuộc vùng Hoạt. Khung cảnh trong đó Emily sống gần trọn 30 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, trừ ba lần rời Hoạt, trong chuyến đi xa nhất là đi du học ở Bruxelles. Cũng chính là những giải đồng hoang tiêu điều hiu hắt của miền Bắc nước Anh được mô tả trong đồi gió hú và cũng dẫn cái màu thê lương ấy bao phủ không khí gia đình này như một đe dọa thường trực của định mệnh. Ngôi nhà họ ở trong ra nghĩa trang của xứ đạo và dựa lưng vào một ngọn đồi trọc lộng gió. Năm 1821, Emily mới 3 tuổi đã phải để tan mẹ. Người anh trai Branwen đầy tài năng nhưng chơi bời phóng đảng đã không sống qua tuổi thanh xuân. Cô em gái Anne không đầy một năm sau khi Emily mất cũng dội đi theo chị. Cả Charlotte, được coi là khỏe mạnh nhất, cũng không tới ngưỡng 40. Nàng chết năm 1854 giữa kỳ sinh nở. Cha xứ Bronte đã phải sống để chôn tất cả các con và chỉ qua đời một năm sau đó. Thật cứ như mụ già định mệnh cay nghiệt đã dồn những đòn hàng học nhất dán xuống gia đình tài hoa này. Từ nhỏ, Emily đã dung trồng một cuộc sống hướng nội thường tìm ẩn náu trong đọc sách. Dần già, cùng với Charlotte, Brannan và Anne, nàng bắt đầu sống trong một thế giới tưởng tượng. Dương quốc Angria do Charlotte và Brannan chủ xướng, trong đó những cư dân hư cấu, ứng xử khác thường theo những rung động và xúc cảm cuồng bạo, như tính chất gợi nên bởi chính cái tên gọi của nó. Angry nghĩa là giận dữ. Khi Charlotte đi học xa và Branwen cũng rời nhà, toàn tính chuyện kiếm sống, Emily và cô em gái Anne lại tạo nên một dương quốc khác còn hoang du và bí ẩn hơn, gọi là xứ sở của những người Gordon. Ở đó cư dân nói bằng những lời thư trữ tình do Emily viết. Năm 1846, do kết quả chạy dạy vận động của Charlotte, một số mảng của hai thế giới hư cấu nói trên ra mắt dưới hình thức một cuốn sách nhan đề Thơ của Carol Ellis và Ashton Bell vào cái thời kỳ mà người ta còn khó chấp nhận hiện tượng nữ tác giả, ba chị em đã phải đội những bút danh đàn ông. Tuy nhiên, theo gợi ý của Charlotte, chí ít họ cũng giữ những chữ cái đầu của tên mình. Đồ Gió Hú được xuất bản vào năm 1847, đồng thời với Annette Gray của Anne, trong khi giáo sư của Charlotte bị từ chối. Một năm sau, ngày 19 tháng 12, Emily chết vì lao phổi. Cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily ngày nay được phần đông giới phê bình văn học đánh giá là lớn nhất trong các tác phẩm của ba chị em Brontë, nhưng vào lúc ra đời, chất dữ dội cuồng nhiệt của nó đã gây một chấn động quá mạnh đối với những chuẩn mực đạo lý Victoria để có thể chấp nhận dễ dàng. Những phản ứng loại ấy đã khiến Charlotte trong lần tái bản năm 1850 đã phải lên tiếng bên vực tác phẩm của em gái trong một lời tựa mà chúng tôi xin dịch toàn bộ dưới đây để bạn đọc tham khảo tôi vừa đọc lại đồi gió hú và lần đầu tiên tôi thấy rõ những gì được gọi là và có lẽ thực sự là những khuyết điểm của nó hình dung được dứt khoát nó có vẻ như thế nào dưới mắt những người khác những người xa lạ vốn không biết gì về tác giả không quen với địa phương được dựng làm khung cảnh cho câu chuyện đối với họ cư dân phong tục cùng những đặc điểm thiên nhiên của các thôn xóm và vùng đồi ngoại vi ở khu vực hành chính phía tây yorkshire là những điều dị ngoại và lạ lẫm đối với tất cả những người như thế đồi gió hú hẳn có vẻ là một sản phẩm thô kệch và kỳ quái những giải đồng hoang mang dại của miền bắc nước anh có thể chẳng làm họ hứng thú gì ngôn ngữ cung cách nhà cửa và những tập tục gia đình của những người dân ở rải rác trong các quận huyện ấy hẳn là rất khó hiểu đối với những độc giả đó và chỗ nào hiểu được thì lại gớm ghiếc những người nam và nữ mà bản chất có lẽ rất bình lặng tình cảm thì ôn hòa về mức độ và không mấy đặc sắc về loại cách. Từ trong nôi đã được luyện để giữ sao cho phong độ hết sức điềm đạm và lời ăn tiếng nói thật là ý tứ. Hẳn phải hoang mang trước cách nói năng thô lỗ, phủ phàng, trước những dục vọng biểu lộ một cách gay gắt, những thù ghét không kiềm chế đúng, những mê thích liều lĩnh của những nông dân thất học và điền chủ thô kệch miền đồng hoang dốn lớn lên mông muội không được dạy dỗ và không ai kiềm chế ngoại trừ những người chăn dạy cũng cọc càng như bản thân họ tương tự như vậy một lớp độc giả khá đông sẽ rất khó chịu khi thấy được đưa vào những trang của tác phẩm này nhiều từ in nguyên vẹn với đầy đủ tất cả các chữ cái mà người ta đã quen lệ chỉ ghi bằng chữ cái đầu và cuối với một dấu gạch ngang ở khoảng giữa tôi có thể nói ngay rằng về điểm này tôi không đủ quyền năng biện hộ vì bản thân tôi cũng cho việc viết các từ một cách trọn vẹn là hợp lý. Cái lối dùng những chữ cái đơn để chỉ những lời chửi thề mà những người phàm tục và hung tận thường quen điền vào ngôn từ của mình. Và tôi thấy đó là một cách vừa yếu, vừa vô bổ, dù với ý tốt đến đâu chăng nữa. Tôi không hiểu nó ích lợi ở chỗ nào, nó tránh né không đụng chạm đến thứ tình cảm gì, nó che đậy điều gì ghê tởm. Về tính quê mùa của đồi gió hú, tôi thừa nhận lời kết tội đó vì tôi cảm thấy đó là chất. Nó quê mùa từ đầu đến cuối. Nó đầy chất đồng hoang và mang dại và xù xì như rễ thạch nham. Mà nếu như nó khác đi thì đâm mất tự nhiên vì chính tác giả là một kẻ sinh ra và được nuôi lớn lên ở đồng hoang. Hẳn nhiên, ví như số phận đặt cô ở thành thị thì những trước tác của cô nếu cô theo đòi nghiệp văn chương, Ác đã có một tính cách khác. Ngay cả nếu do ngẫu nhiên hay sở thích mà cô chọn một đề tài tương tự, chắc cô cũng xử lý nó theo cách khác. Giả sử Alice Bell là một quý bà hay một quý ông quen với cái gọi là giới thượng lưu, thì cách nhìn của cô đối với một miền hẻo lánh và hoang dã, cũng như đối với những con người ở đấy ắt phải khác xa cái nhìn thực tế của cô gái quê lớn lên ở địa phương. Không nghi ngờ gì, nó ắt phải rộng hơn, bao quát hơn, nhưng còn có độc đáo hơn hay chân thật hơn không thì chưa chắc. Nói về cảnh vật và vị trí thì khó mà có thể chứa chan thiện cảm đến thế. Elizabeth không miêu tả như một người chỉ tìm thấy ở quan cảnh khoái cảm cho con mắt và sở thích mà thôi. Những ngọn đồi quê hương đối với cô còn xa hơn một cảnh tượng đó là cái mà cô sống trong đó và bởi nó khác nào lũ chim trời là những kẻ cư trú của đồi hay đám thạch nham là sản phẩm của đồi cho nên những đoạn cô tả cảnh thiên nhiên là đúng như cần phải thế và trọn vẹn như cần phải thế về việc phát họa tính cách con người thì có khác tôi buộc phải công nhận rằng hiểu biết thực tế của cô về lớp nông dân cô sống cùng chẳng hơn gì hiểu biết của một nữ tu về những người nhà quê đôi khi đi qua cổng nhà dòng bản tính tự nhiên của em gái tôi vốn không thích giao du hoàn cảnh nâng đỡ và nuôi dưỡng khuynh hướng ẩn dật của cô ngoài việc đi nhà thờ hoặc đi dạo chơi trên đồi họa hoàng cô mới bước qua ngưỡng cửa nhà mặc dù đầy hảo tâm với những người xung quanh cô không bao giờ tìm cách giao lưu cũng như không bao giờ thực sự đi lại với họ trừ một số rất ít. Tuy nhiên, cô hiểu biết họ, biết những lề thói của họ, ngôn ngữ của họ, những chuyện gia đình của họ. Cô có thể nghe về họ một cách hứng thú và nói chuyện về họ với những chi tiết tỉ mỉ, tượng hình và chính xác, nhưng ít khi cô trao đổi với họ lấy một lời. Do đó, những gì trí óc cô thu lượm được về cái thật liên quan đến họ chỉ bó hẹp một cách quá khu biệt ở những nét bi thảm và ghê gớm mà khi nghe những truyền sử bí mật của mỗi vùng lân cận mang rợ, trí nhớ đôi khi bắt buộc phải hằng lên những nét ấy. Trí tưởng tượng của cô, một tinh thần u tối hơn là rực rỡ, giàu sức hơn là nhẫn nhơ, tìm thấy ở những nét như vậy, chất liệu để tạo nên những Heathcliff, Unser, Catherine. Sau khi đã dựng thành hình những nhân vật đó, cô không biết là cô đã làm gì. Nếu người đọc tác phẩm của cô trong bản thảo Rùng mình dưới ảnh hưởng đầy nghiến của những bản chất nhẫn tâm khác và khắc nghiệt đến thế, của những tinh thần sa ngã đến thế, nếu có ai kêu rằng chỉ nghe kể một số cảnh ghê sợ và sắc nét cũng đủ mất ngủ ban đêm và phá rối yên tĩnh tinh thần ban ngày, thì Alice Bell Act sẽ tự hỏi thế nghĩa là gì và ngờ là kẻ phàn nàn đó điệu đàn. Nếu cô còn sống, hẳn trí tuệ cô sẽ tự nó lớn lên như một cái cây khỏe khoắn, cao hơn, thẳng hơn, xòe tán rộng hơn, và những quả mãn khai của nó chắc sẽ đạt đến một độ chín ngọt ngào hơn, và nở rộ rực rỡ hơn. Nhưng chỉ có thời gian và kinh nghiệm mới tác động được đến trí tuệ đó. Nó không chịu phục tùng ảnh hưởng của những trí năng khác sau khi thừa nhận rằng một nỗi khủng khiếp xiết bao đen tối phủ lên trên nhiều trang của đồi gió hú rằng trong không khí hừng hực dông tố và tích điện của nó đôi khi ta tưởng như thở hít chớp giật sấm dồn tôi xin chỉ ra những chỗ vẫn còn dấu hiệu chứng thực sự tồn tại của ánh sáng ban ngày bị mây phủ và mặt trời bị che lấp về một tiêu mẫu của thiện tâm thực sự và trung thành chất phát xin hãy nhìn vào tính cách của Neodin muốn có một ví dụ về chung thủy và yêu thương triều mến xin hãy để ý tính cách của edgar Linton. một số người có thể nghĩ rằng những đức tính ấy thể hiện ở một người đàn ông ắt không lung linh tỏ ngời như ở một phụ nữ nhưng hẳn không ai có thể làm cho elsbeth hiểu được ý niệm đó không gì khiến cô bất bình hơn một lời bóng gió bất kỳ nào ngụ ý rằng lòng trung thành và nhân ái tính chịu đựng và yêu thương ân cần vốn được coi là đức hạnh ở những người con gái của bà tổ ever lại trở thành nhược điểm của các con trai ông tổ adam cô cho rằng nhân từ và khoan dung là những đặc tính thần thánh nhất của đấng vi thể tạo ra cho cả nam lẫn nữ và cái làm nên hào quang quanh đầu thượng đế không thể hạ phẩm giá một hình thể nào của nhân loại yếu đuối có một nét hài hước lầm lì khô khan trong sự phát họa lão già Trochev và dăm ba thoáng duyên dáng vui tươi làm linh hoạt cô gái Catherine con. Ngay cả nữ nhân vật đầu tiên mang tên này cũng không khuyết một vẻ đẹp kỳ lạ nào đó trong sự dữ dội của nàng hoặc thiếu trung thực giữa những cơn cuồng si lầm lạc và lầm lạc cuồng si. Heathcliff thì quả thật khôn đường cứu chuột, chẳng có lấy một lần chệch ra khỏi tiến trình thẳng như tên bắn tới sa đọa Từ lúc cái vật nhỏ nhoi, tóc đen, da ngâm, u ám, như thuộc dòng dõi của quỷ sứ, được cởi ra lần đầu từ cái bọc và đặt chân lên nền bếp, ngôi nhà trại. Cho đến cái giờ mà Nelly Dean thấy cái thi thể dạm dở dữ tận, nằm ngửa trong chiếc giường quay ván với đôi mắt mở to nhìn trừng trừng, như diễu cố gắng của bà nhằm khép nó lại và cặp môi hé mở cùng hàm răng trắng nhọn cũng đang cười diễu. Heathcliff lộ ra độc trọi một tình cảm có tính người, và đó không phải là tình yêu của y đối với Catherine. Đây là một tình cảm dữ tận và phi nhân, một thứ đam mê như có thể thấy sôi sụp và cháy rực trong bản chất độc ác của một hung thần nào đó. Một ngọn lửa có thể tạo ra thành một trung tâm quằn quại. Cái linh hồn vĩnh viễn khổ đau của một chức quyền ở cõi âm ti và bằng sự thiêu phá không ngừng và không thể dập tắt, ngọn lửa đó thực thi cái bản án buộc y phải mang địa ngục theo cùng mình ở bất kỳ chốn nào y lan bạc tới không cái sợi dây duy nhất còn nối liền heathcliff với loài người là chút thương mến được thú nhận một cách thô lỗ của y đối với helton Unser gã thanh niên bị y làm lụi bại rồi đến lòng trân trọng nửa bộc lộ nửa hàm ẩn của y đối với nelly Dean bỏ những nét đơn lẻ ấy đi thì phải nói rằng y chẳng phải con cái thủy thủ người ấn cũng chẳng phải dòng dõi chi gan mà là một hình người hồn quỷ một con ma cà rồng một con quỷ hồi tạo ra những nhân vật như heathcliff điều đó có đúng hoặc có nên không tôi không biết tôi chẳng dám cho là phải song có điều này thì tôi biết rõ kẻ viết văn được phú bẩm tài năng sáng tạo thường có một cái gì mà anh ta không phải bao giờ cũng làm chủ được đôi khi nó nảy ra ý muốn kỳ dị và tự hoạt động vì bản thân nó anh ta có thể nêu quy tắc và đặt ra nguyên lý và nó có thể nhất nhất phục tùng quy tắc và nguyên lý trong hàng năm liền thế rồi bất đồ không hề có gì báo trước một sự nổi loạn tới một lúc nó thôi không ưng bừa ở thung lũng hoặc bị trói bằng một cái đai vào luống cày nữa nó cười ngạo đám đông thị thành và không đếm xỉa đến tiếng la của người lái xe nó từ chối hoàn toàn không chịu bệnh thần bằng các biển nữa. Nó bắt đầu đẻo tượng và ta bỗng có một vị ngọc hoàng hay diêm dương, một nữ thần tóc rắn hay một nàng sai kỳ, người thương của thần ái tình, một nàng đuôi cá hay một thánh mẫu, theo sự điều khiển của định mệnh hoặc thần hứng. Dù tác phẩm đó dữ tợn hay rực rỡ, ghê sợ hay thần thánh, ta cũng chẳng còn khả năng lựa chọn, mà đành chỉ lặng lẽ chấp nhận. Còn về phần anh, người nghệ sĩ trên danh nghĩa đóng góp của anh vào đó chỉ là làm việc một cách bị động theo những mệnh lệnh không phải do anh truyền và anh cũng không được quyền nghi vấn điều đó ác không được sướng lên theo nguyện cầu của anh cũng như không thể dẹp đi hoặc thay đổi theo ý muốn bất thường của anh nếu kết quả là hấp dẫn thế gian sẽ khen anh mà anh chả mấy xứng đáng được khen nếu nó là gớm guốc cũng thế gian ấy sẽ chê anh mà gần giống như trong trường hợp trên anh chả mấy đáng bị chê. Đồ giáo hú đã đẽo tạc trong một xưởng hoang dại bằng những dụng cụ đơn sơ từ chất liệu mộc mạc. Nhà điêu khắc thấy một khối granite trên một cánh đồng hoang quạnh quẻ. Nhìn kỹ, chàng thấy từ tảng đá có thể tạo một cái đầu như thế nào, mang rợ đen đúa hung hãn, một dáng hình được đắp nặng với ít nhất là một yếu tố của hùng dĩ, sức cường chàng làm việc với một cái đục thô sơ và không theo mẫu nào ngoài thị ảnh từ những suy tư của chàng. Với thời gian và lao động, khối đá mang hình người. Và kia, nó sừng sững đứng, đồ sộ, đen đúa và cau có, nửa tượng, nửa núi đá. Là tượng thì khủng khiếp và giống như quỷ. Là núi đá thì hầu như đẹp vì nó có màu xám dịu và mặt lớp rêu của đồng hoang. Và đám thạch nam với những chùm hoa hình chuông và hương thơm ngạt ngào của nó dẫn thủy chung mọc sát dưới chân gã khổng lồ năm 1801 tôi vừa đi thăm vị chủ nhà về người láng giềng duy nhất rồi đây sẽ dây dướng quan hệ với tôi đây có thực là một niềm tuyệt diệu trên khắp nước Anh tôi không tin rằng mình có thể cố định ở nơi nào cách biệt sự nhộn nhạo của xã hội đến như thế này một thiên đường hoàn hảo cho kẻ yếm thế và ông hát clip với tôi là một cặp thích hợp để chia sẻ cảnh điều hưu ở đây một tay cực kỳ ông ta khó lòng tưởng tượng được là tim tôi ấm lên biết bao nhiêu nhiệt tình đối với ông lúc nhìn thấy đôi mắt đen của ông rụt lại đầy vẻ nghi ngại dưới cặp lông mày khi tôi thúc ngựa tới và lúc những ngón tay ông cảnh giác quyết liệt nấu sâu hơn nữa vào trong áo ghi lê khi tôi xưng tên ông hát clip Tôi hỏi. Một cái gật đầu là câu trả lời. Thưa ông, tôi là Lockett, khách mới đến thuê nhà của ông. Tôi tự cho mình cái dinh hạnh lại thăm ông sớm nhất, ngay sau khi tới nơi, để bày tỏ hy vọng rằng tôi đã không làm rầy ông bằng việc kèo nèo xin được thuê Uptrashcroft. Hôm qua, tôi nghe ông nói ông đã có ý. Uptrashcroft là sở hữu của tôi, thưa ông. Ông ta ngắt lời mặt câu lại. Tôi ác chẳng cho phép ai làm ray mình nếu tôi có thể ngăn được điều đó. Ông vào đi. Câu ông vào đi thốt ra từ hai hàm răng rít lại và biểu thị một tình cảm khác. Quỷ tha ma bắt ông đi cho rồi. Ngay cả đến cái cổng mà ông ta đang ngã người lên cũng không động đậy gì cho phù hợp với lời nói. Và tôi cho là tình huống lúc đó đã thúc tôi nhận lời mời Tôi cảm thấy muốn tìm hiểu về một người chừng như còn dè dặt quá đáng hơn cả tôi Khi thấy con ngựa của tôi lấy ức đẩy mạnh thanh chắn Ông ta mới thò tay ra tháo xích cổng Rồi quao wow quạo wow đi trước Dẫn tôi theo con đường đắp cao Và lên tiếng gọi Lúc hai chúng tôi bước vào trong sân Joseph Ra giác ngựa của ông Lodge Và mang lên ít rượu gian nhé Chắc hẳn đây là toàn bộ gia nhân trong nhà cái mệnh lệnh tổng hợp đó khiến tôi nghĩ vậy. Hèn nào mà có mọc đầy giữa những phiến đá lát và chỉ có gia súc làm công việc tỉa sáng hàng rào. Joseph là một người đứng tuổi, đúng hơn một lão già, có lẽ già lắm rồi, mặc dầu còn tráng kiện và gân guốc. Lạy Chúa cứu giúp chúng con. Lão khẽ lẩm bẩm một mình, giọng bực bội, trong khi đỡ cương ngựa khỏi tay tôi, đồng thời nhìn vào mặt tôi với vẻ cầu có đến nỗi Tôi ái ngại đoán là lão hẳn đang cần thánh thần giúp đỡ cho tiêu bữa ăn chiều và lời cầu xin ngoan đạo vừa bật ra từ miệng lão không liên quan gì đến sự tới thăm bất ngờ của tôi. Wuthering Heights, đồi gió hú, là tên chỗ ở của ông Heathcliff. Wuthering là một tính ngữ tỉnh lẻ giàu ý nghĩa. Nó mô tả sự náo động khí quyển bủa vây vị trí ngôi nhà khi trời giông bão. Thật vậy, ở trên này, lúc nào cũng có gió trong lành, ta có thể đoán được sức gió bắt thổi vượt qua bìa đồi mạnh như thế nào. Bằng vào độ siêu dẹo quá đáng của mấy cây lim sam còi cọc nơi cuối nhà, và bằng vào hàng cây gai gầy gọc, dương cả mọi cành về một phía như thể chia tay xin ông mặt trời bố thí cho chút nắng. Cũng may là nhà kiến trúc sư đã nhìn xa thấy trước, xây nó thật vững chắc, các cửa sổ hẹp đều gắn sâu vào tường và các gốc đều được những tảng đá lớn chòi ra bảo vệ. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi dừng lại ngắm một lô hình chạm thô kệch ở mặt tiền và đặc biệt quanh cửa chính mà phía bên trên giữa một mớ tùm lum những quái vật sư tử đầu chim và những thằng bé trơ trẽn Tôi đọc ra cái niên hiệu 1500 và cái tên Hurston Unsold. Tôi những muốn bình luận đôi câu và đề nghị ông chủ câu có cho biết qua lai lịch của nơi này. Nhưng thái độ ông ta đang đứng ở cửa, hình như yêu cầu tôi nhanh chân bước vào cho sớm hoặc xéo hẳn đi cho khuất mắt. Và tôi chả có bụng nào làm ông sốt ruột thêm trước khi vào thăm khu nội thất. Bước lên một bậc, chúng tôi vào thẳng trong phòng ngồi chơi của gia đình, không qua hành lang gì hết ở đây người ta trịnh trọng gọi nó là chính sảnh thường thường loại phòng này bao gồm cả bếp và phòng khách nhưng tôi chắc ở đồi gió hú này bếp bị đẩy sang hẳn một khu khác chí ít tôi cũng nghe thấy tiếng xì xào trò chuyện và tiếng son nồi lách cách ở mãi tận phía trong và tôi không hề nhận thấy dấu hiệu đun nấu quay nướng gì ở quanh cái lò sưởi to tướng cũng chẳng có son đồng chảo sắt tay nào lấp lánh trên tường Thực ra một đầu phòng có phản chiếu rực rỡ cả ánh sáng lẫn nhiệt lượng từ hàng loạt đĩa lớn bằng thiết, xen lẫn với bình và cốc dại bằng bạc, xếp từng chồng từng chồng trên một cái tổ buffet phê bằng gỗ sồi, ngất ngưỡng đến tận mái. Mái không có tròn lót phía dưới, toàn bộ rui mè phô ra trước con mắt tọc mạch, trừ một chỗ lắp sau một khung gỗ triểu nặng, những bánh yến mạch cùng những chùm đùi bò, đuôi cừu và dăm bông. Trên ống khói là những cây súng cổ linh tinh trồng gớm chết Và một cặp súng lục kỵ mã Và thay vì đồ trang trí Ba cái hộp nhỏ sơn loe loạt được bày dọc theo rìa ống khói Sàn nhà lát đá trắng nhẵn Các ghế tự cao thành kiểu cổ lỗ sĩ sơn màu lục Một vài cái khác nặng nề màu đen lẫn trong bóng tối Trong một dòng cuối, dưới tủ buffet, một con chó săn cái to tướng, lông nâu đỏ sẫm nằm giữa một bầy chó nhép, kêu ăn ẩn, và còn nhiều chó khác lởn vởn ở những xó khác. Căn phòng và đồ đạc, ắt chẳng có gì là khác thường nếu thuộc về một trại chủ miền Bắc chất phát, vẻ mặt bướng bỉnh, chân tay lực lưỡng diện quần lửng tới đầu gối và đi gệt. Trong phạm vi năm sáu dặm ở vùng đồi núi này, bạn có thể gặp một con người kiểu ấy ngồi chém chệ trong ghế bành sau bữa ăn chiều với cốc bia mạnh, sủi bọt, đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt. Sông Le, ông Heathcliff tạo thành một tương phản kỳ lạ với nơi ở và cách sống của ông ta. Về diện mạo, ông giống một gã chi ganh, da ngâm đen, phong nhã, có nghĩa là cũng hào hoa phong nhã ở mức nhiều điền chủ nông thôn vậy thôi. Có phần hơi lượm thượng, nhưng mặc dù cẩu thả, trông vẫn không đến nỗi nhếch nhác vì ông có một chóc dáng ngay ngắn đẹp đẽ và mặt mày có phần ủ ê có thể một số người nào đó ngờ rằng ông có đôi chút hợm hĩnh của kẻ kém giáo dục riêng tôi thấy trong thâm tâm một sợi dây thông cảm bảo tôi rằng hoàn toàn không phải thế theo bản năng tôi biết sự dè dặt của ông xuất phát từ việc ghét vô bày tình cảm một cách lộ liễu ghét bày tỏ lòng tốt đối với nhau chắc ông yêu và ghét đều kín đáo và hắn sẽ coi là bất ngờ nếu được yêu hoặc bị ghét lại. Không, tôi hơi dội dàng quá mất rồi. Tôi đem gán những đặc tính của chính mình một cách quá ư phóng khoáng cho ông ta. Giả sử ông Heathcliff không chịu chia tay ra khi gặp một người làm như quen biết, thì chắc ông có những lý do hoàn toàn khác. Với những lý do thúc đẩy tôi làm thế. Tính khí tôi hầu như dị biệt. Bà mẹ thân yêu của tôi thường bảo, Khéo rồi tôi chẳng bao giờ có được một tổ ấm Và mới mùa hè vừa rồi thôi Tôi đã tỏ ra hoàn toàn không đáng được hưởng hạnh phúc gia đình Trong khi hưởng một tháng đẹp trời ở bờ biển Tôi ngẫu nhiên làm quen với một con người cực kỳ quyến rũ Một nữ thần đích thật dưới mắt tôi Khi nàng chưa để ý đến tôi Tôi không hề lên tiếng tỏ tình Tuy nhiên nếu như những cái nhìn biết nói Thì kẻ ngu đần nhất trần đời Cũng đoán được là tôi say mê nàng như điếu đổ Cuối cùng, nàng hiểu nỗi lòng tôi và nhìn lại, cái nhìn dịu dàng nhất có thể tưởng tượng được trên đời. Và tôi đã làm thế nào? Tôi rất xấu hổ mà thú thật là tôi đã lạnh lùng thu mình vào trong giỏ như ốc sên. Mỗi cái nhìn lại làm tôi rụt vào sâu hơn, lạnh băng hơn, đến nỗi cuối cùng cô gái ngây thơ tội nghiệp đâm nghi ngờ quan năng của chính mình và xấu hổ ê chề vì ngỡ mình lầm, nàng cố thuyết phục mẹ bỏ đi cho mau do cái tâm thế kỳ lạ ấy tôi đã mang tiếng là cố tình tàn nhẫn oan đến mức nào chỉ riêng mình tôi mới đánh giá được tôi ngồi ở đầu bệ đá lò sưởi đối diện với chỗ vị chủ nhà của tôi đang đi tới và lấp khoảng trống im lặng bằng cách thử vuốt ve con chó mẹ lúc này đã rời bầy con giữ tận lén đến sau bụng chân tôi mép cong lên và hai hàm răng trắng ứa dãi như đang muốn đợp một cái cái vuốt dao của tôi khiến nó gầm gừ một tiếng dài trong cổ họng tốt hơn là ông hãy để con chó yên ông heathcliff cũng gầm gừ quạ theo đồng thời thụt chân ngăn những biểu hiện hung hãn của con vật nó không quen được nuôi chiều không phải nuôi làm của cưng rồi sẽ bước tới một cửa khác ông lại kêu joseph joseph lẩm bẩm cái gì không rõ ở dưới hầm rượu nhưng không tỏ dấu gì là đang lên, nên chủ lão bèn lao xuống tìm. Để mặt tôi đối mặt với con chó cái hung tợn và một cặp bẹt rê bơm sơm dữ dằn, cả ba gườm gườm canh chừng mọi cử động của tôi. Chẳng háo hức muốn tiếp xúc gì với những nanh nhọn của chúng, tôi ngồi im, nhưng ngỡ là chúng khó mà hiểu được những lời chửi thầm. Tôi dại dột lao vào chơi trò nháy mắt, nhăn mặt, với bộ ba ấy, và một bộ dạng dặn mắt dẹo mồm nào đó của tôi khiến cậu phụ nhân tức đến nỗi ả ta bất đồ, nổi cơn tam bành, nhảy phát lên đầu gối tôi. Tôi hất nó trở lại và dội dàng đẩy cái bàn vào ngăn giữa chúng tôi. Động tác này khuấy dậy cả bầy, nửa tá quỷ giữ bốn chân, tầm dốc và tuổi tác khác nhau, từ những hang ổ kính xô ra giữa phòng. Tôi cảm thấy gót chân và giặc áo khoác là đối tượng đặc biệt bị công kích. Và trong khi cố hết sức chống đỡ lại đám chiến binh với hiệu quả tối đa bằng thanh sắt cời lửa, tôi buộc phải lên tiếng cầu viện ai đó trong nhà tới lặp lại hòa bình. Ông hát clip và người lão bọc leo những bậc cầu thang hầm rượu với vẻ phớt tỉnh đính lộn ruột. Tôi cảm thấy họ không di chuyển nhanh hơn bình thường lấy một giây, mặc dầu khu vực lò sưởi là cả một cơn bão cuồng loạn những miệng chó vừa nhảy vừa sủa rống lên. May thay có một người ở trong bếp đã tỏ ra khẩn trương hơn một phụ nữ trang trề sinh lực giấy sắn lên cánh tay để trần mắt đỏ bừng vì lửa bếp chạy bổ vào giữa đám chúng tôi dùng một cái son có cán và sử dụng cả thứ vũ khí ấy lẫn miệng lưỡi mình có hiệu quả đến nỗi cơn dòng tổ tan biến như có phép thần và khi ông chủ bước ra sân khấu thì chỉ còn mình bà ta ở lại hủng hà hủng hển như mặt biển sau một trận gió lớn có chuyện quỷ quái gì vậy ông ta hỏi đưa mắt nhìn một cách khiến tôi gần như không chịu nổi sau sự đối xử khiếm nhã nọ. Đúng là quỷ thật, tôi lầu bầu, đàn lợn bị quỷ nhập cũng không mang những linh hồn hung dữ hơn lũ súc vật nhà ông. Khác nào ông để mặc một người khách lạ với một bầy hổ? Chúng chả đụng đến những ai không tấy mấy sờ mó gì. Ông ta nhận xét, vừa đặt chai rượu xuống trước mặt tôi, vừa kê lại cái bàn bị chuyển chỗ. Lũ chó canh chừng thế là phải, làm ly rượu gian nhé Không cảm ơn ông Không bị cắn đấy chứ Nếu tôi bị cắn thì tôi đã cho con nào cắn tôi một dấu ấn nhớ đời rồi Vẻ mặt hát clip giãn ra thành nụ cười nhăn nhở Thôi nào, ông ta nói Ông bị kích động đấy Ông lót trệt ạ à. Này, ông dùng chút rượu gian đi Nhà này quá hiếm khách Đến nỗi tôi và lũ chó của tôi chẳng biết tiếp khách như thế nào cho phải Tôi sẵn sàng thú nhận vậy Xin chúc sức khỏe ông. Tôi nghiêng mình chút lại Bắt đầu nhận ra rằng Cứ ngồi giận dỗi vì sự thất lễ của một bài khuyển Thì thật là ngớ ngẩn Với lại tôi cảm thấy ớn không muốn để cho con người này Có cơ hội cười cợt tôi thêm nữa Vì xu hướng đã ngã theo chiều đó Có lẽ do thận trọng suy tính rằng Xúc phạm một khách thuê nhà tử tế là dại Ông ta mềm mỏng đi một chút trong cách nói năng cọc lóc, tước bỏ cả nhân xưng lẫn trợ động từ và đề cập đến cái mà ông ta cho là điều quan tâm của tôi, một cuộc thuyết trình về những thuận lợi và bất lợi của nơi ẩn dật hiện tại của tôi. Tôi thấy ông ta rất thông minh trong những đề tài chúng tôi bàn tới, và trước khi ra về, tôi thấy phấn chấn lên đến mức tôi sẵn sàng hôm sau lại đến. Hiển nhiên là ông ta không hề mong muốn tôi lại đột nhập, dù sao tôi cũng sẽ cứ đến. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy mình xính giao du hơn ông ta biết bao. Chiều hôm qua, trời bắt đầu mùa sương và lạnh, tôi phân dần gần như muốn ngồi lì bên lò sưởi trong phòng làm việc, thay vì lặn lội qua bãi hoang và bùng lầy để đến đồi gió hú. Tuy nhiên, ăn bữa chính xong, chú thích, tôi ăn bữa chính vào khoảng giữa 12 giờ và 1 giờ. Bà quản gia, một phụ nữ đoan trang được thuê luôn như một vật cố định cùng với ngôi nhà, không thể không chịu hiểu yêu cầu của tôi muốn được ăn vào 5 giờ Khi lên cầu thang với cái ý định làm biến ấy và bước vào phòng Tôi trông thấy một chị hầu gái quỳ trên sàn Xung quanh nào phất trần, nào xô đựng thang Đang đổ hàng đống tro vào để dập tắt lửa Làm bụi mù cá cả lên Cảnh tượng ấy khiến tôi lập tức rút lui Tôi lấy mũ đội vào đầu Và sau một cuốc đi bộ bốn dặm đường Tôi tới cổng giường nhà ông hát clip vừa kịp tránh khỏi một trận mưa tuyết đang rắc xuống những bông đầu tiên phất phới từ lông chim. Trên đỉnh đồi hiu hắt này, đất bị sương giá làm đen cứng lại và không khí làm tôi run khắp cả chân tay. Không tháo được dây xích cổng, tôi nhảy qua và... Sau khi chạy ngược con đường đắp lát đá với những bụi cây lý gai xệt xẹo hai bên, tôi hoài công gõ cửa mãi, kỳ đến khi khớp ngón tê dại đi và chó sủa nhặn lên lũ khốn kiếp ru rú trong nhà tôi bật ra rủa thầm các người thật đáng bị vĩnh viễn cách ly khỏi đồng loại vì cái thói bất nhã thô bỉ của các người chí ít ta đây cũng không mắc cái thói cài chặt then cửa dưới ban ngày ban mặt như thế này ta bất cần ta sẽ giao bằng được quả quyết thế tôi nắm lấy giống cửa lắc thật mạnh lão joseph mặt cân cân thò đầu ra từ một cửa sổ tròn của chuồng ngựa ông muốn gì lão hét ông chủ ở dưới chỗ bãi nhốt gia súc nếu ông muốn nói chuyện với ông ấy thì ông đi quành chỗ cuối chuông ngựa này trong nhà không có ai để mở cửa ư tôi hét trả lại chả có ai ngoài mợ chủ ra và ông có la om sòm đến đêm mợ ấy cũng chả buồn mở đâu tại sao này joseph bác không thể nói cho bà ấy biết tôi là ai hay sao tôi chịu thôi tôi sẽ bị dây dưa biết đến bao giờ mới xong được cái đầu vừa lẩm bẩm vừa biến mất. Tuyết bắt đầu rơi dày, tôi nắm lấy giống cửa toàn lây thử một lần nữa, thì một gã trai trẻ không mặc áo ngoài, dài giác một cái chàng nạn, xuất hiện ở sân sau. Anh ta ới tôi, theo anh ta, và sau khi đi qua một chỗ giặt quần áo, rồi một khu vực lát đá gồm một cái láng để than, một bơm nước, và một chuồng chim bồ câu, cuối cùng chúng tôi đến căn phòng lớn, ấm áp, vui tươi, nơi tôi đã được tiếp lần trước. Căn phòng rực lên thật thú vị trong ánh tỏa ngời của một đống lửa to, đốt bằng cả than đá, than bùng lẫn củi, và ở gần cái bàn có bày một bữa ăn chiều thịnh soạn. Tôi thích thú quan sát, thấy mợ chủ, một nhân vật mà trước đây tôi không mấy may ngờ là có ở đây. Tôi cúi chào và đợi, nghĩ bụng là nàng sẽ mời tôi ngồi. Nàng nhìn tôi, dựa lưng vào thành ghế, và vẫn ngồi nguyên không động đậy, câm lặng, Thời tiết thật ác. Tôi nhận xét. Thưa bà Heathcliff, tôi e rằng cánh cổng nhà ta sẽ phải chịu hậu quả do sự phục dịch chảnh mãn của đám gia nhân ở đây mất thôi. Tôi phải giấc giả lắm mới làm cho họ nghe thấy tôi gọi. Nàng không hề mở miệng. Tôi dương mắt nhìn. Nàng cũng dương mắt nhìn. Dù sao, nàng cũng gắn mắt vào tôi, vẻ lạnh nhạt, khinh khỉnh, khiến tôi bối rối và khó chịu quá xá ông ngồi xuống gã trai trẻ nói cọc cằn ông ấy sắp về đấy tôi làm theo e hèm và gọi con chó cái thần nanh đỏ mỏ lần hội kiến thứ hai này nó hạ cố ngoe ngoảy cái chỏm đuôi ra cái điều nhận tôi là chỗ quen biết con vật mới đẹp làm sao tôi lại bình luận bà có định tách lũ chó con ra không ạ à, thưa bà chúng nó không phải là của tôi bà chủ kiều diễm nói còn cắn cẩu hơn cả thác clip nếu đích thân ông ta trả lời a à, chắc những của cưng của bà là trong đám này tôi nói tiếp quay về phía một cái ổ lờ mờ tối đầy những vật giống như mèo chọn của cưng như vậy kể cũng kỳ cục thay nàng nhận xét giọng diễu cợt rủi thật đó là một đống thỏ chết tôi lại e hè một lần nữa và xích lại gần lò sưởi hơn lặp lại nhận xét về tiết trời dữ dội chiều nay. Thế thì đáng nhẽ ông đừng nên ra khỏi nhà. Nàng nói, đứng dậy với tay lấy hai trong số những hộp nhỏ sơn loe loẹt bày trên mặt lò sưởi. Lúc nãy, vị trí của nàng khuất khỏi ánh sáng. Bây giờ tôi nhìn rõ toàn thể dốc dáng và vẻ mặt của nàng. Nàng dông dỗng cao và rõ ràng mới chỉ qua thời con gái chưa được bao lâu. Một con người đẹp và một khuôn mặt nhỏ khuôn mặt tuyệt vời nhất mà tôi từng may mắn được nhìn nét thanh tú rất đẹp những món tóc quăng loe hoe đúng hơn vàng ống buông lơi trên chiếc cổ mảnh dẻ và cặp mắt nếu như biểu lộ sự dịu dàng thì ắt sẽ quyến rũ không sao cưỡng nổi cũng may cho trái tim dễ xúc cảm của tôi cái tình cảm duy nhất thể hiện trong đó lại lơ lửng giữa sự khinh mạng và một thứ tuyệt vọng trái tự nhiên vì lạc chỗ một cách kỳ lạ mấy cái hộp gần như ngoài tầm tay của nàng tôi làm một cử chỉ định giúp nàng nàng quay phát lại phía tôi như kiểu một gã biển lận quay lại khi có ai định giúp gã đếm số vàng của mình vậy tôi không cần ông giúp nàng sẵn giọng tự tôi có thể lấy được xin lỗi tôi vội vàng đáp ông có được mời tới dùng trà không nàng hỏi thắt một cái tạp về phủ lên chiếc áo đen gọn ghẽ và đứng cầm thìa trà nghiêng nghiêng trên miệng ấm. Được tách trà bây giờ thì còn gì bằng? Tôi trả lời. Ông có được mời không? Nàng nhắc lại. Không, tôi nói ngập ngừng mỉm cười. Bà là người đứng cương vị để mời tôi đấy. Nàng quẳng phắt, cả trà cả thìa và giận dỗi trở về ghế ngồi. Tráng câu lại, môi dưới đỏ tươi thưởng ra như một đứa trẻ sắp sửa khóc. Trong khi đó, gã trai trẻ đã khoác lên người một bộ quần áo ngoài rõ là sơ sát và rướn thẳng người trước ánh lửa. Gã nhìn xuống tôi bằng khóe mắt, y như thể chúng tôi có một mối tư thù chưa thanh toán xong. Tôi bắt đầu ngờ ngờ không biết gã có phải là người ở hay không. Y phục và lời ăn tiếng nói của gã đều thô kệch, hoàn toàn không có vẻ bề trên có thể thấy ở ông và M. Hedcliffe. Những món tóc quăng, dày, màu nâu của gã bờm sờm không chải, hai mái tóc mai dài chồm xuống má thô kệch và hai bàn tay đen đuổi như tay một người lao công làm mướn. Tuy nhiên, cung cách gã lại phóng túng, gần như kiêu kỳ là đằng khác. Không hề có cái vẻ xăm sắm của đầy tớ phục vụ bà chủ nhà. Thiếu bằng chứng cụ thể về cương vị của gã, Tôi cho rằng tốt nhất là tôi đừng có để ý đến thái độ xử sự lạ lùng của gã. Và 5 phút sau, hét clip vào, phần nào giải tỏa cho tôi khỏi tình trạng mất thoải mái ấy. Ông thấy đấy, thưa ông, tôi tới đúng lúc như lời hứa. Tôi kêu lên, làm ra vẻ vui vẻ. Tôi sợ rằng thời tiết sẽ buộc chân tôi ở lại đây độ nửa tiếng, nếu ông có thể cho tôi tạm trú khoảng thời gian đó. Nửa tiếng ư? Ông ta vừa nói vừa rủi những bông tuyết trắng khỏi quần áo, Tôi lẽ làm lạ là sao ông lại chọn những lúc bảo dữ dội nhất để lang thang đi chơi Ông có biết là ông có thể bị lạc giữa những đồng lầy không? Cả những người quen thuộc với những truông này Cũng thường khi lạc đường vào những chiều như thế này nữa là Và tôi có thể cam đoan với ông là thời tiết chẳng có cơ màu gì thay đổi ngay được đâu Liệu ông có thể dành một gã trong số gia nhân của ông dẫn đường tôi được không? Và anh ta sẽ nghỉ lại ở ấp cho đến sáng mai mà Không, tôi không thể ôi thật ư thế thì tôi đành phải tin vào sự minh mẫn của bản thân mà thôi. ừm có định pha trà không đấy? gã mặc chiếc áo choàng sơ mướp hỏi, luôn nhìn dữ tận chuyển từ tôi qua thiếu phụ. có cần mời ông ta không? nàng hỏi, quay sang cầu diện hát clip. pha trà đi nghe không? câu trả lời thốt ra hung tận đến nỗi tôi giật bắn người. cái ngữ điệu của những tiếng ấy bộc lộ một bản chất xấu thật sự tôi hết thấy muốn gọi hát clip là một tay cực kỳ khi trà pha xong ông ta mời tôi bằng một câu này ông kéo ghế lại đây và tất cả chúng tôi kể cả gã thanh niên cục mịch sáp lại quanh bàn một sự im lặng khắc khổ bao trùm trong khi chúng tôi ăn khi nghĩ nếu mình đã gây nên đám mây thì bổn phận mình là phải cố gắng xua tan nó đi họ chắc không thể ngày nào cũng ngồi hầm hầm và lầm lì thế và dù họ có xấu tính mấy đi nữa Thì cũng chẳng thể nào Cái nét câu có in trên cả bộ mặt kia Lại là sắc diện thường nhật của họ được Thật là lạ Tôi mở đầu trong khoảng cách Giữa lúc uống hết một tách trà Và lúc nhận một tách khác Thói quen có thể nhào nặng Những sở thích và ý niệm của chúng ta Theo những cách thật kỳ Nhiều người không thể tưởng tượng được là Lại có hạnh phúc trong cuộc đời Hoàn toàn cách biệt thế giới như ông đang sống Thưa ông Heathcliff. Ấy thế mà tôi dám mạo muội nói rằng, giữa sự bao bọc của gia đình và với vị phu nhân Kiều Diễm làm nữ thần ngự trị trên tổ ấm và trái tim ông. Phu nhân Kiều Diễm của tôi?" Ông ta ngắt lời với một vẻ giễu cợt, gần như ma quái trên mặt. "Vậy chứ nàng đâu? Phu nhân Kiều Diễm của tôi." Tôi muốn nói là bà Heathcliff, vợ ông. "À thế đấy. Ồ, ông muốn nói là linh hồn cô ấy đã lĩnh cái vị trí thiên thần hộ vệ?" và đang canh giữ cho phúc phận của đội gió hú, ngay cả khi thể xác cô ấy đã tiêu vong, phải thế không ạ? À? Nhận thấy mình bé cái lầm, tôi tìm cách sửa sai. Lẽ ra, tôi đã có thể thấy sự chênh lệch về tuổi tác giữa đôi bên là quá lớn, khó bề họ có thể là vợ chồng được. Một người giàu khoảng 40, thời kỳ tinh thần cường tráng mà vào độ ấy cánh đàn ông hiếm khi ôm ấp cái ảo tưởng được gái trẻ lấy vì tình yêu Sự mơ mộng đó dành để an ủi những năm tàn của chúng ta Còn người kia xem chừng chưa tròn 17 Thế rồi một ý nghĩ lóe trong đầu tôi Cái gã nhà quê ngồi sát quỷ ta Đang uống trà bằng bát dại Và bóc bánh mì ăn bằng những bàn tay không rửa Có thể là chồng nàng Hết clip con Tất nhiên là thế rồi đây là hậu quả của việc bị chung sống ở một nơi, nàng đã nhắm mắt buông trôi hiến thân cho cái giả thô kệch này, đơn giản chỉ vì không biết trên đời còn có những người tốt đẹp hơn. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ta phải cẩn thận, đừng gây cho nàng hối tiếc sự lựa chọn của mình. Ý nghĩ này nghe có vẻ hợm hĩnh, nhưng đâu phải thế, tôi thấy anh chàng bên cạnh gần như kinh tởm, qua kinh nghiệm, tôi tự biết mình cũng tạm tạm hấp dẫn. Bà clip đây là con dâu tôi. Hacklist nói, cũng cứu thêm sự phỏng đoán của tôi. Trong khi nói ông ta quay nhìn nàng một cách kỳ cục, một cái nhìn đầy căm thù, trừ phi ông ta có một bộ cơ mặt hết sức ngang bướng không chịu diễn đạt ngôn ngữ của tâm hồn như cơ mặt người khác. A, à, nhất định rồi, bây giờ tôi mới hiểu, cậu là chủ nhân may mắn của nàng tiên xinh đẹp. Tôi quay sang gã ngồi cạnh mình, nhận xét vậy. Thế lại càng tệ hại hơn trước. Gã thanh niên đỏ dừ mặt và nắm chặt tay Rõ ràng đang suy tính chuyện hành hung tôi Nhưng gã như trấn tĩnh lại được ngay Và dập tắt cơn khùng Bằng một câu rủa thô bạo lầm bầm trong miệng Nhằm vào tôi Nhưng tôi thận trọng bỏ ngoài tai Rủi thay ông đoán sai hết cả thưa ông Gia chủ của tôi nhận xét Cả hai chúng tôi đều không có cái đặc quyền sở hữu nàng tiên mỹ miều của ông Bạn chung chăn gối với nàng chết rồi Tôi vừa nói nàng là con dâu tôi Do đó thế tất nàng đã lấy con trai tôi Và cậu thanh niên đây Không phải là con trai tôi Hắn đi rồi Heathcliff lại mủm mỉm cười như thể Việc gán cho ông cái tư cách làm bố con gấu kia Là một câu đùa hơi táo bạo quá Tên tôi là Hurtin Unso Gã kia gầm gừ Và tôi khuyên ông nên tôn trọng cái tên ấy Tôi có tỏ chút gì bất kính đâu Tôi đáp Trong bụng cười thầm Cái vẻ trịnh trọng của gã khi xưng danh Gã trân trân dán mắt vào tôi hồi lâu Đến độ tôi không buồn nhìn đối thoại nữa E có lúc ngứa tay Muốn bợp tay gã Hoặc phì cười thành tiếng Tôi bắt đầu cảm thấy rành rành là Mình lạc lõng trong cái khung cảnh gia đình thú vị này Không khí tinh thần ảm đạm trùm lên Thậm chí còn xóa đi Những tiện nghi vật chất sáng rực quanh tôi và tôi quyết tâm phải thận trọng khi dấn thần lần thứ ba dưới mái nhà này làm xong công việc ăn uống và thấy không ai thốt ra một lời trò chuyện xã giao tôi lại gần một cửa sổ xem thời tiết ra sao tôi thấy một cảnh buồn thảm đêm tối buông xuống sớm bầu trời và đồi núi hòa quyện trong một trận gió lốc dữ dội và mưa tuyết dày đến ngạt thở tôi nghĩ bây giờ thì tôi không thể về nhà được nếu không có người dẫn đường tôi không dừng được kêu lên đường xá chắc đã bị dùi lấp và ngay cả nếu có quan quẻ tôi cũng khó mà phân biệt được gì trước một bước hết tên lùa mười hai con cừu nọ vào cổng chùa ngựa nếu để cả đêm trong bãi rào chúng sẽ bị phủ đầy tuyết mất và nhớ đặt một tấm dáng ngăn phía trước chúng Heathcliff nói tôi phải làm thế nào bây giờ tôi nói tiếp mỗi lúc một tức già không ai trả lời câu tôi hỏi và quay lại nhìn Tôi chỉ thấy có Joseph sách vào một xô cháo đặt cho lũ chó và bà Heathcliff cúi mình trên đống lửa, tiêu khiển bằng cách đốt một bó diêm rơi từ mặt lò sưởi xuống khi nàng đặt hộp trà trở về chỗ. Lão Joseph, sau khi để xô cháo cho bầy khuyển, đưa mắt giám sát căn phòng một lượt và rít lên kèn kẹt bằng những âm sắc như dở ra. Tôi nấy nằm nạ, thay cho người sao mà có thể đứng y thần xác ra đấy mà sưởi trong khi ai nấy đều ra ngoài nhưng mà người nà đồ vô tích sự nói nằm gì phí nời người sẽ chả bao giờ chịu tu tỉnh mà cứ nao thẳng vào với ma quỷ y hệt như cái bài mẫu của người trước kia út của người trước kia trong một lúc tôi tưởng cái tiếng hùng biện ấy là nhằm vào mình và điên tiết tôi bước tới tên côn đồ già toàn đá lão ra khỏi cửa. Nhưng câu trả lời của bà Heathcliff đã ngăn tôi lại. Này, lão già đạo đức giả thối chuyện. Nàng đáp lại, lão nhắc đến tên của ma quỷ mà không sợ nó bắt mất xác lão đi ư. Tôi báo cho lão biết, đừng có khiêu khích tôi. Cảo tôi sẽ xin một ân huệ đặc biệt là ma quỷ bắt lão đi đấy. Tạnh đi, nhìn đây này, Joseph. Nàng nói tiếp, với tay lên giá lấy xuống một quyển sách lớn màu đen. Tôi sẽ chứng tỏ cho lão biết tôi đã tiến bộ trong ma thuật như thế nào. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể vận dụng nó để bắt cả nhà. Con bò tía đâu phải tự nhiên mà chết, và chứng thấp khớp của lão chẳng phải do trời phạt đâu. Ôi, độc ác, độc ác, lão già hỗn hển nói cầu chúa giúp chúng con thoát khỏi sự ác không cái đồ bị chúa đầy xuống địa ngục lão là một kẻ lạc loài cút đi kẻo tôi sẽ làm cho lão nếm mùi thật sự đấy tôi sẽ lấy sáp và đất sét nặng hình của tất cả các người và kẻ đầu tiên vượt qua ranh giới do tôi định sẽ tôi chả cần nói sẽ bị làm sao nhưng mà rồi lão sẽ thấy Đi đi, tôi để mắt tới lão đấy. Cô gái phù thủy quắt đôi mắt đẹp, giả bộ hung dữ. Lão cho dép lung rẩy vì kinh hoàng thật sự. Lật đật ra khỏi nhà, vừa đi vừa cầu nguyện và thốt lên. Độc ác. Tôi cho rằng, ứng xử của nàng là do một kiểu đùa trong tâm trạng u uất thôi. Và giờ đây, chỉ còn hai người với nhau, tôi cố gắng khiến nàng quan tâm tới hoàn cảnh khốn quẩn của tôi cô heathcliff tôi khẩn khoản xin cô thứ lỗi cho tôi về tội quấy quả cô tôi phỏng đoán bởi vì với bộ mặt như thế này tôi dám chắc cô không thể không tốt bụng xin cô bày cho mấy điểm chuẩn để tôi có thể dựa vào đó mà tìm đường về nhà tôi không biết làm sao tới được luân đôn cứ theo con đường lúc ông tới nàng đáp lúc mình sâu vào trong một chiếc ghế với cây nến và quyển sách lớn mở trước mặt đó là lời khuyên ngắn gọn nhưng chí nhất tôi có thể giúp ông vậy thì nếu cô nghe tin người ta tìm thấy tôi chết trong một cái bãi lầy hay một cái hố đầy tuyết lương tâm cô sẽ không thì thầm rằng đó phần nào là lỗi tại cô chứ sao lại thế được tôi không thể hộ tống ông họ sẽ không để tôi đi tới cuối bức tường rào vườn cô ấy à tôi đâu dám đề nghị cô bước khỏi ngưỡng cửa để chiều theo ý tôi vào một đêm như thế này tôi kêu lên tôi muốn cô bày cho tôi đường đi chứ không phải dẫn đi hoặc nếu không thì thuyết phục ông hecliff cho tôi một người dẫn đường cho ai đi bây giờ? Chỉ có bản thân ông ta, Unshaw, Lizer, Joseph và tôi. Ông muốn ai dẫn? Thế không có thằng nhỏ nào ở trại ư? Không, tất cả chỉ có thế. Vậy thì kết cục là tôi buộc phải lưu lại. Điều đó ông có thể thu xếp với chủ nhà. Tôi không dính dáng gì vào đấy. Tôi mong đó sẽ là một bài học, để ông đừng có liều lĩnh dạo trê trên những ngọn đồi này nữa. Giọng nói nghiêm nghị của heathcliff vang lên từ cửa vào bếp. Còn như ở lại đây, thì tôi không thể sắp sẵn tiện nghi cho khách. Nếu ông lưu lại, thì phải nằm chung với Henton hoặc Joyette. Tôi có thể ngủ trên một cái ghế trong phòng này. Tôi đáp. Không, không được một người lạ là một người lạ bất kể giàu hay nghèo tôi không ưng cho phép bất kỳ ai tự tiện sử dụng nơi này trong khi tôi không có mặt để canh phòng con người đê tiện bất lịch sự ấy nói lời sỉ nhục ấy làm tôi mất hết kiên nhẫn tôi thúc ra một điều biểu lộ sự ghê tởm và sầm sầm đi qua mặt ông ta ra sân và trong cơn hấp tấp tôi xô phải ơn so trời tối đến nỗi không sao nhìn thấy lối ra và trong khi lân quanh lẫn quẩn tôi lại nghe thấy một tiêu mẫu nữa của cách cư xử lễ độ giữa họ với nhau. Mới đầu gã trai trẻ có vẻ như sắp sửa muốn giúp tôi. "Tôi sẽ đi với ông ta đến chỗ vườn hoa." gã nói. "Mày sẽ đi với ông ấy đến địa ngục." Câu này phát ra từ miệng ông chủ của gã hay là gì gì của gã cũng được. Thế còn ai trong ngựa hử? Một mạng người còn hệ trọng hơn là một tối xảo lãng việc trong năm ngựa. Phải có ai dẫn ông ấy đi chứ? Tiếng bà Heathcliff phì rầm. Con người xem ra tốt bụng hơn tôi tưởng. Không phải theo lệnh của nhà cô. Harrington vặt lại. Nếu coi coi trọng ông ta thì tốt hơn là hãy im cái mồm. Vậy thì tôi mong rằng hồn ma của ông ta sẽ ám anh. Và tôi mong rằng ông Hercules sẽ không bao giờ kiếm được một người khác thuê nhà. Kỳ đến khi ấp đổ nát. Nàng gây gắt trả lời. Nghe đấy, nghe đấy. Cô ta đang nguyền rủa họ kìa. Trôi dép lầu bầu. Tôi đang tiến về xí lão. Lão ngồi trong tầm nghe, vắt sữa bò dưới ánh sáng của một chiếc đèn sách. Tôi giật phát lấy cây đèn, chẳng hỏi han mượn mỏ gì và vừa kêu to là mai sẽ gửi trả vừa lao tới cửa ngách gần nhất ông chủ ông chủ hắn ăn cắp cái đèn sách lão già tru lên đuổi theo tôi hú can két hú chó ơi hú sói rử hắn lại bắt nấy hắn vừa mở được cánh cửa nhỏ thì hai con quái vật lông lá bổ tới nhẹ họng của tôi vật ra ngã xuống và làm tắt đèn trong khi một nhịp cười hô hố hỗn hợp của cả Heathcliff lẫn Hellerton khiến nỗi điên khùng và tuổi nhục của tôi dâng lên đến tột độ. May thay, hai con vật dường như chỉ chú tâm vào việc dương vuốt, ngoát mõm và vung đuôi hơn là ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng chúng không thể chịu, để tôi hồi sinh trở lại và buộc tôi phải nằm cho đến khi những người chủ tai ác của chúng vui lòng giải thoát cho tôi. Rồi, đầu không mũ, người rung lên vì tức giận. Tôi ra lệnh cho những kẻ vô lại kia để cho tôi ra. Nếu giữ tôi thêm một phút nữa, thì liệu hồn? Với những lời đe dọa trả đũa không ăn nhập vào đâu, song về mặt sâu xa độc địa, lại phản phất chất vua lia. Bị kích động quá mạnh, tôi đổ máu cam lên láng, mà hát clip vẫn cười, khiến tôi càng la mắng dữ tôi không biết liệu cái gì có thể chấm dứt được cảnh ấy nếu không có một người liền ở đấy tỉnh táo duy lý hơn tôi và nhân từ hơn kẻ tiếp đẩy tôi đó là ziller người quản gia to béo cuối cùng chị ta chạy ra xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế chị tưởng có ai trong bọn họ hành hung tôi không dám tấn công ông chủ của mình chị xoay hướng pháo kích miệng sang gã cung đồ trẻ Chà, cậu ơn so Chị kêu lớn Tôi không biết rồi sau đây Cậu còn dở trò gì nữa Liệu rồi có đến nước Là ta sẽ giết người ngay trên thềm đá của nhà ta không Tôi thấy cái nhà này chẳng bao giờ hợp với tôi được Kìa tội nghiệp Ông ta đang nghẹn kìa Chật, chật Ông chớ nên tiếp tục thế nữa Vào đây, rồi tôi chữa cho hết ngay Thế, ngồi yên nhé Nói rồi, bất thình lình, chị ta hắt một ca nước lạnh toát vào cổ tôi và kéo tôi vào trong bếp. Ông Hercules đi theo. Cơn vui vẻ đột xuất nhanh chóng tắt đi trong vẻ u ám thường lệ của ông. Tôi cực kỳ chóng mặt, nôn nao, yếu xỉu và do đó buộc phải nhận ở lại dưới mái nhà của ông ta. Ông ta bảo Ziller lấy cho tôi một cốc rượu mạnh rồi đi vào phòng trong. Trong khi đó, Ziller tỏ nỗi ái ngại cho tình cảnh đáng buồn của tôi. Và sau khi chấp hành lệnh của chủ mang rượu tới, nhờ đó tôi tỉnh táo được phần nào. Chị đưa tôi đến phòng ngủ. Chú thích, vua lia, hàm chỉ những lời nguyền rủa của vua lia giữa cơn giông tố trên thảo nguyên. Theo truyện vua lia của Shakespeare hồi ba, hết chú thích. Trong khi dẫn đường lên cầu thang, Chị dặn tôi nên che nến và đừng làm ồn. Vì ông chủ của chị vốn có một ý niệm kỳ quặc về căn buồn mà chị định xếp cho tôi và không bao giờ muốn cho ai ở đấy. Tôi hỏi lý do tại sao. Chị trả lời là không biết. Vì chị mới ở đây độ 1-2 năm và họ có nhiều hành vi kỳ dị đến nỗi chị không biết đằng nào mà lần. Quá đờ đẫn chẳng còn bụng dạ nào mà tò mò, tọc mạch. Tôi cài chặt cửa và nhìn quanh, xem giường nằm ở đâu. Toàn bộ đồ đạc gồm một chiếc ghế tựa, một túi đựng quần áo và một cái hòm lớn bằng gỗ sồi, có những ô vuông được khoét ở gần mép trên, giống như những cổ xe ngựa. Lại gần cái cấu trúc ấy, tôi nhìn vào trong và thấy nó là một thứ giường nằm kỳ lạ kiểu cổ, thiết kế rất tiện để cho mỗi thành viên của gia đình khỏi cần có một buồng riêng thật vậy, nó làm thành một cái buồng kính nhỏ xíu và cái gờ một cửa sổ. Lòng trong đó được dùng làm bàn. Tôi để hai tấm bàn cửa lùa, cầm nến chui vào, kéo khít trở lại và cảm thấy an toàn, thoát khỏi sự cảnh giác theo dõi của Heathcliff cùng mọi người khác. Cái gờ cửa sổ, nơi tôi đặt cây nến, có mấy quyển sách móc meo chồng ở một góc và đầy những chữ rạch vào lớp son trên mặt. Những dòng viết ấy, tuy nhiên, không phải là gì khác ngoài một cái tên vạch đi vạch lại bằng mọi kiểu chữ lớn nhỏ. Catherine Unshaw Đây đó biến dị đi thành Catherine Heathcliff rồi thành Catherine Linton. Uể oái lờ đờ, tôi dựa đầu vào cửa sổ và tiếp tục đánh vần hoài. Catherine Earnshaw, Heathcliff Linton, cho đến khi mắt nhắm lại. Nhưng chưa chập mắt được 5 phút, vẫn những chữ cái trắng lóa thành một phần hào quang đã bùng lên từ bóng tối, sinh động như những bóng ma, không trung gian nhãn, như những chữ Catherine, và vùng dậy để xua tan cái tên quỷ ám. Tôi thấy ngọn bất nến ngã về một trong những cuốn sách cũ kỹ và làm sực nên một mùi da bê cháy. Tôi dập tắt nến, rất khó chịu, trong người do ảnh hưởng của khí lạnh và cái mùi nôn nao dai dẳng. Tôi ngồi dậy, mở banh trên đầu gối cuốn sách bị bén lửa. Đó là một quyển kinh thánh in chữ mảnh và bốc mùi mốc dê tởm. Một tờ trắng đầu sách có ghi dòng chữ Catherine Earnshaw, sách của cô ấy và một niên đại khoảng phần tư thế kỷ về trước tôi gấp nó lại lấy một quyển khác rồi một quyển nữa cho đến khi xem hết lượt tủ sách của catherine thuộc loại chọn lọc và tình trạng của nát chứng tỏ sách được dùng tới luôn tuy không phải bao giờ cũng nhằm một mục đích chính đáng chả mấy chương không có chúa lời bình bằng bút mực chí ít cũng có vẻ như một lời bình Kính mọi chỗ trống Nhà nhà in còn chừa ra ngoài khuôn chữ Một số là những câu rời rạc Những phần khác tựa như một thứ nhật ký hẳn hoi Viết ngoệt ngoạt bằng một thứ chữ non nớt chưa định hình Trên đầu một trang phụ Hẳn là của quý khi tình cờ thấy được lần đầu Tôi rất khoái trí Nhìn thấy một bức biếm họa chân dung ông bạn cho dép của tôi Nét vẽ thô Nhưng đầy sức mạnh trong tôi lập tức nhón lên một mối quan tâm đối với nàng Catherine không quen biết và tôi bèn bắt đầu cố gắng đọc to cho vỡ những dòng chữ kỳ bí đã ve nét mực của nàng một ngày chủ nhật thật kinh khủng đoạn dưới đó bắt đầu như vậy mình ước gì cha sống lại Hadley là người thay thế đáng ghét cách cư xử của anh ấy với Heathcliff, hát và tôi sẽ quật khởi chúng tôi đã làm bức khởi đầu tối nay. Cả ngày mưa dầm về, chúng tôi không đi nhà thờ được, nên vô chép nhất thiết phải tập hợp tín đồ ở gác xếp sát mái. Và trong khi anh Hadley cùng với vợ ngồi sửa dưới nhà trước một bếp lửa ấm cúng, làm mọi chuyện trừ việc đọc kinh thánh, tôi xin cam đoan thế. Thì Hadley, tôi và tay thợ cày khốn khổ được lệnh phải mang sách kinh leo lên gác. Chúng tôi bị xếp thành một hàng trên một bìa ngô, trên trẫm và rung rẩy. Hy vọng là cho dép cũng rung nốt, để lão cho chúng tôi một bài thuyết pháp ngăn ngắn thôi, vì lợi ích của chính lão. Hy vọng hảo, bữa lễ kéo dài đúng ba tiếng đồng hồ. Thế mà khi trông thấy chúng tôi xuống, ông anh trai tôi còn trơ ráo kêu lên. Thế nào? Xong rồi kia à? Trước kia, tối chủ nhật chúng tôi thường được phép chơi đùa nếu không làm ồn quá bây giờ chỉ cười rút rít một tí là bị tống vào trong góc nhà bọn bay quên là bọn bay có một ông chủ ở đây tên bạo chúa ấy nói tàu sẽ đánh tan xác đứa nào đầu têu làm tao phát hùng nhớ kỹ là bọn bay phải rất điềm đạm và im lặng à thằng nhóc mày giỡn trò đấy phải không Francis, em yêu quý, hãy rứt tóc nó khi em đi ngang qua. Anh vừa nghe thấy nó bật ngón tay tanh tách. Francis rứt tóc hành clip thật mạnh, rồi đến ngồi vào lòng chồng, và họ cứ ngồi lấy như đứa hai đứa con nít, hôn hít nhau, và nói chuyện tào lao chi khương hàng giờ liền. Tán nhăn nhất, bọn tôi nghe mà phát ngượng. Chúng tôi có nếp mình cho thật ấm cúng, dễ chịu trong chừng mực có thể được dưới vòm của tủ buffet. Tôi vừa ghim tập về của chúng tôi vào với nhau và trao lên làm rèm che. Thì cho dép ở chuồng ngựa về, bước vào. Lão giật cái đồ thủ công của tôi xuống, bợp tay tôi và cào nhau. Ông chủ vừa mới chôn cất xong, chưa hết lễ xa ba tiếng kinh phúc âm hãy còn trong lỗ tay mà cô cậu đã dám đùa giỡn. Thật xấu hổ. Ngồi xuống, đồ trẻ hư đốn có đủ sách hay sách tốt cho cô cậu đọc đấy ngồi xuống đồ trả hư đốn có đủ sách hay sách tốt cho cô cậu đọc đây ngồi xuống mà gẫm về phần hồn của mình nói rồi lão bắt bọn tôi chỉnh đốn tư thế sao cho một tia sáng lờ mờ từ đống lửa đằng xa có thể soi cho chúng tôi thấy câu chữ trong cái của nợ mà lão ấn vào tay chúng tôi tôi không thể chịu được cái công việc ấy Tôi cầm lấy gáy quyển sách dơ giấy, ném nó vào cùi chó, tuyên bố rằng tôi ghét sách hay, sách tốt. Heathcliff cũng đá quyển của mình vào chỗ ấy. Thế là ầm ĩ cả lên. Cậu chú Hadley! Lão Linh Một vườn của chúng tôi gào lên. Cậu chú, lại đây mà xem. Cô Cathy làm toạc gáy quyển, cái mũ cứu rỗi. Còn Heathcliff thì quay nắm đấm vào phần đầu quyển đường thông thống dẫn tới tiêu phong. Cậu có để bọn đó tiếp tục cái đà này, thật là nguy to. Chào, phải tay ông cụ thì ông cụ đã cho chúng một trận đích đáng. Nhưng mà ông cụ lại mất rồi. Từ cái thiên đàng bên bếp lửa của mình, Hadley vội chạy tới và túm lấy chúng tôi, đứa cổ áo, đứa cánh tay, ném cả hai vào bếp đằng sau nhà, nơi mà theo lời cho giáp định trịnh trọng tuyên bố, khọm nít là quỷ dữ Chắc chắn sẽ đến kiếm chúng tôi Chắc chắn như chúng tôi đang sống vậy Và được an ủi như vậy Mỗi chúng tôi tìm một xó chờ khổng nít tới Tôi với tay lấy cuốn sách này Và bình mực từ trên giá Đẩy cánh cửa vào chính sách He he để lấy ánh sáng Rồi tôi có thời gian để viết độ 20 phút Nhưng anh bạn tôi sốt ruột Đề nghị lấy bén cáo choàng của chị bán sữa mà trùm lấy đầu đi nhọc đi chơi trên đồng hoang. Một gợi ý thú vị. Rồi, nếu lão già bẩn tính vào, có thể lão lại tưởng lời tiên đoán của mình là ứng nghiệm. Mà chúng tôi, có ra dầm mưa cũng chả ướt hoặc lạnh gì hơn là ở đây. Tôi đoán là Catherine đã thực hiện dự định của mình, vì sau câu nói sang một chuyện khác, nàng chuyển giọng bi lụy đầy nước mắt. Thật tôi không mấy ngờ là Hadley lại làm tôi khóc ghê thế. Nàng viết, đầu tôi đau nhất đến độ không thể tựa trên gối được nữa. Tuy nhiên tôi vẫn không sao nín được. Tội nghiệp Heathcliff. Hadley gọi cậu ấy là đồ ma cà bông và không cho cậu ấy ngồi cùng hoặc ăn cùng với chúng tôi nữa. Lại còn bảo cậu ấy và tôi không được chơi chung với nhau nữa. Dọa sẽ tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà nếu chúng tôi trái lệnh. Anh ấy chê trách cha chúng tôi Làm sao anh ấy lại dám thế nhỉ Đã nương hát quá Và thầy rằng sẽ cho cậu ấy vào phun vào phép Tôi bắt đầu gà gật trên trang sách nhập nhòe Mắt đảo từ những dòng viết sang những dòng in Tôi thấy một tiêu đề đỏ có điểm họa tiết 70 lần 7 Và thứ nhất của 71 Một bài thuyết giáo của Đức Cha Jeff Branderham tại nhà thờ jimmerden sao? và trong khi nửa tỉnh nửa mê, bắp bắp đoán xem jeffrey Branderham, quan niệm đề tài của mình như thế nào. tôi ngã mình xuống giường và ngủ thiếp đi. ôi tác động của trà tồi và tâm trạng bực bội. ngoài ra còn gì khác có thể khiến tôi phải qua một đêm khủng khiếp như vậy? tôi không nhớ một đêm nào khác có thể so sánh với đêm này kể từ khi có khả năng chịu đựng tôi bắt đầu mơ màng hầu như trước cả khi tôi mất cảm giác về mình đang ở đâu tôi thấy trời đã sáng và tôi đã lên đường về nhà với chô dép dẫn đường tuyết dày hàng thước trên đường chúng tôi đi và trong khi chúng tôi trật trưởng tiến bước người bạn đồng hành của tôi không ngừng rầy la trách cứ tôi đã không mang theo một chiếc gậy hành hương lão bảo nếu không có một chiếc gậy hành hương tôi sẽ không bao giờ được vào nhà và huynh hoang vung một cái trượng đầu to tướng. Tôi hiểu ra cái đó được gọi là gậy hành hương. Trong một lúc, tôi thấy thật phi lý nếu như tôi cần có một thứ khí giới như thế mới được vào nơi cư trú của chính mình. Thế rồi, một ý mới chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi không đi về nhà. Chúng tôi đang đi tới, nghe đức cha Jeb dưới danh, thuyết giảng theo bài 70 lần 7 và hoặc cho dép hoặc cha giảng đạo, hoặc tôi đã phạm tội, thứ nhất của thứ bảy mươi Cần phải đưa ra vạch trần trước mọi người và rút phép thông công. Chúng tôi tới nhà thờ. Thực tế, tôi đã đi qua chỗ này hai hoặc ba lần gì đó trong những buổi dạo chơi. Nhà thờ nằm trong một thung lũng giữa hai trái đồi. Một con thung cao, gần một đầm lầy mà theo người ta nói độ ẩm than buồn của nó đáp ứng mọi yêu cầu ướp thơm cho số thi họ ít ỏi được tán ở đấy. Mái nhà thờ cho đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn, nhưng vì lương của tu sĩ chỉ có 20 bảng một năm, kèm thêm một căn nhà hai buồn với nguy cơ mau chóng dồn lại còn một, nên không tu sĩ nào muốn đảm nhiệm bổn phận mục sư. Nhất là hiện tại có tin rằng bày con chiên thà để mụ sư chết đói, chứ không chịu bỏ một xu tiền túi sẽ nâng cao đời sống cho ông ta. Nhưng trong giấc mơ của tôi, chết có cả một giáo đoàn đông đảo, chăm chú và ông thuyết giảng, lạy chúa. Một bài thuyết giảng tràn gian đại hải, chia làm 490 phần, mỗi phần bằng cả một bài giảng kinh bình thường, và mỗi phần bàn riêng về một tội. Ông ta moi những thứ đó ở đâu ra? Tôi chịu, ông có cách diễn giải riêng và hình như nhất thiết là con chiên phải phạm tội mỗi lần một khác. Những tội lỗi mang tính chất hết sức kỳ lạ, những vi phạm quái dị mà trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Tôi đâm chán biết nhường nào. Bao lần tôi vặn người tôi ngáp, tôi gà gật rồi lại choàng dậy. Bao lần tôi tự véo, tự cấu chí mình và dụi mắt và đứng lên ngồi xuống và huyết trô dép thúc lão cho tôi biết liệu ông ta có bao giờ chấm dứt cho không tôi bị cái cực hình phải nghe cho hết cuối cùng ông ta tới phần thứ nhất của bài thứ 71 đến đoạn gây cấn này một cảm hứng bất thần đến với tôi nó thôi thúc tôi bật dậy tố cáo Jeff Branderham là kẻ phạm cái tội mà không người cô đốc giáo nào cần phải tha thứ Thưa tiên sinh Tôi thốt lên Ngồi đây giữa bốn bức tường Liền tù tì một mạch Tôi đã chịu đựng và tha thứ 490 đề mục trong bài thuyết giảng của tiên sinh mươi lần 7 lần Tôi đã nhấc mình lên Toàn bỏ đi 77 lần tiên sinh đã buộc tôi phải trở lại Ngồi chỗ một cách vô ý nghĩa Đến lần thứ 491 Thì thật là quá đáng hỡi các bạn đồng tuẫn đạo hãy nhằm vào y kéo y xuống và nghiền nát y thành bụi sao cho cái nơi từng biết y cũng không nhận ra y nữa chính mi là kẻ ấy trép kêu lên và sau một lúc ngừng trang trọng ngã người bên trên chiếc nệm bảy mươi lần bảy lần mi đã nhăn mặt ngoác mồm bảy mươi lần bảy lần ta đã thỉnh vấn linh hồn ta à đó là sự yếu đuối của con người Cái đó cũng có thể xá tội Giờ đến tội thứ nhất của loạt thứ 71 Giáo hữu Hãy thi hành sự phán xử đã thành văn đối với hắn Vinh dự ấy Thuộc về mọi người thánh thiện của Chúa Dứt câu kết luận ấy Toàn thế cứ tọa vung gậy hành hương Nhất tề xông đến vây quanh tôi Và vì không có vũ khí nào để dơ lên tự vệ Tôi bắt đầu vật lộn với Joseph kẻ tấn công gần nhất và hung hãn nhất để giành lấy cái gậy hành hương của lão. Do đám đông ùa vào cả một điểm, nhiều chiếc gậy va vào nhau, những cú nhầm vào tôi lại rơi xuống những cái sọ khác. Lúc này, cả nhà thờ vang lên chí chát những đòn tấn công và phản kích. Mỗi người đều đánh lộn với người bên cạnh, và Branderham không muốn khoanh tay đứng nhìn, trút hết nhiệt huyết vào việc gặp gõ tới tấp như mưa rào trên những tấm ván bục giảng kinh ván kêu dữ đến nỗi cuối cùng tôi choàng thức với một cảm giác nhẹ nhõm khôn xiết tả và cái gì đã gây nên sự om xòm ghê gớm ấy cái gì đã đóng vai chép trong cuộc náo động ấy đơn giản là một cành cây linh sam chạm vào cửa sổ mắt cáo buồn tôi khi gió rền rỉ thổi qua và quật đôm đớp vào những quả khô của nó vào những ô kính Tôi ngờ ngợ lắng nghe một lúc, phát hiện ra tin quấy rối, rồi trở mình, chập chờn ngủ tiếp và lại mơ. Có dễ, còn tệ hơn trước nữa. Lần này, tôi nhớ ra mình đang nằm trong cái buồn nhà hòm bé xíu bằng gỗ sồi, và tôi nghe rõ ràng trong tiếng gió thổi từng hồi, cùng tiếng tuyết xối xả rơi. Tôi cũng nghe thấy tiếng cành cây linh sam lặp lại câm thanh quấy rầy của nó và truy đúng nguyên nhân nhưng nó làm tôi khó chịu quá đến nỗi tôi cương quyết phải dẹp cho được nó im đi nếu có thể hình như tôi dậy và có tháo móc cài của khung cửa sổ cái móc được hàng chặt vào đai một chi tiết mà khi còn thức tôi có để ý thấy Xong giờ quên khuấy mất dù sao mình cũng phải ách nó lại tôi lẩm bẩm lấy khớp ngón đập vỡ kính và thò một cánh tay ra định nắm lấy cái cành nhiễu sự nhưng đáng lẽ là thế thì tay tôi lại nắm phải những ngón của một bàn tay nhỏ nhắn giá băng tôi ngợp trong cái khủng khiếp cao độ của ác mộng tôi cố rút cánh tay lại nhưng bàn tay kia nó chặt lấy và một giọng cực kỳ não nùng cất lên nức nở để cho tôi vào để cho tôi vào Người là ai? Tôi hỏi, đồng thời có dễ dụa gỡ tay ra. Catherine Linton. Giọng nói trả lời run rẩy. Tại sao tôi lại nghĩ tới Linton? Có đến hai mươi lần tôi đã đọc Linton thành ơn so khi mà. Tôi đang về nhà. Tôi đã lạc đường trên đồng hoang. Trong khi cái giọng đó nói, tôi lờ mờ nhận thấy một khuôn mặt trẻ thơ nhìn qua khe cửa sổ. Kinh hoàng khiến tôi đâm độc ác và thấy có cố gắng xua đi cái sinh linh ấy cũng vô hiệu. Tôi kéo cổ tay nó lên ô kính vỡ và cứ đi cứ lại, kỳ đến khi máu chảy dàn xuống, thấm đẫm những đồ trải giường. Vậy mà nó vẫn rền rỉ. Để cho tôi vào. Và gia dẫn nếu chặt hoài, làm tôi phát gần điên lên vì sợ làm sao ta có thể để ngươi vào? Cuối cùng tôi nói, buông ta ra nếu ngươi muốn ta để cho ngươi vào. Những ngón tay nới lỏng ra, tôi giật tay mình qua lỗ hỏng, vội vã chồng những cuốn sách lên thành một hình tháp chẹn lấy lỗ đó, và bịt tay để khỏi nghe lời cầu xin thảm thiết nọ. Tôi cứ bịch như thế, cơ chừng một khắc đồng hồ. Tuy nhiên, khi tôi lại lắng nghe, thì kìa, Tiếng kêu não vẫn tiếp tục rền rỉ. Cút đi! Tôi quát. Dù ngươi có nài sinh đến hai mươi năm, ta cũng chẳng để cho ngươi vào đâu. Đã hai mươi năm rồi đấy. Giọng nói đáp sầu thảm. Hai mươi năm. Tôi đã là một linh hồn bơ vơ hai mươi năm ròng. Liền đó, Bắt đầu một tiếng gọi khe khẽ ở bên ngoài, và chồng sách chuyển động như bị đẩy đi. Tôi cố trồm lên, nhưng không sao ngọ ngoại được chân tay. Và do đó, tôi gào to lên trong một cơn kinh hoàng điên cuồng. Và tôi bối rối phát hiện ra rằng, mình đã gào thật, chứ không phải chỉ trong mơ. Những tiếng chân hấp tấp lại gần buồn tôi. Có ai đẩy cửa ra bằng một bàn tay mạnh mẽ và một ánh sáng chập chờ giữa những ô vuông trên chóc chiếc giường hòm. Tôi ngồi, vẫn còn rung, lau mồ hôi tráng. Người vừa đột nhập, có vẻ còn lưỡng lự và lắm bẩm một mình. Cuối cùng, người ấy nói gần như thì thầm. Rõ ràng là không chờ đợi một câu trả lời. Có ai trong này không? Tôi xét thấy, tốt nhất cứ thú nhận sự có mặt của mình vì tôi nhận ra tiếng Heathcliff và sợ ông ta sẽ lùng sục thêm nếu tôi tiếp tục im lặng. Với ý định ấy, tôi quay người và mở cửa lùa. Hành động này của tôi gây một tác động mà tôi sẽ không dễ gì sớm quên đi được. Heathcliff đứng gần cửa vào, mặc sơ mi trần, quần dài, với một cái nến nhỏ giọt trên ngón tay, và mặt trắng bệt như bức tường đằng sau ông ta. Tiếng cọt kẹt đầu tiên của chiếc giường hòm gỗ sồi Làm ông ta nhảy thoát lên như bị điện giật Cây nến văng khỏi tay ông ta Ra xa mấy bước Và cơn sóc động tột độ Khiến ông ta phải khó khăn lắm mới nhặt được nó lên Có gì đâu Khách trọ của ông đó thôi mà Thưa ông Tôi thốt lên Muốn tránh cho ông ta cái nỗi nhục nhã Phải phô bày thêm sự nhát sợ của mình Rủi cho tôi đã tha thét trong giấc ngủ Vì một cơn ác mộng Tôi rất ân hận đã phá rối ông. Ôi, chú trừng phạt ông đi, ông lô chút. Tôi ước sao ông bị đầy xuống địa. Gia chủ của tôi màu đầu, đặt cái nến lên một chiếc ghế, vì ông ta tự thấy không cầm vững nổi nữa. Ai đưa ông vào cái phòng này? Ông ta nói tiếp, ấn ngập móng tay vào lòng bàn tay và ghiết chặt răng để khỏi làm co giật. Ai? Tôi đang muốn tống cổ bọn chúng ra khỏi nhà ngay lập tức. Đó là chuyện người hầu của ông. Jiller, tôi đáp. Nhảy xuống sàn và nhanh chóng mặc quần áo. Ông làm thế, tôi cũng bất cần. Ông Cliff ạ. À. Chị ta rất đáng bị đuổi. Tôi đồ rằng chị ta muốn lợi dụng tôi để kiếm thêm một bằng chứng là nơi này có ma. Phải đúng là nhà này lúc nhúc những ma quỷ ông rào kỹ cửa đóng then cài thế là phải lắm tôi cam đoàn với ông vậy chẳng ai sẽ cảm ơn ông cho ngủ trong một cái hang ổ gớm ghiếc như thế này đâu ông nói vậy nghĩa là thế nào heathcliff hỏi và ông đang làm gì vậy hãy nằm xuống và ngủ cho hết đêm đi một khi ông đã ở đây nhưng lạy chúa ông đừng có tái diễn cái trò huyên náo khủng khiếp ấy nữa, chẳng có lý do gì chính đáng để la lối lên thế, trừ phi có kẻ cắt cổ ông. Nếu cái con ma nhỏ vào được lối cửa sổ, thì chắc nó đã bóp cổ tôi rồi. Tôi đáp lại, tôi chẳng chịu để các vị tổ tiên hiếu khách của ông hành tôi lần nữa đâu. Đức cha Zebrandham có họ hàng với ông về bên ngoài phải không? Lại còn cái cô ả chanh chua. Catherine Linton hay so hay gì gì chả rõ. Chắc cô ả phải là một tiểu yêu thay thế người bị thần thánh bắt đi. Cái linh hồn nhỏ hiểm ác. Ả bảo tôi là ả đang lang thang trên mặt đất 20 năm nay. Một hình phạt đích đáng đối với những trọng tội của ả. Tôi dám chắc thế. Vừa thốt ra những lời đó, tôi liền nhớ đến sự liên kết giữa hai cái tên Heathcliff và Catherine trong cuốn sách đều mà tôi đã hoàn toàn quên bản cho tới khi thức giấc như vậy. Tôi đã mặc về sự thất thố của mình, nhưng không lộ vẻ gì nữa tỏ ra biết lỗi về sự xúc phạm đó. Tôi vội vàng nói thêm: sự thật là, thưa ông, tôi đã dành phần đầu của đêm này để đến đây tôi lại ngừng. Tôi đã toan nói để xem lướt qua những quyển sách cũ này, rồi chợt nghĩ. Nếu thế, sẽ lộ ra rằng mình đã biết nội dung trong đó. Cả phần viết tay lẫn phần in. Nên tôi sửa lại và nói tiếp. Để có đọc cho ra những tên vạch trên thành cửa sổ này. Một việc làm tẻ ngắt, cốt để cho buồn ngủ. Cũng như đếm hoặc. Ông nói với tôi cách ấy là có ý gì? Heathcliff gầm lên dữ dội mang rợn. Làm sao? Làm sao ông dám ngay dưới mấy nhà tôi? Lạy chúa! Ông ta điên lên mới nói thế Và ông ta cuồng dại đập vào trán mình Tôi không biết nên giận cung cách nói năng ấy Hay nên tiếp tục phân trần Nhưng xem vẻ ông ta bị chấn động ghê gớm Đến nỗi tôi đâm thương hại Tôi kể tiếp đến những giấc mơ Khẳng định rằng trước đó Tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến tên Catherine Linton Xong vì cứ đọc đi đọc lại Thành ra bị ấn tượng Rồi khi không kiểm soát được lý trí tưởng tượng của mình nữa thì ấn tượng ấy hiện hình lên. Trong khi tôi nói, Heathcliff lùi dần vào, nấu trong góc có cái giường, cuối cùng ngồi xuống, gần như khuất sau nó. Tuy nhiên, bằng và nhịp thở không đều và đứt đoạn, tôi đoán ông ta đang vật lộn để chế ngự một cơn xúc động mạnh quá. Tôi muốn tỏ cho ông ta rằng mình đã nghe thấy tiếng hào hển thấy Tôi tiếp tục mặc quần áo một cách khá ồn ào, nhìn đồng hồ và tự sự một mình về độ dài của đêm. Chưa đến 3 giờ, thế mà mình dám thề là đã 6 giờ. Ở đây trời thật là trì trệ. Chắc chắn ta sẽ về buồn nghỉ từ 8 giờ. Mùa đông, bao giờ chúng tôi cũng đi nghỉ vào 9 giờ và dậy vào 4 giờ. Gia chủ của tôi nói, có nén một tiếng rên rỉ và ông quệt một giật lệ trên mắt. Tôi đoán vậy khi thấy bóng cánh tay ông chuyển động. Ông lôi chút, ông ta nói thêm, ông có thể vào buồn tôi. Ông xuống nhà dưới sớm thế, chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Với lại, tiếng la thế kiểu cô nít của ông đã xuôi giấc ngủ của tôi đi với quỷ rồi còn gì. Và cả giấc ngủ của tôi nữa. Tôi đáp, tôi sẽ đi dạo trong sân cho đến sáng. Rồi lúc đó, tôi sẽ tách và ông khó phải sợ tôi lại đột nhập một lần nữa bây giờ tôi chừa cái thói tìm vui thú trong giao tiếp rồi dù là ở tỉnh hay ở quê một người khôn ngoan phải tìm thấy đủ bạn bầu ngay nơi bản thân mình bạn bầu ấy mới thú vị làm sao heathcliff lẩm bẩm ông cầm lấy cái nến rồi đi đâu tùy thích tôi sẽ tới với ông ngay tuy nhiên chớ có ra sân bầy chó được tháo xích rồi đấy và chính sảnh nữa con Juno canh gác ở đó và không ông chỉ có thể lanh quanh ở bậc thềm và các hành lang thôi nhưng mặc kệ ông đi đi tôi sẽ tới trong vòng 2 phút nữa tôi làm theo nhưng chỉ ra khỏi phòng không biết những hành lang dẫn tới đấy tâu tôi đứng ngay ra và vô tình chứng kiến ở ông chủ nhà một biểu hiện mê tín tương phản kỳ lạ với kẻ khôn ngoan bề ngoài của ông ta. Ông trèo lên giường và giật mở toan cửa sổ mắt cáo, vừa giật vừa à lên khóc trong một cơn xúc động không kiềm chế nổi. Vào đây, vào đây! Ông ta nức nở. Cathy, lại đây em! Ôi, vào đây nào! Ôi, người yêu dấu của trái tim ta! Rút cục, hãy nghe anh lần này! Catherine! con ma tỏ rõ cái thói đồng bóng thông thường của một con ma nó không biểu lộ dấu hiệu gì là đang tồn tại duy chỉ có tuyết và gió xoáy lột điên cuồng qua cửa sổ vào thấu tận chỗ tôi ngồi và làm tắt phục ngọn nến cơn sầu não trào ra theo luồng gió tuyết lồng lộn ấy chứa một nỗi đau đớn mãnh liệt đến nỗi tôi đâm thương cảm không coi đó lại ngu dại tôi rút lui gần như phẫn nộ vì đã để tai nghe ngóng và bực mình vì đã kể lại cơn ác mộng nhối nhăn nọ. Bởi lẽ, chính nó đã gây ra nỗi đau lớn này. Mặc dù tôi không hiểu tại sao lại thế. Tôi thận trọng đi xuống nhà dưới và vào bếp sau. Tại đây, tôi vung gọn một đống lửa lập lòe, châm lại nến, không có gì động đậy. Trừ một con mèo xám đốm nâu, từ đống tro bò ra, chào tôi bằng tiếng meo cáo kỉnh. Hai cái ghế băng hình vuông cũng quay quần, gần kính lò sưởi. Tôi ngã mình trên một cái, còn chị miêu trèo lên chiếc kia. Cả hai chúng tôi đang gà gật, chưa có ai xâm phạm nơi ẩn giật của chúng tôi. Thế rồi cho dép lệch sệ xuống một cái thang gỗ, mà phần trên biến lúc vào trong mái qua một khoang cửa sập. Có lẽ là lối lên căn ghế xếp của lão Lão gườm gườm nhìn ngọn lửa nhỏ mà tôi đã nhen lên chập chờn giữa những thanh vỉ lò. Gặp phắt có mèo khỏi cao điểm của nó và, sau khi ngồi vào chỗ trống đó, bắt đầu thao tác nhồi thuốc lá sợi vào một cái tổ dài khoảng 7-8 phân. Rõ ràng, sự hiện diện của tôi ở nơi thánh đường này của lão là một sự ngược ngạo quá trơ tráo, không bỏ để lão mở miệng nhận xét. Lão lặng lẽ đưa ống điếu lên môi, khoanh tay lại và rít từng hơi dài tôi để lão tận hưởng cái thú say xưa không quấy rầy, và sau khi nhả ra cuộn khói cuối cùng, trút một tiếng thở dài thật sâu, lão đứng dậy bỏ đi cũng trình trọng như lúc đến. Tiếp đó, một tiếng chân nhúng nhảy hơn đi vào, và lúc này tôi mở miệng toan nói, chúc buổi sáng tốt lành. Nhưng ngậm ngay lại, bỏ dở câu chào. Bởi lẽ, Hilton Unshaw đang lầm rầm cầu kinh, và bài kinh của gã là một chuỗi nguyền rủa mọi vật gã đụng đến trong khi lục bới một góc bếp tìm cái mai hay cái sạn gì đó để hót tuyết gã liếc nhìn vào lưng ghế băng phình hai lỗ mũi và chẳng buồn nghĩ đến chuyện chào hỏi xã giao qua lại với tôi cũng như với cô bạn mèo của tôi bằng vào những chuẩn bị của gã tôi đoán mình đã có thể được phép ra ngoài và rời khỏi chỗ nằm rắn cất tôi là một cử động để đi theo gã Gã nhận thấy thế và lấy đầu lưỡi mai thúc vào một cái cửa ở mé trong. Ra hiệu bằng tiếng ú ớ rằng đó là lối tôi cần đi nếu tôi muốn đổi chỗ. Cửa ấy dẫn vào chính sảnh. Ở đó, cánh phụ nữ đã nhột nhịp hoạt động. Ziller đang quạt thóc những chùm tia lửa trên ống khói blò sưởi bằng một cái bể to đùng và mở hết clip quỳ trên bệ lò đang đọc một cuốn sách trong ánh lửa. Nàng giơ một tay trước mắt ngăn bớt sức nóng của lò và xem ra rất chăm chú vào công việc của mình chỉ rời ra để cự chị người hầu làm tung toé những tia lửa quanh nàng hoặc để một con chó thỉnh thoảng lại quá nhờn thọc mũi vào mặt nàng tôi ngạc nhiên thấy heathcliff cũng ở đó ông ta đứng bên đống lửa quay lưng về phía tôi vừa mới dứt tiếng quát mắng chị giller tội nghiệp một trận tơi bời còn giller thì chốc chốc lại ngắt quãng công việc nhấc một góc tạp về lên và trút một tiếng hậm hực đầy bất bình. Còn mày, đồ vô tích sự. Đúng lúc tôi vào, ông ta quay sang la con dâu, dùng một hình dung từ vô hại, kiểu như vịt ngang dê cừu gì đó, song thường được biểu hiện bằng ba chấm lửng. Mày lại dở những trò vô công rỗi nghề của mày ra đấy. Những đứa khác bỏ công sức đáng đồng tiền bát gạo, còn mày thì sống nhờ vào lòng từ thiện của tao. Cất các đồ rác rưởi của mày đi và kiếm việc gì mà làm. Mày phải trả giá cho tao về cái tội nợ lúc nào cũng bị mày làm gai mắt. Nghe thấy không? Con bà cô rời đánh thánh vật. Tôi sẽ cất cái trò rác rưởi của tôi đi. Vì nếu tôi không chịu cất, ông cũng có thể bắt tôi phải làm theo. Cô gái đáp, gấp sách lại, vứt lên một chiếc ghế. Nhưng dù ông có quyền rủa đến dứt lưỡi, tôi cũng chả làm gì khác ngoài cái tôi thích. Heathcliff giơ tay lên, và người vừa nói nhảy bật ra một khoảng cách an toàn hơn. Rõ ràng là đã biết rõ sức nặng của bàn tay ấy. Không muốn giải trí bằng một cuộc ẩu đả kiểu chó mèo, tôi thoăn thoát bước tới như thể đang háo hức muốn sưởi ấm, và hồn nhiên không biết gì về cuộc cãi cọ bị quảng ngắt mỗi bên đều có đủ lịch thiệp để đình chỉ chiến sự, không gây hấn thêm nữa. Heathcliff thục hai nắm đấm vào trong túi cho khỏi ngứa ngáy. Mở Heathcliff dỗng mơ lên và đi lại một cái ghế ở đằng xa. Tại đó, nàng giữ đúng lời bằng cách sắm vai một pho tượng trong suốt thời gian tôi còn nán lại. Thời gian ấy không lâu, tôi từ chối không cùng ăn điểm tâm với họ. Và khi tia sáng đầu tiên của bình minh vừa hé, tôi liền lợi dụng cơ hội thác ra ngoài không khí thoáng đãng giờ đây sáng trong tĩnh mịch và lặng như băng mịn ông chủ nhà của tôi kêu to bảo tôi dừng lại trước khi tôi tới quý vườn và tình nguyện đưa tôi đi qua đồng hoang ông ta làm như vậy là hay vì cả mé lân đồi là một đại dương trắng xóa nhấp nhô mà những chỗ bồng lên thục xuống không hề ứng với những lối lõm của mặt đất nhiều hố bị lấp ít ra cũng tới mức phẳng lì và hàng loạt những đống thải của các mỏ đá đã bị xóa sạch khỏi bản địa đồ hình thành trong trí tôi qua cuộc đi bộ ngày hôm trước bữa qua tôi đã nhận thấy ở một bên đường cả một dãy những phiến đá thẳng đứng cách nhau độ sáu bảy thước một liên tục xuất chiều dài cánh đồng hoang những phiến đá này được dựng lên và chắc phôi nhằm nọc hướng dẫn trong đêm tối cũng như trong những trường hợp mưa tuyết như lúc này làm lẫn lộn những đầm sâu hai bên đường đi với đất rắn nhưng giờ đây trừ vài chấm bẩn nhô lên đây đó mọi dấu vết về sự tồn tại của mốc ấy đã biến mất và người bạn đường của tôi thấy cần phải luôn luôn nhắc tôi lái sang trái hoặc phải trong khi tôi cứ tưởng mình đang đeo đúng những khúc lượng của con đường chúng tôi không trò chuyện với nhau mấy và ông ta dừng lại ở lối vào vườn hoa Trust Scott bảo rằng từ đây trở đi tôi không thể nhầm lẫn được nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau gọn lỏn bằng một cái quý chào vội vã, rồi tôi cứ tự lực thẳng tiến vì chỗ ở của người gác cổng vẫn chưa có ai. Khoảng cách từ cổng tới ấp lại hai dặm mà dường như tôi đã đi lòng vòng thành bốn, phần vì lạc trong những lùm cây, phần vì có lúc thục đến tận cổ trong tuyết. Một cái nạn mà chỉ những ai đã nếm mùi mới thấm thía dù sao đi nữa quanh quẩn thế nào mặt lòng khi tôi bước vào nhà thì đồng hồ điểm 12 giờ có nghĩa là cứ mỗi dặm của chặng đường thông thường từ đồi gió hú về đây tôi đã đi mất đúng một giờ bà quản gia cùng những người phụ việc bà ùa ra đón tôi kêu ồn ào lên rằng họ đã hoàn toàn tuyệt vọng về tôi ai nấy đều đoán là tôi đã chết đêm qua và họ băn khoăn không biết làm thế nào để tìm thi hài tôi. Tôi bảo họ im đi, khi mà giờ đây họ đã thấy tôi trở về. Và tê cống đến tận tim, tôi lê bước lên gác. Sau khi thay quần áo khô và đi đi lại lại chừng bốn 40 phút để phục hồi thân nhiệt, tôi dời sang thư phòng, yếu lã như một con mèo con, yếu ớt tới mức gần như không còn cảm khoái để tận hưởng đống lửa vui tươi và tất cả phê bốc khói mà người hầu đã pha để tôi uống cho lại sức. Chú thích 70 lần 7 Kinh thánh Tân Ước, sách thánh Matthew chương 18, câu 21, 22 viết: Thế rồi thánh Bia bước tới người và nói: Lạy Chúa, người anh em của con có thể phạm tội đối với con nhiều đến chừng nào và con phải tha thứ cho người ấy đến chừng nào? đến lần thứ bảy chăng? Chúa Giêsu bèn nói với Thánh Pierre, Ta không bảo con là đến bảy lần, mà là bảy mươi bảy lần. Thứ nhất của thứ bảy mươi mốt Là tội lỗi đầu tiên trong loạt thứ bảy mươi mốt lần bảy, tức là lần thứ bốn trăm chín mươi mốt. Từ đó trở đi là ngoài phạm vi những tội lỗi mà người cơ đốc giáo phải tha thứ. con người ta tính khí thật phù phiếm xoay như trong chóng tôi một kẻ đã quyết tâm tách mình khỏi mọi giao tiếp xã hội và cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh đã run rủi cho tôi rốt cuộc đậu được xuống một chỗ gần như không thể có hoạt động xã giao tôi kẻ khốn khổ yếu nhược sau khi cầm cự đến tận sẫm tối trong cuộc vật lộn với buồn chán và cô đơn cuối cùng tôi buộc phải cuốn cờ thua cuộc và khi bà Đinh mang bữa ăn tối vào, tôi lấy cớ hỏi về những điều cần thiết cho việc an cư ở đây, mời bà ngồi lại trong khi tôi ăn, thành thật hy vọng bà ta sẽ tỏ ra là một kẻ ngồi lê đôi mắt và có thể hoặc khoái động tôi lên, hoặc ru cho tôi ngủ bằng câu chuyện của bà. Bà đã sống ở đây một thời gian dài. Tôi màu đầu, bà đã nói là 16 năm, phải không? 18 thưa ông! Tôi đến hầu hạ bà chủ từ khi bà mới cưới. Sau khi bà mất, ông chủ giữ tôi lại làm quán gia. À, thì ra là thế. Tiếp theo là một quảng ngừng. Có lẽ bà không phải là người bẻo lẻo trừ khi nói về những nỗi niềm riêng tư, mà những chuyện đó thì tôi chẳng quan tâm mấy. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ một lát, hai nắm tay chống trên hai đầu gối với một vẻ suy tư u ẩn trên bộ mặt hồng hào bà ta bật ra ôi từ bấy đến nay thời thế đã thay đổi biết mấy phải tôi nhận xét chắc bà đã chứng kiến nhiều biến chuyển vâng nhiều biến chuyển và phiền muộn nữa bà nói ừ mình sẽ lái sang chuyện gia đình ông chủ nhà tôi nghĩ thầm một đầu đề hay ho để khơi chuyện. Cả cô gái quá xinh đẹp kia, mình cũng muốn biết lai lịch. Cô ta có phải là người sinh trưởng ở vùng này, hay là một kẻ ngoại lai mà dân bản địa bản tính không muốn công nhận là họ hàng thân thuộc? Như vậy có lý hơn. Với ý đồ đó, tôi hỏi bà Dean tại sao Heathcliff lại cho thuê ấp Trashkos và ưng sống ở một vị trí, một nơi cư trú soàn xỉn hơn nhiều như vậy. Phải chăng ông ta không đủ giàu để bảo quản cơ ngơi cho tốt? Tôi hỏi. Giàu có ư, thưa ông? Bà đáp, ông ấy có không biết bao nhiêu tiền và mỗi năm một nhiều thêm. Phải, phải, ông ấy đủ giàu để sống trong một ngôi nhà đẹp hơn như thế này. Nhưng ông ấy gần như là keo kiệt. Và ngay cả nếu ông ấy đã có ý định dời sang Uptrascos, thì khi nghe nói có khách sọp thuê nhà, ông ấy cũng không chịu bỏ qua dịp may kiếm thêm mấy trăm bạc. Thật lạ lùng là con người ta lại có thể hám lợi đến thế khi chỉ có một mình trên đời. Hình như ông ta đã từng có một người con trai. Phải, ông ấy đã từng có một con trai, cậu ta chết rồi. Và cái cô gái nọ, mợ Heathcliff là vợ quá của cậu ta. Dân, gốc gác của cô ta ở đâu? À, thưa ông, cô ấy là con gái ông chủ quá cố của tôi catherine clinton là tên thời con gái của cô ấy tội nghiệp cô bé tôi đã từng bế ẩm cô ấy thực tình tôi đã cầu ước là ông heathcliff dọn trở về đây để cô ấy và tôi lại có thể ở bên nhau cái gì catherine clinton à tôi kêu lên ngỡ ngàng nhưng một phút suy nghĩ khiến tôi hiểu rằng đó không phải là con ma Catherine của tôi. Vậy tôi hỏi tiếp, người ở đây trước tôi mang họ linh tên ư? Chính thế. Thế còn cái anh chàng Onser, Houston, Onser, cùng ở với ông Heathcliff là ai? Có họ hàng với nhau không? Không, anh ta là cháu gọi bà Linton quá cố bằng cô ruột. Vậy là anh con cô cậu của cô gái. Dân, cả chồng cô cũng là em họ với cô. Một người về đằng mẹ, người kia về đằng bố. Chả là Heathcliff lấy em gái ông Linton mà. Tôi thấy ngôi nhà ở đồi gió hú, có chữ onser khắc trên cửa tiền. Đó có phải là một dòng họ lâu đời không? Rất lâu đời thưa ông, và Hilton là người cuối cùng của dòng họ, cũng như cô Cathy là người cuối cùng của họ chúng tôi tôi muốn nói là dòng họ linh tên. Ông có tới đồi gió hú đấy à? Tôi xin lỗi đã hỏi thế, nhưng lại muốn biết cô ấy dạo này ra sao. Mợ Heathcliff ấy à? Cô ta non rất khỏe và rất đẹp. Tuy nhiên, theo tôi, không được sung sướng gì lắm. Ôi trời, tôi chả lấy gì làm lạ, và ông thấy ông chủ thế nào? Xù xì như lưỡi cưa và rắn cất như sa thạch, càng ít dây với ông ta càng tốt hẳn ông ta đã từng lên voi xuống chó đôi lần trong đời nên mới đâm cục cằn như thế. bà có biết gì về tiểu sử ông ta không? đó là tiểu sử của một gã tàn tàn thưa ông. tôi biết từ đầu chí cuối trừ mấy điểm. ông ta sinh ở đâu, cha mẹ là ai và hồi đầu ông ta kiếm được tiền bằng cách nào và heo tên đã bị quẳng ra như một con chim chích chưa đủ lông cánh cậu con trai xấu số ấy là người duy nhất trong xứ đạo này không đoán ra là mình đã bị lừa gạt như thế nào. Này bà Đinh ạ, à, bà làm phúc kể cho tôi nghe đôi điều về những người hàng xóm của tôi đi. Tôi cảm thấy có đi nằm cũng chả ngủ được, cho nên bà hãy hảo tâm ngồi lại hàng huyên một vài giờ với tôi. Ồ, nhất định rồi thưa ông, tôi đi kiếm tí đồ khâu thôi. Rồi ông muốn tôi ngồi lâu chừng nào cũng xin dân, nhưng mà ông bị cảm hàng mất rồi Tôi đã thấy ông rung cầm cập Và ông phải ăn tí cháo cho dứt cơn lạnh đi đã Người đàn bà đáng kính ấy lật đật chạy đi Tôi cúi lại gần đống lửa hơn Đầu thì nóng, toàn thân lại rét rung Hơn nữa, thần kinh và não tôi bị kích thích gần như tới mức ngây dại Điều đó khiến tôi cảm thấy không phải khó chịu Mà đúng ra là nơm nớp Như hiện giờ tôi vẫn còn lo thế sợ bị tác động nghiêm trọng của những sự việc hôm nay và hôm qua, bà ta trở lại ngay mang theo một cái liễn bốc khói và một giỏ đồ khâu. Sau khi đặt cái liễn vào ngăn bên lò sưởi, bà kéo ghế lại, rõ ràng thích thú thấy tôi dễ kết giao như vậy. Trước khi tôi đến ở đây, bà bắt đầu kể, không đợi tôi phải nài thêm, tôi hầu như ở luôn đồi gió hú, vì mẹ tôi là vú nuôi cậu hai Onser tức là cha đẻ của Hilton, và tôi thường quen chơi đùa với đám trẻ con. Tôi cũng chạy việc giặt, góp sức dở cỏ để phơi khô và quanh quẩn ở trại, sẵn sàng làm bất cứ cái gì cho bất cứ ai sai. Một buổi sáng mùa hè đẹp trời, tôi nhớ dạo ấy là đầu mùa gặt. Cụ chủ on ở trên gác xuống nhà dưới, quần áo gọn gàng cho một chuyến đi xa, và sau khi dặn dò Trudev những việc cần làm trong ngày, cụ quay sang Hadley Cathy và tôi vì tôi đang ngồi ăn cháo với hai cô cậu. Cụ nói với con trai, Này chú mình, hôm nay cha đi Liverpool, cha sẽ mang gì về cho con đây? Con có thể nêu cái gì con thích, nhưng ít ít thôi, bởi vì cha sẽ cuốc bộ cả đi lẫn về, mỗi lượt 60 dặm, một thôi đường dài đấy. Hai đi, sướng, một cây dĩ cầm ạ. À. Rồi cụ hỏi Cathy, Dạo ấy cô bé vừa mới 6 tuổi, nhưng đã có thể cởi bất cứ con ngựa nào trong chuồng, nên cô xin một cái roi ngựa. Cụ cũng không quên tôi, vì cụ vốn là người hảo tâm, tuy thỉnh thoảng cũng khá nghiêm. Cụ hứa mang về cho tôi một túi táo và lê, rồi cụ hôn các con, chào tạm biệt và lên đường. Ba ngày cụ vắng nhà, đối với cả bọn tôi có vẻ dài dằn dặc và cô bé Cathy cứ luôn miệng hỏi, bao giờ bố về? bà cụ on sơ chắc chồng về vào giờ ăn đêm của tối hôm thứ ba, nên bà cứ hoãn bữa ăn hết giờ này sang giờ khác, nhưng chả có dấu hiệu gì là cụ về. Và cuối cùng, lũ trẻ đâm mệt vì phải chạy hoài xuống cổng ngóng trông. Rồi trời tối mịt, bà cụ định cho bọn trẻ đi ngủ, nhưng chúng buồn rầu xin phép cho thức chờ. Vào khoảng 11 giờ đêm, then cửa được nâng lên lặng lẽ và cụ chủ bước vào. Cụ gieo mình xuống một cái ghế, vừa cười, vừa rên rẫm và bảo tất cả đứng ra xa vì cụ đang mệt muốn chết. Có cho ba dương quốc mà bắt phải đi bộ một chầu như thế này nữa, cụ cũng không thể làm được. Đến cuối chặn lại bị một chầu sợ chết khiếp. Cụ vừa nói, vừa mở cái áo bành tô, cuộn thành một đụm ôm trong tay. Xem này bà nó, đời tôi chưa bao giờ bị cái gì làm mệt đến thế. Nhưng dù sao, bà cũng phải coi nó như một món quà của Chúa ban, tuy nó đen đến độ tưởng như ở chỗ quỷ sứ chui ra. Chúng tôi xúm lại và tôi ghé mắt nhìn qua chạm đầu cô Cathy, thấy một đứa bé tóc đen, rách rưới, bẩn thiểu, vào cỡ mới biết đi, mới biết nói. Thực ra, mặt nó non còn già dặn hơn mặt Catherine. Tuy nhiên khi đặt nó đứng xuống, nó chỉ nhìn quanh và lắp bắp, toàn một thứ tiếng ngọng nghịu không ai hiểu nổi. Tôi hoảng sợ, còn bà cụ Onser thì sẵn sàng quẳng nó ra khỏi cửa. Bà nổi khùng lên thật và hỏi làm sao ông lại dở chứng, mang cái thằng bé Zigan này về nhà khi mà hai vợ chồng cũng có con đẻ phải nuôi nấng cung đốn. Ông định làm gì với nó và ông có điên hay không? Cụ chủ cố giải thích vấn đề, xong quả thực cụ đang mệt gần chết, và giữa những lời rầy la của bà, tôi chỉ có thể hiểu câu chuyện như thế này. Ông cụ thấy nó đói lã, tựa như câm, không nhà không cửa, bơ vơ giữa phố phường Liverpool. Cụ bèn nhặt nó và hỏi xem chủ nhân của nó là ai. Chẳng ma nào biết nó thuộc về ai. Cụ kể vậy, và vì cả tiền nông, thời gian của cụ đều có hạn, cụ nghĩ cứ mang luôn nó về nhà với mình, còn hơn là tiêu pha vô ích ở đấy bởi lẽ cụ đã nhất quyết không bỏ nó lại trong tình trạng như lúc thấy nó. Thế là rốt cuộc, cụ bà tôi hậm hực, cố bình tĩnh lại, và cụ ông Onser bảo tôi tắm rửa cho thằng bé, đưa quần áo sạch cho nó và để nó ngủ với bọn trẻ. Hartley và Cathy đành đứng nhìn và nghe cho đến khi yên tĩnh trở lại. Rồi cả hai bắt đầu lục túi cha, tìm những quà ông cụ đã hứa ly đã là một cậu bé 14 tuổi, nhưng khi lôi ra cái vật đã từng là một cây dĩ cầm, bị đè nát thành từng mảnh trong áo bành tô, cậu ta khóc ầm lên. Còn Cathy, khi biết cụ chủ đã đánh mất cây roi trong khi mãi săn sóc thằng bé xa lạ, thì bộc lộ sự bực bội của mình bằng cách cười gằn và nhổ vào cái vật nhỏ bé ngu xuẩn nọ. Do đó, được ông bố thưởng công cho một cú nên thân để dạy cho cô lễ độ hơn hai cô cậu dứt khoát không chịu để cho nó ngủ chung giường, thậm chí chung phòng cũng không, và tôi cũng chẳng biết điều hơn là mấy. Tôi để nó ở đầu cầu thang, hy vọng sáng hôm sau nó có thể sẽ đi khỏi. Tình cờ hoặc giả do nghe thấy tiếng ông cụ, nó bò đến cửa phòng cụ Onser và khi ra khỏi phòng, cụ thấy nó ở đấy, cụ bèn điều tra xem làm sao nó lại tới đó tôi buộc phải thú nhận và bị đuổi khỏi nhà vì tội hèn nhát vô nhân đạo buổi đầu heathcliff được đưa vào gia đình là như thế mấy hôm sau khi trở lại bởi vì tôi không coi việc trục xuất mình là vĩnh viễn tôi thấy họ đã đặt tên cho nó là heathcliff đó là tên một đứa con trai đã chết từ bé từ đấy tục danh ấy thành cả họ lẫn tên của nó bây giờ cô cathy đã rất thân với nó nhưng hai đi thì ghét và nói thật tình tôi cũng vậy hai chúng tôi hành nó hoài một cách đáng xấu hổ vì tôi không đủ biết điều để cảm nhận sự bất công của mình và bà cụ chủ thì chẳng bao giờ bên một khi nó bị ngược đãi nó có vẻ là một đứa trẻ kiên nhẫn lầm lì có lẽ đã chai dạng với hành hạ hà. nó có lẽ đã chịu những đòn của hai không chớp mắt không nhỏ một giọt nước mắt và những cái cấu chí của tôi chỉ khiến nó hít mạnh vào một hơi, dương mắt ra như thế. Nó vô ý tự làm mình đau, chứ không phải lỗi tại ai cả. Sự chịu đựng ấy khiến ông già Onser nổi giận khi cụ phát hiện ra là con trai mình hành hạ đứa trẻ tội nghiệp không cha, như cụ gọi nó. Cụ yêu Heathcliff một cách kỳ lạ. Tin mọi điều nó nói, về vấn đề này, nó nói rất ít và thường thường là đúng sự thật. Cụ còn chiều nó hơn Cathy nhiều. Cô bé này vốn quá nghịch ngợm và ngang ngạnh nên không được cưng nhất. Thế đó, ngay từ đầu, nó đã gây ác cảm trong nhà. Và chưa đầy hai năm sau, khi cụ bà Unser mất, cậu chủ nhỏ đã đi đến chỗ coi cha như một kẻ áp chế hơn là một người bạn. Coi Heathcliff chỉ như một kẻ thoáng đoạt những đặc quyền và tình thương yêu của cha mẹ mình và càng nghĩ về những thua thiệt ấy cậu ta càng cay một dạo tôi cũng đồng tình nhưng khi đám trẻ bị lên sởi và tôi phải chăm nom chúng bỗng chốc đảm đương những lo toan của một người đàn bà thì tôi bèn thay đổi ý kiến heathcliff lâm bệnh nguy ngập và khi nằm liệt trầm trọng nhất nó cứ đòi tôi phải luôn luôn ở bên gối nó tôi cho rằng nó cảm thấy tôi phục vụ nó rất đắc lực và không đủ trí khôn để đoán là tôi buộc phải làm như thế dù sao tôi cũng phải nói thế này nó là đứa trẻ chịu đựng lặng lẽ nhất mà một người bảo mẫu có thể được dịp trông coi sự khác nhau giữa nó với những đứa kia buộc tôi phải bớt thiên vị cathy và cậu anh trai quấy tôi ghê gớm còn nó thì như con cừu non chả kêu rên gì cả mặc dù nó ít gây phiền nhiễu là do bản chất cứng rắn chứ đâu phải do tốt nết. Nó qua khỏi. Bác sĩ khẳng định đó là nhờ tôi phần lớn và khen ngợi công lao săn sóc của tôi. Tôi dương dương tự đắc về những lời tuyên dương của ông và trở nên dịu dàng với cái đứa đã khiến tôi có cơ hội được khen như vậy. Thế là hai ly mất nốt người đồng minh cuối cùng. Tuy nhiên, tôi không thể mê được Heathcliff và cứ thường tự hỏi không biết cụ chủ tôi thấy cái gì hay hớm đến thế ở cái thằng bé quào quạo ấy. Mà theo tôi nhớ, nó chẳng bao giờ đáp lại sự nuông chiều của cụ bằng bất cứ dấu hiệu biết ơn nào. Nó không hỗn hào với vị ân nhân mà chỉ vô tình thôi. Tuy nó hoàn toàn hiểu, nó nắm chắc trái tim ông già trong tay và biết rằng nó chỉ cần nói một tiếng là cả nhà bắt buộc phải uống mình theo ý của nó. Ví dụ tôi nhớ có lần cụ Onser mua một đôi ngựa non ở hội chợ hàng xứ và cho mỗi cậu một con. Heathcliff lấy con đẹp nhất, nhưng chẳng bao lâu nó đâm tập tỉnh. Khi phát hiện ra cái tật ấy, cô cậu bèn bảo Hidley. Anh phải đổi ngựa cho tôi, tôi không thích con của tôi. Nếu anh không chịu, tôi sẽ mách cha là anh đã đánh tôi ba trận trong tuần này và chìa cho ông cụ thấy cánh tay tôi tím bầm đến tận da như thế nào. Hadley lè lưỡi và bợp tay nó. Nè, biết điều thì anh nên đổi ngay đi. Nó vẫn nằng nặc, đồng thời chạy ra cổng, hai đứa đang ở trong chuồng ngựa. Anh sẽ phải đổi đấy, và nếu tôi mắc cả về những cú này nữa, anh sẽ được trả nợ kèm theo cả lãi nữa đấy. Cút đi, đồ chó. Hadley hét. Dọa nó bằng một quả cân sắt dùng để cân khoai tây và cỏ khô Ném đi Nó đáp và đứng im rồi tôi sẽ mách chuyện anh huênh Hoang rằng hễ ông cụ chết là anh sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà, để xem cụ có đuổi chính anh đi không nào. Hai ly ném quả cân trúng ngực nó, nó ngã xuống nhưng loạn choạng đứng dậy ngay, hổn hển, mặt tái mét. Và nếu tôi không ngăn lại thì hẳn nó đã cứ thế đi đến cụ chủ và ác sẽ phục thù được hoàn toàn bằng cách để nguyên trạng của nó tố cáo ai đã gây nên như thế. Thôi thì mày lấy ngựa của tao đi, đồ di gan. Cậu Unser nói, và tao cầu sao nó làm cho mày gãy cổ. Lấy nó đi, quỷ tha ma bắt mày. Đồ ăn mày được đằng chân lơn đằng đầu. Cứ tán tỉnh lấy hết của cải của cha tao đi. Có điều là sau đó, hãy để cho ông già thấy mày là cái giống gì. Thằng tiểu yêu của Satan. Thế, thế rồi, thế nào rồi, tao cũng mong ông cụ sẽ đá mày cho phọt ốc ra đấy. Heathcliff đi tới cởi dây buộc con ngựa kia chuyển sang khoang của mình. Cô cậu đang đi vòng vòng đằng sau con ngựa, thì Hadley kết thúc diễm từ của mình bằng một đòn quật ngã nó xuống dưới chân ngựa và không dừng lại để xem xét ước muốn của mình có đạt hay không, cắm cổ chạy thật nhanh. Tôi ngạc nhiên thấy thằng bé hồi lại thản nhiên như không và tiếp tục thực hiện ý đồ của mình. Thay yên cương cùng mọi thứ, rồi ngồi xuống một mớ cỏ khô cho dịu cơn nôn nao do cú đánh hung dữ gây nên trước khi bước vào nhà. Tôi dễ dàng thuyết phục nó để tôi đổ dạ cho con ngựa về những vết thâm tím trên người nó. Nó chẳng mấy bận tâm, muốn kể sao thì kể, miễn là nó đã có cái nó muốn. Thật vậy, nó ít khi phàn nàn về những vụ xô xát như thế, đến nỗi tôi thật thà nghĩ là nó không có bụng thâm thù tôi đã nhầm hoàn toàn như ông sẽ nghe sau đây thời gian qua đi cụ on sơ bắt đầu suy nhược trước kia cụ hoạt động khỏe mạnh là thế vậy mà đùng một cái cụ đâm mất sức và khi phải chôn chân ru rú ở góc lò sưởi cụ trở nên cáu bẳn ghê gớm một chuyện không đâu cũng làm cụ phật ý và hễ ngờ ai coi nhẹ uy quyền của mình là cụ gần như nổi cơn lôi đình thịnh nộ điều đó càng đặc biệt dễ thấy nếu ai định bắt nạt hay áp chế thằng bé cưng của cụ cụ khổ sở canh chừng xem có ai nói xấu nó câu nào không dường như đã đinh ninh trong đầu rằng vì cụ yêu thích heathcliff nên tất cả đều ghét nó và muốn cho nó một vố làm thế chẳng lợi gì cho thằng bé vì những người thiện ý hơn trong bọn tôi không muốn làm cụ chủ phiền lòng nên chúng tôi chiều theo sự thiên vị của cụ và sự chiều ý ấy là nguồn dinh dưỡng phong phú nuôi lớn tính kiêu kỳ và dữ dằn của nó tuy nhiên bằng cách nào đấy cái đó trở nên tất yếu Hai ba lần, việc ly biểu thị lòng khinh ghét của nó trước mặt cha cậu đã khiến ông cụ nổi điên lên. Cụ vớ lấy định đánh con và tức rung người vì không đủ sức. Cuối cùng, vị phó cha xứ của chúng tôi. Hồi ấy, xứ đạo chúng tôi có một cha phó lương không đủ sống, phải kiếm thêm bằng cách dạy trẻ con hai gia đình Linton và Onser. Và tự trồng cấy mảnh đất nhỏ của mình, khuyên nên gửi cậu thiếu niên đến trường trung học nội trú. Và cụ Onser đồng ý, mặc dù chẳng vui gì. Cụ bảo, Hightly là đồ vô tích sự, nó có lang thang đi đâu cũng chẳng mọc mũi sủi tâm lên được tôi hết lòng hy vọng là từ nay chúng tôi sẽ được yên ổn tôi thấy đau lòng khi nghĩ rằng cụ chủ tôi lại bị phiền rầy vì chính những việc làm từ thiện của mình tôi ngờ rằng nỗi bực bội với tuổi già và bệnh tật phát sinh từ những lục đục trong gia đình cụ như chính cụ cũng muốn mọi người hiểu thế thật ra ông biết đấy thưa ông nó là do cơ thể suy sụp của cụ tuy nhiên lẽ ra chúng tôi có thể sống khá hòa thuận nếu không có hai người cô cathy và joseph lão đầy tớ tôi dám chắc ông đã gặp lão ta ở trên ấy lão ta dạo xưa và rất có thể hiện giờ vẫn là tên đạo đức giả đáng ngán nhất luôn tự cho mình đúng đắn lục tìm trong kinh thánh để dơ những hứa hẹn về mình và ném những nguyền rủa sang người bên cạnh nhờ có ngón thuyết pháp ấy nói năng ngoan đạo lão xoay sở gây được ấn tượng mạnh đối với cụ aunsơ và cụ chủ càng yếu đi, lão càng giành được nhiều ảnh hưởng. Lão không ngừng mè nheo cụ phải lo cho phần hồn mình, cứng tay trị con gái. Lão khuyến khích cụ coi ly như một kẻ tội lỗi đáng đầy xuống địa ngục, và hết đêm này sang đêm khác, lão cứ lầm bầm đều đặn tuôn ra hàng chuỗi dài, những chuyện tố cáo Heathcliff và Catherine. Bao giờ cũng chú ý phỉnh nịnh chỗ yếu của cụ Onser bằng cách đổ tội nặng nhất lên đầu Catherine. Quả thực cô bé có những thói riêng mà trước đó tôi chưa từng thấy ở đứa trẻ nào khác và mỗi ngày cô khiến tất cả chúng tôi phát bực đến dăm chục bận hoặc hơn thế nữa. Từ cái giờ cô ở trên gác xuống đến giờ cô lên ngủ bọn tôi không yên thân được lấy một phút khỏi lo cô quấy phá. Cô luôn luôn phấn hứng cao độ miệng lưỡi liến thoáng nào hát nào cười và trêu chọc tất cả những ai không làm như cô. Cô ta là một đứa bé tài ác bất trị, nhưng cô có con mắt đẹp nhất, nụ cười dịu dàng nhất, và bước chân thanh thoát nhẹ nhàng nhất xứ đạo. Với lại nói cho cùng, tôi tin rằng cô ta chẳng có ý định hại ai. Nếu cô làm cho người nào phát khóc thật, chả mấy khi cô không xoắn xuýt bên người đó, và dỗ ép đến phải nín cho cô yên lòng. Cô mê thích heo clip quá đổi, hình phạt nặng nhất có thể đặt ra trị cô là cách ly cô khỏi nó. Tuy nhiên cô lại bị rầy la vì có nhiều hơn bất kỳ ai trong bọn chúng tôi. Khi chơi đùa, cô đặc biệt thích đóng vai bà chủ nhỏ, dùng tay đánh loạn xị và chỉ huy các bạn cùng chơi. Cô dở thói đó với tôi, nhưng tôi không chịu để cô bập tay sai bảo và tôi bảo cho cô biết như vậy. Cụ Ân Sơ thì không hiểu những câu vui đùa của các con bao giờ cũng chặt chẽ và nghiêm nghị với họ. Về phần Catherine, cô cũng không hiểu tại sao cha mình trong điều kiện ốm đau lại đâm cấu kỉnh hơn và kém kiên nhẫn hơn thời còn trẻ. Những lời quở mắng gắt gỏng của cụ đánh thức ở cô một cái thú ranh ma muốn khiêu khích cụ. Cô ta không bao giờ sung sướng bằng khi tất cả chúng tôi cùng một lúc rầy la cô, còn cô thì thách thức chúng tôi bằng cái nhìn táo tợn ngược ngạo và những câu đối đáp nhanh biến những lời nguyền rủa theo giọng điệu của joseph thành lố bịch quấy nhiễu tôi và làm cái điều cha cô ghét nhất chứng minh chính thái độ hỗn xược giả đò của cô mà cụ tưởng là thật lại có uy lực đối với heathcliff mạnh mẽ hơn sự ân cần của cụ như thế nào thằng bé làm theo lệnh cô trong bất kỳ việc gì và chỉ theo lệnh cụ khi thấy phù hợp với ý thích của bản thân nó sau khi thả sức quấy phá suốt ngày, tối đến đôi khi cô tới vuốt ve làm lành với cha. Nè Cathy, lúc ấy ông già thường nói, tao không thương mày được, mày lại còn tệ hơn cả thằng anh mày nữa. Đi cầu kinh đi, và hãy xin Chúa tha tội. Tao chắc mẹ mày và tao phải hối cải là đã nuôi nấng mày đấy. Những lời ấy mới đầu còn làm cô khóc, nhưng rồi bị cự liên tục, đâm ra chai sạn, cô chỉ cười lớn mỗi khi tôi bảo cô xin lỗi. Nhưng cuối cùng, cũng tới giờ phút chấm dứt những ưu phiền của cụ Onser trên trái đất. Cụ chết lặng lẽ vào một tối tháng 10, trong khi ngồi trên ghế bên lò sưởi Một cơn gió mạnh lồng lộn quanh chính sảnh và gào rú trong ống khói, nghe mang rợ và hải hùng, nhưng không rét. Chúng tôi tụ tập tất cả bên nhau, ngồi hơi xa lò sưởi cắm cúi đan, và Joseph đọc kinh thánh ngay gần bàn. Vì dạo ấy các gia nhân thường ngồi cả trong chính sảnh sau khi làm xong công việc. Cô Cathy mới ốm dậy và do đó chịu ngồi im. Cô tựa đầu vào đầu gối cha và heo clip nằm dưới sàn gối đầu vào lòng cô. Tôi nhớ là cha cô trước khi ngủ thiếp đi còn vuốt mái tóc đẹp của cô. Hiếm khi cụ hài lòng được thấy cô hiền dịu. Và cụ nói, tại sao con không thể luôn luôn là một cô gái ngoan hả Cathy? Và cô ngửa mặt lên nhìn vào mặt cụ, cười đáp. Tại sao cha không thể luôn luôn là một người đàn ông ngoan hả cha? Nhưng vừa thấy cụ lại có vẻ Phật ý, cô liền hôn tay cụ và hứa sẽ hát ru cho cụ ngủ. Cô bắt đầu hát rất nhỏ, cho đến khi tay cụ rời khỏi tay cô, thỏng xuống, và đầu gục xuống ngực. Lúc ấy tôi bèn bảo cô im tiếng và đừng động đậy, sợ làm cụ thức giấc. Tất cả chúng tôi cầm như hến, cả nửa tiếng đồng hồ và hẳn còn tiếp tục im lặng lâu hơn nữa. Có điều là Trochef đọc xong chương sách trong kinh thánh, bèn đứng dậy bảo là phải đánh thức cụ chủ dậy cầu kinh rồi đi về giường ngủ. Lão bước tới, gọi tên và sờ vào vai cụ chủ nhưng thấy cụ không động cựa lão bèn cầm lấy cây nến nhìn vào mặt cụ tôi nghĩ là có điều gì không ổn vì lão đặt nến xuống và nắm lấy bọn trẻ mỗi đứa một cánh tay thì thầm bảo chúng lên gác và đừng có làm ồn tối nay bọn chúng có thể đọc kinh một mình lão còn phải làm cái này trước hết tôi còn phải chúc cha ngủ ngon cái đã Catherine vừa nói vừa quàng tay ôm cổ ông cụ trước khi chúng tôi kịp ngăn lại. Cô bé tội nghiệp lập tức phát hiện ra tổn thất của mình. Cô hét lên. Ôi, cha chết rồi, Heathcliff, cha chết rồi. Và cả hai òa lên khóc nghe đến nát cả lòng. Tôi cũng hờ theo, ầm ỉ và thảm thiết thế. Nhưng Joseph bèn hỏi chúng tôi nghĩ thế nào mà lại gào như vậy? Vì một vị thánh về trời lão bảo tôi khoác áo choàng chạy đến Gimmerton gọi bác sĩ và cha xứ. Lúc ấy tôi không đoán được hai người đó có thể giúp ích gì. Tuy nhiên tôi vẫn đội mưa gió đi và đưa một người tới. Ông bác sĩ cùng về, còn người kia bảo sáng mai sẽ tới. Để mặt trô chép kể lễ đầu đuôi, tôi chạy lên phòng trẻ. Cửa phòng hé mở, tôi thấy chúng vẫn không chịu nằm, mặc dù đã quá nửa đêm, nhưng chúng đã bình tĩnh hơn và không cần tôi vỗ về nữa những đứa nhỏ đang an ủi nhau bằng những ý hay hơn là tôi có thể nghĩ ra không một mục sư nào trên thế giới hình dung ra thiên đường đẹp như chúng tưởng tượng trong câu chuyện ngây thơ của chúng trong khi tôi thổn thức đứng nghe tôi không khỏi cầu ước sao cho tất cả chúng tôi sum họp an lành ở đó cậu Hai về nhà đưa đám điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng là hàng xóm xôn xao bàn tán rằng cậu ta mang về một cô vợ cô ta là người như thế nào sinh ở đâu cậu không hề cho chúng tôi hay có lẽ cô không giàu có cũng chẳng phải con dòng cháu giống gì nên cậu mới giấu cha chuyện hôn phối này cô ta không phải loại người làm cả nhà xáo trộn gì mình mọi vật cô trông thấy khi bước qua ngưỡng cửa hình như đều làm cô thích thú cũng như mọi tình huống xảy ra quanh cô, trừ việc chuẩn bị tang lễ và sự hiện diện của những người đưa đám. Tôi cho là cô ta nửa ngây nửa dại bằng vào ứng xử của cô trong khi mọi việc được tiến hành. Cô ta chạy vào trong phòng của mình và nhắn tôi đến với cô, mặc dù đáng lẽ lúc đó tôi phải mặc quần áo cho lũ trẻ. Cô ngồi đó rung cầm cập, hai tay đang vào nhau, hỏi đi hỏi lại, họ đã đi chưa? Rồi với một xúc động cuồng loạn, cô ta bắt đầu kể lễ là cô thường bị kích động như thế, vào khi nhìn thấy toàn một màu đen, và cô giật bắn người, rung lẫy bẩy cuối cùng khóc sướt mướt đến khi tôi hỏi có chuyện gì vậy, thì cô trả lời là không biết, nhưng cô cảm thấy sợ chết biết bao. Tôi nghĩ cô ta cũng như tôi, dễ gì mà chết được. Cô có phần hơi mảnh dẻ, nhưng trẻ măng, da dẻ tươi mát, và mắt long lanh như kim cương nói cho đúng tôi có nhận thấy là khi lên cầu thang cô thở rất gấp chỉ cần một tiếng động bất thần hết sức nhỏ cũng khiến cô run toàn thân và đôi khi cô ho một cách khó nhọc nhưng tôi chẳng biết những triệu chứng đó báo điềm gì và không thấy gì thôi thúc mình phải thông cảm với cô ta ở đây ông lốp hút à thường thường chúng tôi không tỏ cảm tình với người lạ trừ phi họ tỏ cảm tình với chúng tôi trước. Cậu ơn sơ đã thay đổi nhiều trong ba năm vắng nhà. Cậu gầy đi, xanh sao, nói năng và ăn mặc khác hẳn. Ngay hôm trở về, cậu đã bảo Trô Jeff và tôi từ nay phải rút vào ở bếp sau để chính sảnh cho cậu. Thực vậy, đáng lẽ cậu đã trải thảm sàn và phủ giấy lên tường một căn buồn nhỏ, dự trữ định làm phòng khách. Nhưng cô vợ tỏ ra thích mê cái sàn trắng cái lò sưởi lớn rực lửa, bộ đĩa bằng thiết, cái hòm đồ gốm dùng Denver và Hà Lan, cái củi chó và cái khoảng rộng để đi đi lại lại quanh nơi họ thường ngồi. Đến nỗi cậu thấy việc đó không cần thiết cho sự tiện nghi của vợ, nên từ bỏ ý định. Mợ ta cũng tỏ ra thích thú khi thấy một cô em trong số những người quen mới thoạt đầu mở trò chuyện huyên thuyên với Catherine, hôn hít cô, đi loanh quanh với cô và cho cô vô khối quà. Nhưng tình cảm thương mến của mợ ta mệt mỏi rất sớm, và khi mợ đâm bản tính thì Hadley trở nên bạo ngược. Một vài câu từ miệng mợ ta tỏ ra không ưa Heathcliff cũng đủ đánh thức dậy trong cậu mối hận thù cũ đối với thằng bé. Cậu đuổi nó ra khỏi nhóm bạn bầu với họ, tống nó xuống đám gia nhân, không cho nó học cha phó nữa và khăng khăng rằng thay vì học, Heathcliff cần phải lao động ngoài trời, buộc nó phải làm cực lực như bất cứ lao động khác nào ở trại. Thoạt đầu Heathcliff chịu đựng khá tốt sự gián cấp này vì Catherine dạy lại cho nó những gì cô học được và cùng làm hoặc cùng chơi với nó ở ngoài đồng. Cả hai đều có cơ lớn lên mông muội như những kẻ mang rợ. Cậu chủ vốn hoàn toàn không để ý đến việc chúng cư xử ra sao và làm gì cho nên chúng tránh xa cậu ta. Thậm chí cậu cũng chẳng ngó ngàng gì đến chuyện chúng đi nhà thờ ngày Chủ nhật, mãi đến khi Joseph và cha phó rầy la sự chển mãn của cậu lúc chúng vắng mặt. Bây giờ cụ mới nhớ đến mà ra lệnh đánh đòn Heathcliff và phạt Catherine nhịn bữa, ăn chiều hoặc ăn tối. Nhưng một trong những thú vui thích của chúng là sáng sớm chạy ra đồng hoang và ở đó cả ngày, còn hình phạt sau đó chỉ là trò cười. Tha hồ cho cha phó muốn bắt Catherine học thuộc lòng bao nhiêu chương tùy thích. Tha hồ cho Joseph, quốc Heathcliff đến bại cánh tay. Ngay cái phút chúng lại ở bên nhau, hoặc chí ít là cái phút chúng nghĩ ra một kế hoạch báo thù tai quái nào đó, là chúng quên hết mọi sự và hơn một lần. Tôi đã khóc thầm khi thấy chúng mỗi ngày một thêm táo tợn, mà tôi thiệt không dám hé răng. E mất nốt chút uy lực tôi còn giữ được đối với hai sinh linh bất kham ấy một buổi tối chủ nhật chúng bị tống ra khỏi phòng khách vì làm ồn hoặc vì một lỗi nhẹ tương tự đến giờ đi gọi chúng về ăn tối tôi không sao tìm thấy chúng đâu chúng tôi lùng sụp nhà trên nhà dưới sân sương chuồng bò chuồng ngựa chúng biến mất tâm và cuối cùng Hadley phát khùng bảo chúng tôi cài then cửa lại cậu chỉ thề và cấm không ai được để chúng vào nhà đêm hôm đó cả nhà đi ngủ riêng tôi quá bồn chồn không nằm yên được mở cửa sổ mắt cáo và thò đầu ra ngoài nghe ngóng mặc dù trời mưa tôi nhất quyết để chúng vào nếu chúng quay về bất chấp lệnh cấm một lát tôi thấy tiếng chân trên đường và ánh một ngọn đèn sách thấp thoáng qua cánh cổng tôi quàng một chiếc khăn sang lên đầu và chạy ra ngăn chúng đừng gõ cửa kẻo cậu Onser thức dậy chỉ có đọc heo clip mà thôi thấy có một mình nó tôi giật thót người cô Catherine đâu tôi vội vàng kêu lên chắc không có tai nạn gì chứ ở ấp Coast nó trả lời và đáng lẽ tôi cũng đã ở đấy luôn nhưng họ bất lịch sự không mời tôi ở lại được rồi cậu sẽ ăn đòn cho mà xem tôi nói bao giờ người ta tống cổ cậu đi thì cậu mới bằng lòng cái quái gì đã đưa đường dẫn lối cho cô cậu lang thang đến ấp Coast chị nelly hãy để tôi trút bỏ bộ quần áo ướt này đã rồi tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Nó đáp. Chú thích. Nelly là tên gọi thân mật của bà quản gia Elandin. Hết chú thích. Tôi dặn nó cẩn thận, đừng có làm cậu chủ thức giấc. Và trong khi nó cởi quần áo, tôi đợi cho nó xong để tắt nến nó kể tiếp. Kathy và tôi trốn khỏi nhà, giặt quần áo để rong chơi cho thỏa thích. Thế rồi thấy ánh đèn ở ấp, chúng tôi bèn nghĩ mình có thể chỉ đảo đến xem bọn trẻ nhà Linton tối chủ nhật có phải đứng suốt run rẩy trong góc nhà hay không, trong khi bố mẹ chúng ngồi ăn uống, hát cười và sủi đến rác cả mặt trước đống lửa. Chỉ có cho là chúng phải thế không, hay là phải đọc kinh và bị lão gia nhân khảo giáo lý và bắt học thuộc một lô tên thánh, nếu trả lời không đúng. Có lẽ không, tôi đáp. Chúng là những đứa trẻ ngoan, chắc chắn thế và không đáng phải xử trí như đối với hành kiểm xấu của cậu. Đừng có dở giọng đạo đức giả, chị Nelly. Nó nói, rõ là tào lao. Chúng tôi chạy từ đỉnh đồi đến vườn hoa không dừng lại lần nào. Catherine bị bại hoàn toàn trong cuộc đua vì cô ta đi chân không. Ngày mai chị phải tìm giày cho nó ở trong đầm lầy ấy. Chúng tôi trường qua một lỗ hàng rào gãy mò mẫm tới lối đi và đứng trụ trên một bồn hoa dưới cửa sổ phòng khách. Ánh sáng phát ra từ đấy, họ không khép cánh cửa và rèm chỉ kéo một nửa. Cả hai chúng tôi đều có thể nhìn vào bằng cách đứng trên nền bám vào cửa sổ và chúng tôi trông thấy, ôi đẹp làm sao, một nơi lộng lẫy trải thảm đỏ thắm, những bàn ghế phủ vải đỏ thắm, một cái trần nhà trắng tinh viền bằng vàng, những giọt thủy tinh rủ xuống như mưa thành những dây chuyền bạc từ chính giữa và lung linh ánh nến êm dịu. Ông bà Linton không có ở đó, Edgar và em gái nó hoàn toàn làm chủ. Chúng nó có sướng không cơ chứ? Vào địa vị ấy, chắc chúng tôi sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Và bây giờ chị thử đoán xem những đứa trẻ ngoan của chị lúc ấy đang làm gì? Isabel, tôi cho nó 11 kém Cathy một tuổi, nằm la hét ở đầu đằng kia phòng, tru tréo như đang bị những mụ phù thủy chích kim nung đỏ vào người. Edgar đứng trên nền lò sưởi lặng lẽ khóc, và ngồi giữa bàn là một con chó nhỏ, chân run rẩy kêu ăn ẩn. Qua những lời chúng kết tội lẫn nhau, chúng tôi hiểu rằng chúng đã giành nhau, suýt xé đôi con vật. Đồ ngốc, thú vui của chúng là thế đấy, giành nhau xem đứa nào nắm giữ được một mớ lông ấm rồi mỗi đứa bắt đầu khóc vì cả hai sau khi dằn co tranh cướp đều không chịu lấy cái của nợ ấy. Chúng tôi cười thẳng vào mặt những cái đồ được nuông chiều ấy. Chúng tôi thực sự khinh bọn nó. Liệu chị có bao giờ bắt được tôi muốn đoạt cái gì Catherine thích không? Hoặc thấy riêng độc trọi hai đứa chúng tôi thú tiêu khiển trong việc gào thét và khóc nức nở và lăn lộn trên mặt đất. Mỗi đứa nằm tích tận một đầu phòng có cho tôi một nghìn cuộc đời, tôi cũng chả đổi thân phận tôi ở đây, lấy thân phận của Edgar ở ấp dù có cho tôi cái đặc quyền ném lão Trochev từ trên đầu hồi nhà cao nhất xuống và quét mặt trước nhà bằng máu của Hadley cũng không. Im đi, im đi, tôi ngắt lời Heathcliff, cậu vẫn chưa kể cho tôi hay, làm sao cậu lại để Catherine ở lại. Tôi đã nói với chị là chúng tôi phá lên cười mà. Nó trả lời, bọn trẻ nhà linh tên nghe tiếng chúng tôi và nhất tề lao như tên bắn ra cửa im lặng một lát rồi kêu một tiếng ôi má má ôi má ơi lại đây ôi ba ơi quả thật chúng đã rú lên những gì đại loại như thế chúng tôi bèn làm những tiếng động kinh khủng để khiến chúng hoảng sợ hơn nữa rồi buông thành cửa sổ vì có người kéo then trắng và chúng tôi cảm thấy nên chuồn là hơn Tôi nắm tay Cathy và đang dục chạy cho nhanh thì bỗng nhiên cô ngã xuống. Chạy đi, Hellcliff, chạy đi. Cô thì thào, họ đã thả con chó, nó vớ được tớ rồi. Con quỷ ấy đã ngoạm mắt cá chân Cathy, chị Nelly à. Tôi nghe tiếng khịch gớm ghét của nó. Cô ấy không la hét. Không, dù có bị một con bò điên hút thủng bụng, cô cũng chẳng thèm kêu đâu. Thế nhưng tôi thì lại kêu tôi sổ ra những lời nguyền rủa đủ độc địa để diệt bất cứ ma quỷ nào và tôi vớ được một hòn đá ấn vào giữa hai hàm con chó và lấy hết sức mình cố tọng vào cổ họng nó. Cuối cùng, một tên đầy tớ khốn kiếp sách đèn chạy tới thét giữ cho chặt, khang giữ cho chặt. Thế nhưng gã thay đổi thái độ khi trông thấy con mồi của khang Con chó bị nghẹt, cái lưỡi đỏ tía to tướng thè lè ra khỏi miệng đến gần một gan tay và cặp môi thưởng xuống rồng rồng dài lẫn máu. Gã kia nhấc Cathy dậy, cô nôn ọe không phải vì sợ, tôi chắc chắn thế mà vì đau. Gã mang cô vào nhà, tôi đi theo lầu bầu rủa và dọa trả thù. Bắt được cái gì thế Robert? Từ cửa vào Linton tên hỏi. Thưa ông, căn cơ vớ được một con bé. Gã trả lời, còn có một thằng bé nữa đây. Gã nói thêm, túm lấy tôi. Nom nó có vẻ sừng sổ đấy rất có thể bọn trộm đã định tuồn chúng qua cửa sổ để mở cửa các cửa lớn cho cả bọn vào sau khi mọi người ngủ nhằm tha hồ tàn sát chúng ta im cái mồm đi thằng ăn cắp nói năng tục tiểu mày sẽ bị treo cổ vì tội này ông Linton xin ông đừng buông súng không không Robert lão già ngu ngốc nói bọn bất lương biết hôm qua ngày ta thu tiền thuế và thuế đất nhà chúng đã tính chuyện lột ta ngon lành vào đây, ta sẽ tiếp chúng một chầu. Kìa John, chàng xích đóng cả cửa lại đi. Cho con căn cơ ít nước, Jenny. Dám thách thức một ông quan tòa ngay trong pháo đài của ông ta, lại vào dịp lễ sáp ba nữa, ghê thật. Không biết chúng còn hỗn láo đến đâu nữa mới thôi. Ô, oh, Mary yêu nhìn này, đừng sợ, đó chỉ là một thằng bé thôi, tuy nhiên mặt nó hầm hầm, rành là hung ác em treo cổ nó tức thì trước khi bản chất nó kịp biểu hiện thành hành động, cũng như trên diện mạo, khéo mà lại ít quốc lợi dân hơn cơ đấy. Ông ta kéo tôi ra dưới chùm đèn treo và bà Linh Tên đặt một kỉnh lên sống mũi và dơ tay lên kinh hải. Hai đứa trẻ hèn nhát cũng mon men bò lại gần hơn. Isabella lắp bắp, cái đồ gớm ghét cho nó vào hầm rượu đi ba, nó giống hệt cái thằng con trai lão thầy bói đã ăn cắp con trĩ của con phải không, Edgar? Trong khi bọn họ xem xét tôi, Cathy tiến đến. Cô nghe những câu vừa rồi và cười lớn. Edgar Linton sau một cái nhìn soi mói, đã đủ tin tưởng để nhận ra cô. Bọn nó đã thấy chúng tôi ở nhà thờ. Chị biết đấy, tuy chúng tôi ít gặp chúng ở chỗ khác. Đây là cô Onser. Nó thì thầm với mẹ. Và má nhìn xem, con can cờ đã cắn cô ta như thế nào kìa, chân cô ta chảy máu dữ quá. Cô on bậy nào, bà ta kêu lên, cô on mà lại đi rong với một tên Zigan à. Ờ, mà con thân yêu, cô bé có để tang đây nè. Thôi chắc chắn là đúng rồi, khéo cô bé thành tật suốt đời mất. Sự bất cẩn của anh trai cô ta thật đáng tội, ông Linton thốt lên, quay ngoắt từ tôi sang Catherine. Tôi nghe Sinder, tức là cha phó thưa ông, nói rằng cậu ta để mặc em gái lớn lên trong sự vô đạo hoàn toàn. Nhưng còn đây là ai? Cô ấy đã vớ được thằng bạn này ở đâu vậy? Úi chà chà, tôi dám chắc, nó là cái của lạ ông bạn láng giềng quá cố của tôi đã rước về. Trong chuyến đi Liverpool đây, một thằng nhóc Ấn Độ hay một thằng bé Mỹ hoặc Tây Ban Nha bị bỏ rơi. Dù sao đi nữa thì cũng là một thằng nhỏ hung dữ bà già nhận xét và hoàn toàn không thích hợp với một nhà tử tế. Mình có để ý lời ăn tiếng nói của nó không linh tên. Em đau buồn vì các con mình đã nghe thấy những lời đó. Tôi lại bắt đầu văn tục. Đừng có cáu, chị Nelly. Thế là họ bèn sai Robert đem tôi đi khỏi. Tôi không chịu đi nếu không có Cathy. Gã lôi sần sạch tôi ra giường, dưới chiếc đèn sách tay vào tôi, đe là thế nào cậu Unser cũng sẽ được báo cho biết về hành vi của tôi, và sau khi bảo tôi xéo thẳng, đóng cửa cài then lại cẩn thận. Rem cửa vẫn còn dán lên ở một góc, và tôi trở lại chỗ cũ dò xét, bởi vì nếu Catherine muốn về, tôi định bụng sẽ đập tan những ô kính lớn của họ ra làm triệu mảnh, trừ phi họ để cô ta ra khỏi nhà. Cô lặng lẽ ngồi trên một cái sofa, bà Linton tháo giúp cô chiếc áo choàng của chị hàng sữa mà chúng tôi mượn lén để đi chơi, lắc đầu và nhẹ nhàng quở trách cô là tôi đoán thế. Cô là một tiểu thư và họ phân biệt đối xử giữa cô và tôi. Rồi người đầy tớ gái mang một chậu nước nóng vào rửa chân cho cô. Ông Linton hòa nước nóng dắt chanh và rượu vang vào trong một cái cốc và Isabeler trút cả một đĩa bánh gato vào lòng cô. Edgar thì đứng há hốc mồm cách đó một quảng. Sau đó họ hong khô và chải bộ tóc đẹp của cô và đưa cô một đôi dép lê to tướng, đặt cô lên ghế có bánh xe đẩy đến bên đống lửa sưởi Tôi để cô lại trong trạng thái hết sức vui vẻ, cô chia suất ăn của mình cho con chó nhỏ và con cơ, trong khi con này ăn, cô bẹo mũi nó. cô nhóm lên một tia lửa tinh thần trong những cặp mắt xanh vô hồn của bọn trẻ linh tinh. đó là một ánh mờ phản quang từ bộ mặt mê hồn của cô. tôi thấy chúng đầy vẻ ngưỡng mộ ngu xuẩn. cô hơn bọn nó một trời một vực, hơn tất cả mọi người trên trái đất, phải không? Chuyện này có lẽ nhiều hậu quả hơn cậu tưởng đấy. Tôi đáp, đắp chăn cho nó và tắt nến. Cậu thật bất trị, heo clip à. Cậu Hadley sẽ phải đi đến cực kỳ khắc nghiệt cho mà xem. Tiên đoán của tôi hóa ra lại đúng hơn tôi mong muốn. Cuộc phiêu lưu không may ấy làm on sơ nổi khùng. Và rồi để giá díu mọi sự, hôm sau ông Linton thân hành sang thăm chúng tôi và lên lớp cho cậu chủ chúng tôi một bài về điều khiển gia đình, khuyên cậu ta nhút nhát lên mà lo việc nhà cho nghiêm chỉnh. Heathcliff không ăn trận đòn nào, nhưng bị cảnh cáo rằng hãy còn mở mồm nói với cô Catherine là sẽ bị đuổi dứt khoát. Còn mở Onser thì cam đoan sẽ kiềm chế đúng mức em chồng khi cô trở về nhà bằng sự khéo léo chứ không bằng vũ lực. Mở ta biết là không thể dùng vũ lực được. Cathy ở lại áp Cross 5 tuần, cho đến lễ Giáng sinh. Lúc này, mắt cá chân cô đã lành hẳn và cách cư xử của cô đã tiến bộ nhiều. Mọi chủ chúng tôi, trong thời gian đó, sang thăm cô luôn và bắt đầu kế hoạch cải tạo của mình bằng cách dùng quần áo đẹp và phỉnh nịnh mà cô sẵn sàng nhận nhằm cố gắng nâng cao lòng tự trọng của cô. Thành thử, thay vì một cô bé hoang dã bạc mạng, đầu không mũ mãn, nhảy bổ vào nhà và lao tới hỗn hển ôm chầm lấy tất cả chúng tôi. Thì kia, từ trên mình một con ngựa ô nhỏ đẹp, bước xuống một con người rất đỉnh đạt, với những lọn tóc nâu xỏa xuống từ một chiếc mũ hải ly cắm lông chim, mặc một bộ đồ kỵ nữ sĩ, lượt thượt mà cô phải kéo lên bằng cả hai tay mới có thể đi vào nhà được. Hadley đỡ cô xuống ngựa, sung sướng kêu lên. Chà, Cathy, em là một gia nhân thực sự rồi. Anh suốt không nhận ra em đấy. Nom em bây giờ như một công nương. Elizabeth Linton không thể so được với em nó. Phải không, Francis? Isabella không có những ưu điểm tự nhiên của Cathy. Cô vợ trả lời, nhưng về đây, cô ấy phải chú ý Đừng có trở lại hoang dã như trước nữa Ellen giúp cô Catherine cởi bớt đồ ra đi Khoan em thân yêu Kéo khéo sọ làm sổ những lọn tóc Để chị tháo quai mũ ra đã Tôi cởi bỏ bộ đồ nữ kỵ sĩ Và kìa lấp lánh bên trong là một chiếc áo dài lụa sọc vuông sang trọng Quần trắng bốp, giày bóng loáng Và tuy ánh mắt Cô ánh lên vui thích khi lũ chó nhảy tới mừng. Cathy hầu như không dám sờ vào chúng, sợ chúng xum xoe, bám vào y phục lộng lẫy của mình. Cô khẽ hôn tôi, người tôi trắng xóa toàn bộ vì đang làm bánh Noel. Nếu ông ghi, tôi thì chẳng hay ho gì. Rồi cô nhìn quanh tìm Heathcliff. Cậu mở ơn so hồi hộp theo dõi cuộc gặp mặt. Thầm nghĩ, nó sẽ cho phép họ có thể trong chừng mực nào, nhận định xem có cơ sở gì để hy vọng ly gián được đôi bạn. Mới đầu, thật khó mà tìm thấy Heathcliff. Nếu như trước khi Catherine vắng nhà, nó đã bừa bãi không chịu từ chăm sóc và không được ai chăm sóc, thì từ đó đến nay, nó lại càng tệ gấp 10 thế. Ngoài tôi ra, không ai thậm chí đủ hảo tâm để nhắc nó tắm rửa mỗi tuần một lần cho đỡ bẩn. Trẻ con vào tuổi nó thì chả mấy khi tự nhiên lại thích xà phòng và nước. Do đó, chưa kể đến quần áo đã ba tháng đầm bùng và bụi cùng mớ tóc dày bù xù không chải, mặt mũi và tay nó đều lem luốc dễ sợ. Rất có thể nó lẫn sau chiếc tủ khi trông thấy một cô tiểu thư duyên dáng, rạng rỡ như vậy bước vào nhà. Thay vì một đứa đầu bù tóc rối thuộc loại như nó chờ đợi, Heathcliff có ở đây không? Cô hỏi, rút găng và phô ra những ngón tay trắng muốt, do ở lì trong nhà không đụng đến việc gì. Heathcliff, mày có thể tiến ra được đấy. Cậu Hadley nói tôi, khoái chá về sự lúng túng của nó, và hài lòng thấy nó buộc phải trình diện với dạng vẽ một thằng bé mạc hạng gớm guốc như thế. Mày có thể đến chúc mừng cô Catherine như những gia nhân khác. Cathy vừa thoáng thấy bạn mình ở chỗ nó nấp, liền chạy bay tới, ôm chầm lấy nó. Trong một giây đồng hồ, cô hôn lên má nó bảy tám cái, rồi dừng lại và lùi ra, cười phá lên. Chà, non đàn ấy mới đen và câu có làm sao? Và mới, mới ngộ, và dữ dội làm sao chứ? Nhưng đó là tại vì tớ quen thấy Edgar và Isabella Linton đấy mà. Này, Heathcliff, đặt ấy quên tớ rồi sao? Cô đặt câu hỏi đó và cũng có lý do. Sự xấu hổ cùng lòng tự ái làm vẻ mặt Heathcliff càng u ám gấp đôi và khiến nó im sững. Bắt tay đi, Heathcliff. Cậu ơn nói với vẻ chiếu cố. Thỉnh thoảng mày cũng được phép thế. Tôi không bắt. Thằng bé đáp cuối cùng đã mở được miệng. Tôi không chịu để người ta cười tôi. Tôi không chịu thế đâu. Và nó toan băng ra khỏi vòng người, nhưng cô Cathy lại túm lấy nó. Tôi không định bụng cười đàn ấy đâu. Cô nói, tôi không tự ghiềm nổi mình đấy thôi mà. Heathcliff, lý, chí ít cũng mắc tay cái nào đã. Đằng ấy giận dỗi cái gì, chỉ tại trong đàn ấy kỳ kỳ là Nếu đàn ấy rửa mặt và chải đầu Thì sẽ tươm cả thôi Mà sao đàn ấy bẩn thế? Cô lo ngại nhìn đăm đăm vào những ngón tay đen đuổi nằm trong tay mình Đồng thời nhìn cả vào chiếc áo dài mà cô sợ chẳng đẹp đẽ gì thêm Qua chà xác với quần áo nó Khi cô ôm chầm lấy nó ban nãy. Thì bận gì cô phải chạm vào người tôi Nó đáp nhìn theo luồng mắt của cô và giật tay ra. Tôi cứ để bẩn thật lực theo như tôi muốn. Tôi thích bẩn và tôi sẽ bẩn. Nói rồi, nó cắm đầu lao ra khỏi phòng giữa sự vui thích của cậu mợ chủ, khiến Catherine bối rối thật sự. Cô không thể hiểu nổi làm sao những nhận xét của mình lại làm bùng ra một cơn cấu giận như thế. Sau khi xong nhiệm vụ hầu gái, cho cô bé mới trở về. Cho bánh vào lò và làm vui nhà, vui bếp bằng những đống lửa lớn, phù hợp với không khí đêm Noel. Tôi sửa soạn ngồi xuống, tự tiêu khiển bằng cách hát những khúc caro một mình. Bất chấp những lời của dô cả quyết rằng lão có những làn điệu vui vẻ tôi chọn là gần giống như ca khúc. Lão đã rút về phòng để cầu nguyện riêng, và cậu mợ ơn so đang phô với cô em những đồ vật linh tinh vui mắt định dành cho cô làm quà tặng bọn trẻ nhà liên tên gọi là cảm ơn lòng tốt của họ cậu mợ đã mời hai đứa đến đó đồi gió hú chơi cả ngày hôm sau và bên ấy đã nhận lời một cách điều kiện bà liên tên yêu cầu giữ gìn thận trọng đừng để những cục cưng của bà lại gần cái thằng bé hư đốn hay chửi thề ấy trong hoàn cảnh ấy tôi còn lại đọc một mình tôi ngửi cái mùi ngào ngạt của gia vị đang nóng lên và ngắm nghía những đồ dùng làm bếp sáng loáng cái đồng hồ bóng lộn trong khung gỗ ô rô những cốc bạc xếp lên một cái khay sẵn sàng để được rót đầy rượu bia hâm cho bữa tối và nhất là công trình tinh khôi không chút bụi bặm kết quả sự chăm chút đặc biệt của tôi cái sàn cọ rửa quét tước sạch bông tôi khằm khen mọi vật một cách thích đáng tôi nhớ dạo xưa cụ onso thường hay bước vào khi mọi cái đã được dọn dẹp tinh tươm cụ gọi tôi là một cô gái linh hoạt và dúi vào tay tôi một đồng xi si linh gọi là tiền thưởng noel từ đó tôi tiếp tục nghĩ lại thỏa sinh thời cụ rất cưng heathcliff và chỉ sợ là nó sẽ bị bỏ mặt sau khi cụ chết điều ấy đương nhiên dẫn tôi đến chỗ suy ngẫm về tình cảnh hiện tại của thằng bé tội nghiệp thế là đang hát tôi chuyện sang khóc tuy nhiên liền đó tôi chợt nghĩ giá cố làm sao bù đắp một số thua thiệt của nó còn ý nghĩa lý hơn là vải nước mắt thương hại tôi đứng dậy đi ra sân tìm heathcliff nó không đâu xa tôi thấy nó đang vuốt mượt lông ông ánh của con ngựa non mới đẻ trong chuồng và cho những con khác ăn theo thường lệ. Làm mau đi, Heathcliff. Tôi nói, nhà bếp rất ấm cúng, dễ chịu và Joseph dép đang ở trên gác. Mau lên, để chị mặc cho em thật bảnh trước khi cô Cathy ra. Rồi các em có thể ngồi với nhau một mình, chiếm cả lò sưởi và chuyện trò thật lâu đến khi ngủ. Nó cứ tiếp tục công việc, không buồn quay đầu về phía tôi. Lại đây, em có nghe lại không? Tôi nói tiếp. Có bánh ga tô nhỏ, mỗi em được một cái đấy. Cũng tạm đủ, và em cần nửa tiếng để mặc quần áo. Để năm phút, không thấy nó trả lời, tôi bèn bỏ đi. Catherine ăn tối với anh trai và chị dâu. Joseph và tôi chia nhau một bữa ăn bất hòa, lấy cải vả làm gia vị. Bên thì càng cặt nhiếc mắng Bên thì ngược ngạo vặt lại Bánh gato tô và pha mát của hai clip Còn lại trên bàn suốt đêm Cho tiên cho quỷ Nó loay hoay tiếp tục làm việc Đến tận 9 giờ Rồi lẩm bẩm lùi lũi đi về phòng Cathy thức đến khuya Cô mình có hàng đống việc Phải xếp đặt Để tiếp đón những người bạn mới Cô vào bếp một lần Định nói chuyện với cậu bạn cũ nhưng nó đi đâu mất rồi nên cô chỉ dừng lại hỏi xem nó có điều gì khúc mắt rồi trở về phòng riêng sáng ra nó dậy sớm và vì đó là ngày nghỉ nó mang cái tâm trạng bực bội của mình ra chúng đồng hoang mãi đến khi gia đình bắt đầu đi lễ nhà thờ mới xuất hiện trở lại dường như nhịn ăn và suy nghĩ đã khiến nó phấn chấn hơn nó xung xoe quanh tôi một lúc, rồi thu hết cán đảm, đột ngột thốt ra. Chị Nelly, chị hãy làm cho em. nom chỉnh tề, tôi sắp ngoan rồi. Đã đến lúc rồi đấy, Heathcliff ạ. À. Tôi nói, cậu đã làm Catherine buồn. Tôi dám chắc là cô ấy đã đâm ân hận, là đã về nhà. Coi bội như cậu ghen tị vì thấy cô ấy được trọng thị hơn mình. Nó không tiếp thu được cái khái niệm ghen tị với Catherine, nhưng cái ý làm cho cô buồn thì nó hiểu khá rõ. Cô ấy có bảo là cô ấy buồn không? Nó hỏi vẻ rất nghiêm trang. Cô ấy đã khóc khi tôi nói là sáng nay cậu lại biến mất. Này, đêm qua, tôi đã khóc. Nó đáp, và tôi có lý do để khóc hơn cô ấy phải cậu có lý do để đi ngủ với một trái tim kiêu điệu và một cái bụng rỗng tôi nói những người kiêu kỳ thường nuôi đau buồn cho chính mình nhưng nếu cậu thấy xấu hổ vì cái thói hay động lòng thì khi cô ấy về cậu nhớ phải xin lỗi nghe cậu phải đi tới và đề nghị được hôn và đó là mà cậu biết hơn ai hết phải nói gì rồi đấy có điều là phải nhiệt tâm Chứ đừng làm như thế cậu nghĩ Là cô ấy đã thành người xa lạ Vì cáo dài lộng lẫy Bây giờ Mặc dầu chị bận làm bữa trưa Chị vẫn ăn bớt thời gian rửa soạn cho em Làm sao để Edgar Linton Nam ra hệt như một con búp bê bên cạnh em Mà quả nói thế thật Em nhỏ tuổi hơn Nhưng chị cam đoan là em sẽ cao hơn Và rộng vai gấp đôi nó Em có thể đánh ngã nó trong nháy mắt Em có cảm thấy thế không nào? Mặt hết clip sáng lên một lúc, rồi lại sầm xuống, và nó thở dài. Nhưng chị Nelly ạ, à, nếu em có đánh ngã nó đến 20 lần, thì cũng chả làm cho nó kém đẹp trai, hoặc làm em đẹp hơn chút nào. Em ước sao mình có bộ tóc sáng, nước da trắng, ăn mặc đi đứng trưởng chạc, và có cơ sau này cũng giàu như nó. Và chốc chốc lại khóc mẹ. Tôi thêm vào và rung lên khi một gã trai làng dơ nắm đấm lọa dọa. Và ngồi ru rú ở nhà cả ngày vì một trận mưa rào. Ôi, Heathcliff, cậu đang phô bày một tinh thần thật xoàng xỉn. Lại mà soi gương này, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy điều cậu nên mong ước. Cậu có nhận thấy điều cậu nên mong ước? Cậu có nhận thấy hai nét này ở giữa hai mắt cậu? và cặp lông mày rậm kia đáng lẽ uống cong lên thì lại võng xuống ở giữa. Có hai cái thằng quỷ đen kia ẩn sâu thế, chả bao giờ mạnh dạn mở cửa sổ đàng hoàng, mà cứ nhấp nháy thầm thục bên dưới như cái đồ gián điệp của Satan ấy. Hãy mong ước và học cách là cho phản lì những nếp nhăn câu có, ngước cặp mí mắt lên một cách thẳng thắn biến những con quỷ kia thành những thiên thần ngây thơ, đầy lòng tin cậy, không ngờ vượt hoài nghi và luôn luôn nhìn thấy bạn ở nơi không chắc là có thù. Đừng mang cái vẻ của một con chó dữ biết là mình đang bị đá, xong lại căm ghét cả thế gian cũng như người đã mình vì nỗi mình bị đau. Nói cách khác là tôi phải mong ước có đôi mắt to, xanh và vần trắng phẳng của Edgar. Nó đáp, tôi có mong ước thế thật, nhưng có mong cũng chả được một tấm lòng tốt sẽ giúp cậu có một bộ mặt đẹp, cho dù cậu có là người da đen thực thụ, cậu em ạ. À, tôi nói tiếp, nhưng một trái tim độc ác sẽ biến bộ mặt đẹp nhất trở thành một cái gì còn tệ hơn là xấu xí. Và bây giờ sửa ráy, chải chuốt và dằn dỗi xong rồi, cậu hãy nói cho tôi xem, cậu có nghĩ mình cũng khá đẹp trai không nào? Tôi nói cho cậu biết tôi thấy thế đó cậu có vẻ như một hoàng tử cải trang ấy biết đâu cha cậu chả là hoàng đế trung hoa mẹ cậu là hoàng hậu ấn độ mỗi người bỏ thu nhập một tuần ra cũng đậu đủ tậu cả đồi gió hú lẫn ấp tarscot và cậu đã bị bọn thủy thủ hiểm ác bắt cóc đem về anh ở địa vị cậu tôi sẽ hình dung mình là một dòng dõi cao quý về những ý nghĩ về gốc gác của mình sẽ cho tôi can đảm và phẩm cách để chịu đựng những áp bức của một nông gia quèn. Cứ thế tôi liến lấu và hát clip dần dần mất nét câu có. Nó đã bắt đầu có vẻ hoàn toàn thích thú thì đột nhiên cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt ngang bởi tiếng lọc cọc từ mé dưới đường đi lên và vào sân. Nó chạy ra chỗ cửa sổ còn tôi thì ra chỗ cửa lớn vừa kịp trông thấy hai anh em nhà Linh Tên từ chiếc xe nhà bước xuống, trùm kính trong áo choàng, khăn lông thú, và anh em ơn cũng xuống ngựa. Mùa đông, họ thường cưỡi ngựa đi dị lễ nhà thờ. Catherine dắt mỗi đứa một tay vào nhà và đặt chúng ngồi trước đống lửa. Hơi ấm khiến bộ mặt trắng nhợt của chúng mau chóng hồng hào lên tôi dục cậu bạn tôi mau bày tỏ thái độ hòa nhã của mình và nó vui vẻ nghe theo nhưng rủi thay khi nó mở cửa bên phải nhà bếp thì hát cũng mở cửa phía bên kia hai người gặp nhau cậu chú bực mình vì thấy nó sạch sẽ vui tươi hoặc có lẽ do rốt sắn muốn giữ lời hứa với bà liên tên nên đẩy nó vào một cách chuối mạnh một đột ngột và giận dữ ra lệnh cho vô chép giữ cái thằng này ở ngoài phòng, tổng nó lên các xếp, chờ đến khi xong bữa trưa. Nếu để nó một mình trong giây phút với đồ tráng miệng, nó sẽ vọc tay vào bánh và ăn thắp hoa quả đấy. Này thưa cậu chủ, tôi không đừng được. Trả lời, cậu ấy sẽ không đụng vào cái gì đâu. Chắc chắn vậy. Với lại, tôi thấy tưởng cậu ấy cũng phải có phần trong những món ăn ngon lành như chúng ta chứ. Nó sẽ hưởng phần bàn tay này nếu tôi bắt được nó dưới nhà trước khi trời tối, Ly nói to, xéo đi, đồ macabong... bông, sao mày định học đòi làm công tử bột đấy à? Hãy đợi đến lúc tao tóm được những lọn tóc, To nhã kia, xem tao có kéo dài được thêm tí nữa không? Thế cũng đã khá dài rồi đấy, cậu Tên nhận xét, từ khung cửa lớn ghé mắt nhòm ra, không biết tóc tai như vậy có làm nó đau đầu không trông như một cái bờm ngựa phủ lên mắt nó đấy Linh đánh đạo nêu nhận xét ấy nhưng không hề có ý lăng mạ nhưng bản chất dữ dội của heathcliff không sẵn sàng chịu được chút gì có vẻ ngược ngạo ở một kẻ mà hình như ngay từ bấy giờ nó đã ghét như một tình địch nó vớ lấy một cái liễn nước sốt táo nóng vật đầu tiên trong tầm tay nó và hắt toẹt vào mặt vào cổ kẻ vừa nói. Cô cậu này lập tức là ầm ý, khiến Isabella và Catherine hất hải chạy đến. Cậu ân so liền túng ngay lấy tên thủ phạm, giải đến buồn mình. Ở đó, chắc cậu cho nó một liều thuốc thô bạo để làm nguội cơn khùng của nó. Vì lúc trở ra, cậu đó mặt tía tai, thở không ra hơi. Tôi lấy khăn lau bát đĩa và khá bực bội chùi cọ mũi mồm cho Edgar thầm cho là đáng đời nó ai bảo xen vào em gái nó thì bắt đầu khóc đòi về và Cathy đứng lên lúng túng đã mặt ngượng cho tất cả mọi người đáng lẽ anh không nói với cậu ấy làm gì cô thân mật trách cậu linh tên cậu ấy vốn đã cấu kỉnh sẵn và bây giờ anh đã làm cuộc hỏng đến thăm còn cậu ấy thì sẽ bị đánh đòn tôi không thích cậu ấy bị đánh đòn tí nào Tôi không bụng nào mà ăn trưa được nữa Tại sao anh lại nói với cậu ta Hỡi Edgar Tôi có nói với nó đâu Cô cậu nức nở Bù khỏi tay tôi Và lấy chiếc khăn tay bỏ túi bằng vải lên mịn lau nước mặt mũi Tôi đã hứa với má Là sẽ không nói lời nào với nó Và tôi đã làm đúng như thế Thôi đừng khóc Cathy đáp Vẽ khinh bỉ Anh có bị giết đâu Đừng gây thêm chuyện phiền nữa, anh tôi đang đến kia kìa, lặng im nào. Im đi, Isabella, có ai làm đau cô không nào? Nào nào các em ngồi vào đi, Hatchley nói lớn, tất tuổi bước vào. Cái thằng nhỏ vũ phu ấy làm anh nóng cả người lên. Bận sau, Edgar ạ, à, hãy nắm luật bằng quả đấm của chính mình. Làm vậy, em sẽ ăn ngon miệng. Đám liên hoan nhỏ trở lại thanh thản khi nhìn thấy bữa tiệc thơm ngào ngạt. Họ đã đói bụng sau khi phóng ngựa tới đây và dễ dàng khuây khỏa bởi lẽ không có gì tái hại thật sự xảy đến với họ. Cậu ơn so sắn những phần hào phóng tiếp vào các đĩa và nữ chủ nhân sôi nổi trò chuyện làm mọi người vui lên. Tôi đứng hầu bàn ở đằng sau cái ghế của mờ ấy và của tâm nhìn thấy Catherine mặt ráo hoánh vẻ tỉnh bơ bắt đầu cắt một cái bánh cánh ngỗng trước mặt mình một đứa bé không có tình cảm tôi nghĩ thầm nó bỏ lơ những buồn khổ của thằng bạn chơi cũ một cách nhẹ nhàng làm sao mình không ngờ nó lại ích kỷ đến thế cô đưa một miếng lên miệng rồi lại đặt xuống má đã bừng lên nước mắt trào rơi trên má cô đánh tụt cái nĩa xuống sàn và vội vàng bổ xuống ghế dầm bàn để giấu nổi xúc động. Tôi không gọi cô là một đứa bé không có tình cảm nữa, vì tôi nhận thấy cô suốt ngày như trong ngục sám hối. Chỉ mong gặp dịp để được một mình hoặc đến thăm hết clip bị cậu chủ khóa cửa nhốt ở trên gác. Tôi phát hiện thấy thế khi tìm cách tuần riêng cho nó một mớ thức ăn hậu tốn. Đến tối, không có khiêu vũ, Cathy bèn xin thả nó vì Isabella không có bạn nhảy. Những lời khẩn cầu của cô không ăn thua và tôi được chỉ định lắp chỗ trống. Nhảy nhót phấn khứng lên, chúng tôi xua tan được mọi u ám và sự thích thú của bọn tôi càng tăng khi ban nhạc Jim Merton tới với tổng số 15 người. Một tâm bét, một tâm bôn, nhiều clarinet, bát song, kèn co và một xe chưa kể các ca sĩ. Mỗi dịp Noel, họ đi tour tất cả các nhà tử tế khá giả, được thù lao và nghe họ chơi. Bọn tôi xem như được một chầu chiếu đại hạng nhất. Sau khi những ca rô thường lệ, chúng tôi bảo họ chuyển sang chơi ca khúc về những bài ba bốn bè, mở ân sô thích nhạc. Thế là họ cho chúng tôi nghe ê hề. Catherine cũng thích nhạc, nhưng cô bảo đứng trên lầu cầu, thang nghe hay nhất và cô đi lên trong bóng tối tôi liền theo sau họ đóng cửa dưới nhà không để ý thấy sự vắng mặt của chúng tôi vì phòng đầy những làng người cô không diệt lại ở cầu thang mà tiếp tục lên nữa tới gác xếp nơi hết clip bị nhốt và lên tiếng gọi hồi lâu nó một mực không chịu trả lời cô vẫn kiên trì và cuối cùng dỗ được nó nói chuyện với mình pha qua, qua vách gỗ. Tôi để cho đôi trẻ tội nghiệp trò chuyện với nhau, không quấy rối, cho đến lúc độ chừng là các bài hát sắp chấm dứt và các ca sĩ sắp nghỉ để giải khác đôi chút. Bây giờ, tôi mới leo lên chiếc thang để báo cho cô. Thay vì thấy cô bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng cô ở bên trong. Các con khỉ con đã chui qua ô cửa mái của một gian gác xếp bò dọc theo nóc nhà vào cửa mái của gan giác xếp kia và tôi phải khó khăn hết sức mới dỗ được cô trở ra. Hát clip cùng ra với cô và cô nàng đặt đòi tôi phải đưa nó vào nhà bếp vì lão gia nhân đồng bạn với tôi đã đi sang một nhà hàng xóm để thoát khỏi âm thanh bài Thánh ca quỷ quái của chúng tôi. Lão ưng gọi thế. Tôi bảo chúng tôi là tôi không mảy may quyết định khuyến khích những mưu mẹo của chúng song vì tên tù nhân kia từ bữa chiều qua chưa có tí gì lót dạ nên tôi nhắm mắt làm ngơ cho nó đánh lừa cậu hát ly một lần này thôi nó đi xuống tôi đặt một cái ghế đẩu cho nó cạnh đống lửa và thết cho nó một số món ngon lành nhưng nó nôn nao trong người chỉ ăn được ít thôi những cố gắng của tôi nhằm tiếp đẩy nó đều bị khước từ nó chỉ hai khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cầm và chìm đắm trong suy tư câm lặng. Tôi hỏi nó nghĩ gì thì nó trả lời nghiêm trang. Tôi đang cố xác định xem trả miếng hách ly như thế nào. Tôi bất cần phải chờ bao lâu, miễn là cuối cùng tôi có thể làm được điều ấy. Tôi hy vọng cha ấy đừng chết trước khi tôi trả được hận. Thật xấu hổ, Heathcliff. Tôi nói, Trừng phạt kẻ khác là việc của Chúa. Chúng ta phải học tha thứ. Không, Chúa sẽ không thỏa ý được thấy tôi tha thứ đâu. Nó đáp, tôi cứ ước sao biết được cách trả thù tốt nhất thôi. Cứ để mặt tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra mưu kế. Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi đã cảm thấy khổ sở. Nhưng thưa ông Lô Chút, tôi quên mất là những chuyện này không mua vui được cho ông tôi lấy làm ân hận là sao mình lại rong dài đến mức ấy để cháu của ông nguội lạnh và ông thì gà gật buồn ngủ rũ ra lẽ ra tất cả những gì ông cần nghe về chuyện của Heathcliff, tôi có thể nói trong dăm bảy chữ thôi tự ngắt câu chuyện của mình như vậy bà quản gia đứng dậy toàn bỏ đồ khâu sang bên Xong tôi cảm thấy không thể rời khỏi lò sưởi mà tôi đâu có ngủ gật ngồi yên bà điên Tôi kêu lên, cứ ngồi lại nửa tiếng nữa. Bà kể chuyện thông thả thế là phải. Đó là cái cách tôi thích. Và bà kể nốt theo kiểu ấy. Tôi quan tâm đến mọi nhân vật. Bà đã nhắc tới. Ít hoặc nhiều. Đồng hồ đã đánh 11 tiếng rồi. Thưa ông. Không thành vấn đề. Tôi không quen đi ngủ vào quán này. Một hai giờ cũng là sớm chán đối với một người nằm dài đến 10 giờ sáng. Ông không nên nằm đến 10 giờ Phần tốt đẹp nhất của buổi sáng Đã qua lâu trước lúc đó Người nào đến 10 giờ Mà chưa làm được nửa công việc hàng ngày Thì dễ có cơ Bỏ dở nửa kia Dù sao mặt lòng Bà điên Bà cũng cứ cứ trở lại ghế đi đã Vì mai tôi định kéo dài đêm đến tận chiều Tôi tiên đoán Chí ít mình cũng Hàng gia dẳng Tôi hy vọng không phải thế, thưa ông. Thôi được, ông phải cho phép tôi bỏ quản độ ba năm trong thời gian đó mở on so. Không không, tôi không cho phép điều gì như thế cả. Bà có biết cái tâm trạng khi ta ngồi một mình, trước mặt là mèo mẹ liếm lép màu con trên thảm. Ta theo dõi hoạt động ấy, chăm chú đến nỗi chỉ cần mèo mẹ bỏ qua một bên tai là khiến ta đâm bực mình. Một tâm trạng lười nhác ghê gớm tôi dám nói vậy trái lại một tâm trạng hoạt động đến mệt nhoài đó là tâm trạng tôi lúc này và do đó bà cứ tiếp tục thật tỉ mỉ kể đi tôi nhận thấy người vùng này so với những người tỉnh thành có cái ưu điểm tương tự như con nhện trong ngục tối làm người tù khuây khỏa hơn là con nhện trong nhà có thể giải sầu cho người nhàn cư ở đó tuy nhiên sự hấp dẫn sâu sắc không phải hoàn toàn phụ thuộc tình thế của người quan sát hậu quả có sống nghiêm túc hơn nội tâm hơn vẻ hời hợt phù phiếm bề ngoài hơn tôi nghĩ ở đây một tình yêu trọn đời là hầu như khả thế mà tôi vốn là một kẻ mực không tin có tình yêu nào đậu được lấy một năm một đàn giống như đặt một người đói ngấu trước một món duy nhất anh ta có thể hoàn toàn tận trung nỗi thèm ăn vào đó và thưởng thức ngon lành. Đằng kia là đưa anh ta vào một bàn tiệc với các đầu bếp pháp bày biện. Có lẽ xét chung các bữa, anh ta cũng có thể khoái như vậy đấy. Nhưng tách riêng từng món thì chỉ là một hạt nguyên tử trong sự đánh giá và hồi ức của anh ta mà thôi. Ờ, ở đây chúng tôi cũng như những nơi khác thôi. Khi ông hiểu chúng tôi hơn, bà đi nhận xét hơi bối rối khi thấy tôi nói thế. Xin lỗi, tôi trả lời, chính bà, người bạn tốt của tôi, là một bằng chứng hùng hồn bác bỏ lời khẳng định đó. Trừ một vài nét tỉnh lẻ vặt vảnh, ở bà không có dấu gì là của những cung cách mà tôi thường quen coi là đặc trưng của tầng lớp bà. Tôi chắc chắn bà hay nghĩ ngợi nhiều gấp bội, lớp gia nhân nói chung. Bà đã buộc phải vung trồng những năng lực suy tư của mình vì thiếu những cơ hội phí phạm cuộc đời và những chuyện tầm phào ngu ngốc. Bà điên cả cười. Chắc chắn tôi tự đánh giá mình là một loại người vững vàng, biết điều. Bà nói, không hẳn là do sống giữa đồi núi và chỉ thấy một loạt bộ mặt, một loạt hành động hết năm này sang năm khác. Nhưng tôi đã trải qua kỷ luật khe khắc. Điều đó dạy tôi biết khôn ngoan. Với lại, tôi đã đọc nhiều hơn ông tưởng, thưa ông Lô Chút. Trong cái thư viện này, ông không thể tìm thấy cuốn sách nào mà tôi chưa từng đọc qua. Hơn thế nữa, chưa từng rút ra điều bổ ích ở đó. Trừ phi nó ở ngăn sách tiếng Hy La và ngăn tiếng Pháp thôi. Đám này thì tôi phân biệt được quyển nọ với quyển kia. Đó là mức tối đa mà ông có thể chờ đợi ở con gái một người đàn ông nghèo khổ. Dù sau đi nữa, nếu cần kề cà theo đúng giọng chuyện phím thì tốt hơn là tôi cứ kế tiếp và thay vì nhảy cốc ba năm tôi sẽ chuyển luôn qua ba mùa hè năm sau hè một nghìn bảy trăm bảy mươi tám tức là gần hai mươi ba năm trước đây vào một buổi sáng đẹp trời tháng sáu đứa bé xinh xẻo đầu tiên được giao cho tôi nuôi và là người cuối cùng của dòng họ ơn so ra đời Bọn tôi đang bận dở cỏ phơi hô ở một cánh đồng xa Thì cô gái thường mang bữa điểm tâm cho chúng tôi chạy qua bãi cỏ Và ngược con đường nhỏ Sớm hơn thường lệ Tới một tiếng đồng hồ Vừa chạy vừa gọi tôi Ôi đứa bé mấy khấu làm sao chứ Cô hổn hển Thằng bé đẹp nhất từng có tiếng chào đời Cơ mà ông đốc tờ Bảo mờ chủ đi đứt Mất thôi Ông ấy bảo mờ bị ho lao nhiều tháng nay Tôi nghe thấy ông ta bảo cậu ly như thế. Bây giờ không có gì cứu được nữa và mợ ấy sẽ chết trước mùa đông. Chị phải về nhà ngay. Chị phải nuôi nó. Nelly ạ, à, cho nó ăn sữa với đường và ngày đêm chăm năm nó. Tôi ước gì tôi là chị vì nó sẽ hoàn toàn thuộc về chị khi không còn mợ chủ nữa. Nhưng mợ ấy ốm nặng lắm à. Tôi hỏi, vứt cái cào xuống và thắt chiếc mũ vải. Tôi chắc thế. Nhưng non mợ ấy thật can đảm, cô gái đáp. Và mợ ấy nói chuyện, như thể mợ nghĩ là mình sẽ sống, để thấy nó khôn lớn nên người. Mợ vui sướng mê mẩn, nó đẹp thế cơ mà. Nếu tôi là mợ ấy, tôi dám chắc tôi sẽ không chết. Chỉ nhìn nó thôi là tôi sẽ đỡ bệnh, bất chấp ông Kenneth. Tôi cấu ông ấy ghê bà Esther bế chú thiên thần nhỏ xuống chính sảnh cho cậu chủ xem. Và mà cậu ấy vừa mới sáng bừng bừng lên thì lão già báo điềm gỡ đã bước tới nói. Ân so, thật phúc đức cho là mờ ấy đã qua khỏi mà để lại cho cậu đứa con trai này. Khi mợ ấy đến đây, tôi đã cảm thấy chắc là mợ ấy không đậu được lâu. Và bây giờ, tôi phải nói với cậu là có lẽ mùa đông, tới sẽ kết liễu đời mợ đừng choáng váng và quá miệng phụng về nó thô vô phương cố chữa lẽ ra cậu phải khôn ngoan hơn đừng có chọn một cô gái phế phẩm như thế thế cậu chủ trả lời ra sao tôi hỏi hình như cậu chủ chửi thề cơ mà tôi không để ý đến cậu tôi đang mải mê nhìn thằng bé và cô ta lại bắt đầu say sưa tả nó cũng háo hức như cô Tôi hâm hở chạy vội về nhà Để chính mắt nhìn chim ngưỡng Tuy tôi cũng rất buồn cho hát ly Trong tim cậu Chỉ có chỗ cho hai thần tượng Vợ cậu và bản thân cậu Cậu mê cả hai và phụng thờ một Tôi không hình dung nổi Làm sao cậu có thể chịu đựng được tổn thất này Khi chúng tôi về tới đồi gió hú Thì cậu đứng đó Ngay cổng trước Lúc đi qua tôi hỏi em bé thế nào? Sắp sửa biết chạy quanh rồi, Nelly ạ. À, cậu đáp, miệng mở một nụ cười vui vẻ. Thế còn mở, tôi đánh bạo hỏi. Ông đốc tờ bảo mở. Ma bắt ông đốc tờ đi. Cậu ngắt lời, mặt đỏ tí tai. Francis chẳng sao cả. Bằng giờ tuần sau, mở sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Chị có lên gác không? bảo mợ là tôi sẽ lên nếu mợ hứa không nói chuyện. sở dĩ tôi để mợ nằm một mình là vì mợ không chịu ngơi miệng mà mợ phải. bảo mợ là ông Kenneth nói mợ phải im lặng. tôi chuyển lời ấy cho mợ on so. tâm trí mợ có vẻ như đang bay bổng và mợ vui vẻ trả lời. tôi hầu như không nói một lời. anh lên hạ. Thế mà anh ấy đã khóc Bỏ ra ngoài hai lần Thôi được Bảo là tôi hứa sẽ không nói Nhưng thế không có nghĩa là Tôi không được cười anh ấy Tội nghiệp Cho đến khi trước khi chết một tuần Tâm trạng vui vẻ đó không lúc nào rời mợ Và cậu thì cứ khăng khăng một mực Nói cho đúng hơn Điên cuồng khẳng định là Sức khỏe của Mợ khá lên từng ngày Khi ông Kenneth báo cậu biết Mọi thuốc thang đều vô ích và khi bệnh tình đã đến giai đoạn này và cậu không cần phải tiêu thêm tiền để chạy chữa cho mợ cậu vặt lại tôi biết là không cần nhà tôi khỏe nhà tôi không cần gì ông chạy chữa thêm nữa nhà tôi chẳng bao giờ ho lao cả đó là một cơn sốt và nó dứt rồi mạch cô ấy bây giờ cũng chậm như mạch tôi má cô ấy cũng mát như má tôi cậu cũng nói với mợ như vậy và mợ dường như tin lời cậu nhưng một đêm khi đang dựa vào vai cậu nói rằng có lẽ hôm sau mình có thể dạy được thì mợ bị một cơn ho một cơn rất nhẹ thôi cậu bế thóc mở lên một vòng hai tay ôm cổ cậu Mặt biến sắc và mợ chết như cô hầu gái đã tiên đoán thằng bé heo tên được phó thác hoàn toàn cho tôi về phần cậu ân so miễn sao thấy nó khỏe mạnh và không bao giờ nghe thấy tiếng khóc là cậu bằng lòng đối riêng bản thân cậu thì cậu trở nên tuyệt vọng nỗi đau buồn của cậu thuộc loại không cất lên thành tiếng than vang cậu không khóc cũng chẳng cầu nguyện cậu nguyền rủa và thách thức ghét cả thượng đế lẫn người đời buông thả chơi bời phóng đảng bất cần mọi sự đám gia nhân không thể chịu đựng lâu dài cách cư xử bạo ngược và xấu xa của cậu. Cho và tôi là hai người duy nhất ở lại. Tôi chẳng nỡ bỏ đứa bé được giao tôi trong non. Hơn nữa, ông biết đấy, tôi đã từng là chị em sữa của cậu ấy mà sẵn sàng tha thứ hành vi của cậu hơn là một người dân. Cho dép ở lại để nạt nộ tá tiền và đám lao công thiên hướng của lão là trụ sở chỗ nào Là có nhiều đồi bại Để cho lão quở trách Những thói tật xấu Và bạn bè xấu của cậu chủ Hình thành một tấm gương Hay hôn cho Catherine và Heathcliff Cách đối xử của cậu với Heathcliff Đã đến mức để làm cho một thảnh Biến thành một con quỷ Và quả thật Vào thời kỳ đó Dường như thằng bé đã bị một cái gì ma quái ốp vào người vậy nó khoái trá. Chứng kiến sự xa đọa khuôn bề cứu vãn của Hadley và càng ngày lì lợm mang rợ và hung hãn của nó, ngày càng rõ nét. Tôi không thể lột tả, dù chỉ là nửa phần. Cái cảnh địa ngục trong nhà chúng tôi lúc bấy giờ. Cha phó thôi không đến nữa. Và cuối cùng, chẳng còn người tử tế nào đi lại gần gũi chúng tôi nữa trừ phi những lần Edgar Linton đến thăm cô Cathy, có thể coi là ngoại lệ. Đến tuổi 15, cô là nữ hoàng tuyệt sắc của vùng nông thôn này, không ai sánh kịp. Và cô đã trở thành một con người kiêu kỳ, ương bướng. Tôi thú thật là tôi không ưa cô từ khi cô qua thời thơ ấu. Và tôi luôn chọc tức bằng cách hạ bệ thói hóm hình của cô. Tuy vậy, cô không bao giờ gác tôi. Cô có tấm lòng chung thủy tuyệt vời với những quan hệ gắn bó cũ. Ngay cả Heathcliff cũng vẫn được cô thương mến như xưa. Không chút uy suyễn mà cậu liên tên, mặc dù hơn hẳn nó, cũng khó lòng gây được một ấn tượng sâu bằng. Edgar Linton là ông chủ quá cố của tôi. Ảnh của ông ấy trên lò sưởi. Trước đây, ảnh ông thường treo một bên, còn kia là ảnh vợ nhưng bà ấy bị cất đi rồi nếu không thì ông có thể thấy được phần nào diện mạo của bà ấy xa xưa ra sao ông có nhìn rõ bất kia không bà điên dưới cây nến lên và tôi nhìn thấy một bộ mặt đường nét dịu dàng rất giống cô gái ở bên kia đồi nhưng sắc thái tư lự và hòa nhã hơn một bức ảnh đẹp mái tóc dài sáng màu, hơi loan xoan ở hai bên thái dương. Đôi mắt to và nghiêm nghị, vóc nhìn phần quá yếu điệu. Tôi không lấy gì làm lạ về việc Catherine Inso có thể vì một con người như thế này mà quên đi người bạn thỏ ban đầu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhiều là một con người có trí tuệ tương xứng với hình thể như ông ta, làm sao lại có thể mê được Catherine Inso như tôi hình dung cô trong ý niệm. Một bức chân dung rất dễ thương. Tôi nhận xét với bà quản gia. Có giống không? Giống đấy, bà trả lời. Nhưng khi ông ấy linh hoạt thì còn đẹp hơn. Đây là cái vẻ thường ngày của ông. Nói chung, ông ấy thiếu linh lợi. Catherine đã tiếp tục duy trì mối quan hệ quen biết với anh em Linton từ khi cô ở năm tuần trong nhà họ. Vì cô không muốn phô bày khí cạnh thô lỗ của mình khi ở bên họ và cũng biết xấu hổ về tính cộc cằn ở nơi mà lúc nào cô cũng chỉ thấy một phong độ lịch sự như thế. Nên vô hình chung, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với hai ông bà già bằng sự thân mật hồn nhiên của mình, chiếm được lòng ngưỡng mộ của Isabella, trái tim và linh hồn của cậu anh. Những thành công này khiến cô thích chí ngay từ cái đầu bởi cô vốn đầy tham vọng và dẫn cô đến chỗ mang một tính cách hai mặt mà thực sự không ký định lừa ai. Ở cái nơi mà cô nghe thấy gọi Hedliff là một thằng nhãi vô lại thô bỉ và còn tệ hơn một tên cục súc. Cô thận trọng không hành động như nó. Nhưng ở nhà, cô chẳng có khuyến nướng thực hành phép lịch sự. Làm thế chỉ tổ bị cười và cũng chẳng cần kiềm chế cái bản chất ngỗ ngược khi mà điều đó chẳng khiến cô được khen hoặc kính nể. Cậu Edgar họa hoàng mới thu thập đủ can đảm để công khai đến thăm đồi gió hú. Cậu khiếp tiếng ơn so và lẫn tránh không muốn gặp cậu này. Tuy nhiên, bao giờ chúng tôi cũng cố gắng tiếp cậu một cách lịch sự nhất. Bản thân chủ nhân cũng tránh không xúc phạm cậu. Tuy biết rõ lý do đến thăm, và khi nào không thể thanh nhã được thì lánh mặt tôi có phần nào nghĩ là catherine không thích cậu đến chơi cô không biết giảo hoạt không bao giờ điệu đàn và hiển nhiên là không muốn hai bạn trai của mình gặp nhau chút nào vì khi heathcliff lộ vẻ khinh bị clinton ngay trước mặt cậu này cô không thể đồng tình phần nào như cô vẫn làm thế sau lưng cậu và khi clinton tỏ ra ghê gớm và ác cảm với heathcliff cô không dám dựng dưng với thái độ của cậu. Như thể việc có rẻ người bạn cùng chơi là chẳng mấy hệ trọng đối với cô. Nhiều lần, tôi đã cười những bối rối và những phiền muộn khuôn xiết kể mà cô hoài không giấu để khỏi bị tôi ức chế. Điều đó nghe có vẻ tệ, nhưng cô không kiêu kỳ đến nỗi người ta đâm ra thực sự không thể thương hại những đau khổ của cô cho đến khi nào cô chịu sửa chữa để trở nên nhũng nhặn hơn. Cuối cùng, cô đã quyết định thú thật và tâm sự với tôi, vì chẳng còn người nào khác khả dĩ có thể khuyên nhủ cô. Một buổi chiều, cậu Hadley đi vắng và Hadley lợi dụng dịp đó để nghỉ ngơi. Hồi ấy, hình như gã đã đến tuổi 16, và mặc dù không có những nét độc ác hoặc không đến nỗi thiếu thông minh, gã đã tạo một ấn tượng gớm guốc về cả tinh thần lẫn ngoại hình mà gián dấp hiện thời của ông Heathcliff không còn giữ lại dấu vết gì. Trước hết, hồi này, gã đã mất hết những gì được giáo dục giàu bé. Làm lụng vất vả liên tục, từ sớm đến khuya, đã dập tắt gọi mọi tò mò ham muốn hiểu biết, từng đã cháy lên trong gã, cũng như sự yêu thích sách vở hoặc học hành. Cậu ý thức hơn trội, nhiễm vào đầu góc gã hồi thơ ấu do sự thiên vị của cậu ân so nay đã tiêu tan gã đã vật lộn một thời gian để duy trì mức ngang bằng với catherine trong việc học hành và đã bỏ cuộc với một nỗi liếng tiếc thầm lặng mà buốt nhói nhưng gã đã chịu thua hoàn toàn và không có cách nào thuyết phục được gã dấn bước vươn lên khi mà gã thấy mình tất yếu phải tuột xuống dưới trình độ đạt trước đây rồi với vẻ bề ngoài cá nhân cũng hòa đồng với sự xa xúc tinh thần gã đã đâm có dáng đi rủ rượi một bộ dạng hà tiện thiên tư đề giặc của gã bị đẩy lên thái quá thành một tính khí ủ ê khó gần quá quắc đến mức gần như mu xuẩn và đã có vẻ tìm thấy một thích thú hiểm độc trong việc kích thích ác cảm chứ không phải là trọng thị ở số người quen ít ỏi của gã xong gã đã thôi bộc lộ lòng trừ mến đối với cô thành lời và rụt lại với vẻ nghi ngờ giận dữ để tránh những vút ve hồn nhiên của cô gái kiểu như gã đã biết rõ việc ban phát hào phóng cho gã những dấu hiệu quý mến như thế chẳng thể mang lại chút thỏa mãn nào vào cái dịp nói trên gã vào trong nhà để thông báo ý đồ của mình là bữa nay không làm gì hết giữa lúc tôi đang giúp cô Cathy mặc chiếc áo dài cho chỉnh tề cô đã không tính đến chuyện heathcliff quyết định nghỉ việc và ngỡ là sẽ được độc chiếm cả nhà cô đã tìm cách báo cho edgar biết anh cô đi vắng và giờ đây đang chuẩn bị tiếp cậu ta cathy chiều nay đấy có bận không heathcliff hỏi đấy có định đi đâu không không trời đang mưa cô trả lời vậy thì sau đấy lại mặc chiếc áo lụa dài ấy gã nói chắc không có ai đến chơi đấy chứ theo đây biết thì không cô ấp úng nhưng lẽ ra bây giờ đấy phải đang ở ngoài đồng cơ mà hachliff đã quá giờ ăn trưa một tiếng đấy tưởng đấy đã đi rồi chả mấy khi chúng ta thoát khỏi sự có mặt đáng nguyền rủa của hachliff gã trai trẻ nhận xét hôm nay đây sẽ không làm gì nữa đây sẽ ở lại nhà với đấy Ờ, nhưng cho dép sẽ mắc đấy. Cô gợi ý, đấy nên đi đi thì hơn. Cho dép đang lấy vôi ở sườn bên kia núi Peniston. Phải đến tối mịt, lão mới xong việc, lão sẽ chẳng biết đâu. Nói rồi, gã đụng đỉnh đến chỗ lò sưởi và ngồi xuống. Catherine nghĩ một lúc, lòng mày nhíu lại. Cô thấy cần phải dọn đường cho một cuộc đột nhập được êm thấm. Isabella và Edgar Linton có nói là định đến chơi chiều nay. Cô nói sau một phút im lặng, vì trời mưa nên đây không có ý chờ họ mấy. Song họ cũng có thể đến và nếu họ đến, đấy có cơ bị mắng oan, chả lời lọc gì. Bảo, Ellen nói là đấy bận. Cathy, gã cố gắng, đừng có hễ đây ra vì những người bạn thiếu não ngẩn ngơ ấy của cậu đôi khi đây đã suýt than phiền rằng chúng nhưng thôi đây chả nói rằng chúng làm sao kathleen kêu lên mắt đăm đăm nhìn vào gã với một vẻ bối rối ơ nelly cô có kỉnh nói thêm ngoắt đầu ra khỏi tay tôi chị chảy tóc cho tôi quên hết quăng rồi Thôi đi, để mặt tôi. Đấy vừa suýt than phiền về cái gì hở hét Chả có gì đâu. Có điều là đấy hãy nhìn tờ lịch trên giường kia. Gã chỉ một tờ giấy đóng khung treo gần cửa sổ và nói tiếp. Những dấu chữ thập là những tối đấy chơi với nhà anh em nhà liên tên. Những dấu chấm là những tối với đây. Đấy thấy không, đây đã đánh dấu từng ngày. Vậy đấy, ngốc ơi là ngốc. Làm như đây chỉ để ý ấy Catherine đáp giọng dằn dỗi Thế thì có ý nghĩa gì? Để chứng tỏ là đây có để ý Heathcliff nói Và tôi bao giờ cũng phải ngồi với anh hử Cô hỏi mỗi lúc một bực hơn Tôi được lợi cái gì? Anh nói những chuyện gì? Dù anh có nói gì để mua vui cho tôi Hay anh có làm gì đi nữa Thì cũng như thể anh câm Hoặc anh là một đứa trẻ sơ sinh ấy Cathy, Trước đây cô chưa bao giờ bảo rằng tôi quá ít mồm ít miệng Hoặc cô không thích bầu bạn với tôi Cat Hedliff kêu lên Rất đổi sao xuyến Khi người ta chẳng biết gì Và chẳng nói gì Thì đâu phải là bầu bạn Cô lẩm bẩm Bạn Cô đứng phát dậy Nhưng giả không đủ thì giờ phát biểu tình cảm của mình Vì tiếng chân người đã văng lên trên những phiến đá lát tường Và sau khi gõ cửa nhẹ nhàng tội linh tên bước vào mặt mày rạng rỡ vui thích vì lời nhắn gọi bất ngờ đã nhận được rành rành là catherine ghi nhận sự khác nhau giữa hai người bạn của mình khi một người bước vào và người kia đi ra sự tương phản ấy giống như cái mà ông thấy khi đang từ một vùng than xám heo hút đồi núi chuyển sang một thung lũng đẹp đẽ phì nhiêu và giọng đói lời chào của linh tên cũng trái ngược hẳn như dáng vẻ con người cậu ta có cách nói nhỏ nhẹ dịu dàng phát âm giống như ông có nghĩa là đỡ thô thiển hơn lối nói noanh của chúng tôi ở đây và êm ái hơn tôi không đến quá sớm đấy chứ cậu ta nói đưa mắt nhìn tôi tôi đã bắt đầu lau bát đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn tủ buffet ở đầu đằng kia không đâu catherine đáp chị làm gì ở đằng đấy nelly làm công việc của tôi, cô ạ. Tôi trả lời. Cậu Hartley đã ra lệnh cho tôi sắm vai thứ ba trong một cuộc đến thăm riêng của Linton. Cô bước tới đằng sau tôi và cáo kỉnh nói thầm. Đi đi, cả chị lẫn những cái giải lau của chị. Khi nhà có khách thì đầy tớ đừng có dở dối. Lâu lâu cọ cọ, trong căn phòng họ đang ngồi chơi. Lúc này cậu chủ đi vắng là một dịp tốt chứ, Tôi lớn tiếng trả lời Cậu ấy không thích tôi lây hoay với những thứ này trước mặt cậu Tôi chắc cậu Edgar sẽ bỏ qua cho tôi Tôi không thích chị lây hoay trước mặt tôi Cô tiểu thư kêu lên hống hách Không để cho người khách của mình kịp nói Cô đã không lấy được bình tĩnh từ lúc cãi vã với Heathcliff Tôi lấy làm ân hận không thể làm khác Thưa cô Catherine Đó là câu trả lời của tôi và tôi tiếp tục công việc của mình một cách cần mẫn. Đoán chừng Edgar không thể trông thấy. Cô giật chiếc khăn lau khỏi tay tôi và rất cáu giận. Véo vào cánh tay tôi một cách kéo dài. Tôi đã nói với ông là tôi không ưa cô ta và có phần khoái với việc tỉnh thoảng hạ nhục cái thói hậm hỉnh của cô. Hơn nữa, cô làm tôi đau cực kỳ cho nên tôi giật bắn người đang quỳ đứng phát dậy và la lên. Ôi, cô che ác thế. Cô không có quyền cấu tôi. Tôi không chịu đâu. Tôi không hề dựa đụng đến chị. Đồ nói dối. Cô kêu lên, ngón tay còn ngứa ngáy muốn lặp lại động tác và đổ tay lên vì giận dữ. Cô không bao giờ đủ sức cấu nổ khí của mình. Bao giờ cũng cháy rực toàn bộ màu da cô. Thế thì cái gì đây? Tôi vặt lại. Phô ra một bằng chứng có tím bầm không thể chối cãi được để bác bỏ lời cô. Cô dầm chân, ngừng ngừ một lúc rồi, không cưỡng nổi sự thôi thúc của bản năng ngay ngược trong cô. Tát tôi một cái vào má, một đòn đau điếng khiến hai mắt tôi tràn đầy nước. Catherine thân yêu, Catherine, linh tên sang vào, rất choáng ván trước cái lối kép hai bề. Cả mang trá lẫn hung bạo, mà thần tượng của cậu ta vừa phạm. Ra khỏi phòng! Ellen, cô nhắc lại Toàn thân rung lên Thằng bé Hamilton vốn theo tôi đi khắp nơi Đang ngồi trên sàn Nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi Cũng bắt đầu khóc và đứt nở trách Cô Cathy ác Khiến cô trúc cưng thịnh độ Lên cái đầu rủi ro của nó Cô nắm hai má nó lắc đáy lắc để Kỳ đến khi thằng bé tội nghiệp Tái sanh tài tử Và Edgar không chút suy tính Nắm lấy hai tay cô để gỡ cho nó trong giây lát một bàn tay văng ra và cậu thiếu niên ngỡ ngàng cảm thấy bàn tay ấy vã vào tay mình một cách không thể lầm là đùa giỡn được cậu lùi lại bàng hoàng tôi bế thóc heo đi lên và vào nhà bếp để ngõ cửa không với buồn vì tôi tò mò muốn theo dõi xem hai cô cậu giải quyết mối bất hòa ra sao người khách bị lăng nhục bước tới chỗ cậu ta đã để mũ mặt tái đi và môi rung lên. Thế là phải, tôi tự nhủ, hãy lấy đó là bài học và đi đi thôi. Vậy mà lại hay để cho cậu thấy tính khí đích thực của cô ta. Anh đi đâu? Catherine vừa hỏi vừa tiến đến chỗ cửa ra vào. Cậu ta né sang bên định vượt qua. Anh không được đi." Cô kêu lên quả quyết. "Tôi phải đi." và sẽ đi khỏi. Cậu đáp bằng một giọng dịu dàng. Không, cô khăng khăng nắm lấy quả đấm cửa. Chưa đi được, Edgar Linton ạ. À. Ngồi xuống, anh không được bỏ tôi đi một cách giận dỗi như thế. Tôi sẽ khổ sở suốt đêm và tôi không muốn khổ sở vì anh. Có thể nào tôi ở lại sau khi cô đã đánh tôi? Linton hỏi. Catherine câm lặng cô đã làm tôi sợ cô và xấu hổ cho cô cậu nói tiếp tôi sẽ không trở lại đây nữa bắt cô bắt đầu long lanh ướt và mí mắt chớp chớp và cô đã cố tình nói một điều không đúng sự thật cậu nói không phải cô kêu lên lại mở được miệng tôi không làm gì đều cố tình cả thôi được đi đi nếu anh muốn bước khỏi đây và bây giờ tôi sẽ khóc tôi sẽ khóc đến phát ốm cô khuỵu gối xuống bên một cái ghế và bắt đầu khóc thật sự edgar kiên trì quyết tâm của mình cho đến lúc ra sân tới đó cậu chừng chừ nắng lại tôi quyết định động viên cậu cô ấy ngang ngược dễ sợ cậu ạ à, tôi nói vọng ra tệ như bất kỳ đứa trẻ hư nào cậu cứ phóng ngựa về nhà đi là hơn kẻo cô ấy lại đập bệnh chỉ khốt làm khổ chúng tôi thôi cậu bé mềm yếu đi nhìn qua cửa sổ nghi nghi hoặc hoặc sự kiên quyết đi của cậu cũng đã khác nào một con mèo kiên quyết bỏ đi một con chuột nhắc bị giết gần chết hoặc một con chim đã ăn chết nữa chà tôi nghĩ sẽ chả có khách nào cứu được cậu ta cái kiếp của cậu ta đã định và cậu đang bay tới số mệnh của mình. Và quả nhiên, cậu ta quay ngoắt lại, vội vã trở vào nhà, đóng cửa lại đằng sau. Và lát sau, khi tôi vào báo cho họ biết Onso đã về, say không còn biết phải trái là gì, sẵn sàng khuấy đảo, làm lộn tùng bậy cả nhà lên. Tâm trạng không thường của cậu ta khi quá chén, thì thấy cuộc xích mít nọ chỉ tạo nên một tình thân thiết gần gũi hơn. Nó đã đập phá phở sự công ngoại vi của tính rục rè trẻ thơ và khiến họ có thể vứt bỏ cái ngụy trang tình bạn để thú nhận tình yêu với nhau. Tin cậu hát ly về khiến liên Tên hối hả ra chỗ buộc ngựa và Catherine vội vã về phòng riêng. Tôi đi giấu Hellerton và lấy đạn ra khỏi cây súng bắn chim của cậu chủ. Trong cơn kích động điên dại, cậu rất thích nghịch nó, đe dọa tính mạng của bất cứ ai trêu ngươi hoặc thậm chí chỉ cần khiến cậu quá chú ý tới tôi đã nghĩ ra cái mẹo tháo đạn để ngộ nhỡ cậu có đi đến chỗ nổ súng thì cũng đỡ gây thiệt hại cậu bước vào gầm gừ những câu chữ thề nghe ghê cả người và bắt quả tang tôi đang giấu con trai cậu vào tủ buffet trong bếp Linh tính tên in đậm một nỗi khiếp sợ phải gặp một trong hai thái độ của bố, hoặc là sự âu yếm kiểu giả thú, hoặc là cơn khùng của người điên. Trong trường hợp thứ nhất, nó có nguy cơ bị ôm ghi, hôn hít đến chết, và trong trường hợp kia, có thể bị quẳng vào lửa hoặc quật vào tường. Cho nên thằng bé tội nghiệp nằm im thinh thích ở bất cứ nơi nào tôi chọn đặt nó. Ấy đấy, Cuối cùng ta đã tìm thấy nó. Hadley kêu lên, túm gáy tôi kéo lại như một con chó. Thiên địa quỷ thần, các người đã thề với nhau ám hại thằng bé. Bây giờ ta mới biết làm sao mà ta chẳng bao giờ gặp nó. Nhưng với sự giúp sức của quỷ Satan, ta sẽ bắt các người phải nuốt con dao pha thịt này. Nelly, ngươi đừng có cười, vì ta mới nhận đầu cây nét xuống đầm ngựa đen đó. Và hai thì cũng như một thôi, ta muốn giết một đứa nào đó trong bọn bay chưa làm được điều đó thì ta chưa yên. Nhưng mà tôi không thích dao pha thịt, cậu Hadley ạ. Tôi đáp, nó đã dùng để thái cá trích đó, xin cậu bắn tôi còn hơn. Đẩy mày xuống địa ngục còn hơn. Cậu nói, và mày sẽ được thế. Không có luật nào ở nước Anh này cấm người ta giữ cho nhà mình tử tế hẳn hoi, mà nhà tao thì thật gớm ghét. Há mồm ra. Cậu cầm con dao trong tay, và ấn mũi nó vào giữa hai hàm răng tôi. Nhưng về phần mình, tôi chẳng bao giờ sợ gì lắm những thói bất thường của cậu. Tôi nhổ tuyệt, và quả quyết là có một vị tẩm lợm, muốn sao thì sao, tôi cũng chả chịu nuốt nó đâu. Ồ, cậu nói và buông tôi ra. Tôi thấy cái thằng quỷ con gớm đổi chị Nelly nhé. Nếu là heo tên thì nó đáng bị lột da sống vì tội không chạy đến đón mừng tôi và tội la hét cứ làm như tôi là quỷ sứ không bằng. Đồ cúng con dị dàng, lại đây. Tao sẽ dạy cho mày làm dụng một ông bố tốt bụng bị lừa dối. Nè, chị có nghĩ là thằng bé nếu xẻo tai đi sẽ đẹp hơn không? Một con chó xẻo tay đi sẽ dữ tận hơn. Và tôi vốn thích cái gì dữ tận. Kiếm cho tôi cái kéo. Một cái gì dữ tận và gọn ghẽ Giả lại, nâng niu cái đôi tay. Đó là một bộ làm tịch kiểu địa ngục đó là thói hợm của quỷ sứ. Không có tài chúng ta cũng đã đủ giống lừa chán rồi. Im nhóc, im đi nào, thôi thì nó là cục cưng của tôi. Shhh, lau khô nước mắt đi, của quý, hôn ta đi. Sao, không à, hôn ta đi, heo tên. Mà bắt mày, hôn tao đi nào, lạy chúa, dễ thường tao sẽ nuôi một con quái vật như thế này à. Chắc chắn là ta đang sống đây, ta sẽ bẻ gãy cổ thằng nhãi bé heo tên tội nghiệp la hét, cố hết sức giãy đạp trong vòng tay bố và càng gào dữ hơn khi cậu bế nó lên gác và nhấc qua thành lan can. Tôi kêu lên rằng khéo cậu làm nó sợ đến độ lên cơn động kinh mất và chạy tới cứu nó. Khi tôi tới chỗ họ, Hadley đang cúi trên lan can để nghe một tiếng động bên dưới hồ như quên bẵng mình đang mang gì trong tay. Ai đó, Cậu hỏi khi nghe thấy có người lại gần chân cầu thang. Tôi cũng cúi mình ra phía trước để ra hiệu cho Heathcliff. Tôi nhận ra tiếng chân của gã. Đừng tiến lên nữa. Và đúng lúc mắt tôi rời Helton, nó hất người lột ngột, thoát khỏi đôi tay giữ chặt nó và rơi xuống. Chúng tôi hầu như không kịp rùng mình kinh hãi trước khi thấy ra là thằng bé khốn khổ không làm sao cả. Heathcliff tới bên dưới đúng vào lúc gây cấn. Do một thôi thúc bản năng, gã gỡ được đứa bé đang rơi và đặt nó đứng xuống đất, vừa ngước nhìn lên tìm kẻ gây ra tai nạn. Một kẻ keo kiệt vừa bán đi một vé sổ số, số may mắn, lấy 5 shilling để hôm sau thấy mình đã mất 5.000 shilling, cũng không thể phô ra một vẻ đờ đẫn hơn gã khi nhìn thấy bóng dáng cậu ân sơ bên trên. Điều đó nói lên rõ ràng hơn mọi lời lẽ sự chua xót tột độ về nỗi đã tự biến mình thành công cụ phá ngang cơ hội báo thù cho bản thân. Giá mà bây giờ trời tối, tôi dám nói như vậy. Ác gã đã tìm phương sửa chữa sai lầm bằng cách đập nát đầu heo tên trên bậc cầu thang. Xong chúng ta chứng kiến cảnh cứu nạn và tôi lập tức xuống bế cái báu vật được giao cho mình, ghi chặt vào ngực. Hadley bước xuống đủng đỉnh hơn, tỉnh rượu và ngượng ngùng. Đó là lỗi tại chị đấy Ellen. Cậu nói, đáng lẽ chị phải giữ cho nó quất mắt chứ, lẽ ra chị phải mang nó đi khỏi tôi. Nó có bị thương ở đâu không? Bị thương à? Tôi cáu tiếc kêu lên, nếu nó không chết thì cũng sẽ thành ngớ ngẩn. Ôi, không hiểu làm sao mà mẹ nó dưới mộ không dậy mà xem cậu hành hạ nó. Cậu còn tệ hơn cả quân vô đạo. Ai lại đối với giọt máu của chính mình như thế bao giờ? Cậu định sờ vào thằng bé, thấy đã ở trong tay tôi, nó lập tức nín bặt những tiếng nức nở kinh hãi. Như ngón tay đầu tiên của cha nó vừa chạm vào, nó lại thét to hơn trước và dãy dụa như sắp lên cơn co giật ấy. Cậu đừng có dính vào nó. Tôi nói tiếp, nó ghét cậu, mọi người đều ghét cậu, đó là sự thật. Hạnh phúc chưa? Cái gia đình của cậu và cậu đã đến cái nông nổi này, hay hớm nhỉ? À, ta sẽ còn đi đến nông nổi hay hớm hơn nữa cơ. Nelly à! Con người làm đường lạc lối cả cười, lại trở nên cứng rắn. Bây giờ thì cả chị lẫn nó xéo đi. Còn Heathcliff, mày nghe đây. Mày cũng cút đi cho rảnh, đừng để tao túm được và nghe thấy mày đấy. Tao chưa muốn giết chúng mày đêm nay, trừ phi tao đốt cái nhà này đi cũng nên, nhưng nó còn tùy theo sở thích của tao trong khi nói vậy cậu lấy một chai rượu mạnh ở tủ buffet và rót chút ít vào một cái cốc thôi đừng tôi năn nỉ cậu hai ly hãy rút kinh nghiệm nếu cậu chẳng thiết gì đến bản thân nữa thì cũng thương lấy thằng bé xấu số này bất kỳ ai cũng sẽ có ích cho nó hơn ta cậu đáp thì hãy thương lấy linh hồn của cậu vậy tôi nói cố dằn lấy cốc rượu từ tay cậu hơi đâu mà ta thương linh hồn ta trái lại cho nó xuống trầm luân dưới địa ngục để trừng phạt cái đấng tạo sinh ra nó ta mới thật khoái đây là để chút nó đi với quỷ sứ cho ngon lành đấy rồi cậu uống chỗ rượu và bực dọc bảo chúng tôi cút đi kết thúc mệnh lệnh ấy bằng một chuỗi lời nguyền rủa gớm ghiếc quá tục tằng chẳng bỏ nhắc lại hoặc nhớ làm gì đáng tiếc là y không tự sát bằng rượu được Heo nhận xét, lẩm bẩm rủa lại như một tiếng gian khi đóng cửa lại. Y đã làm hết sức mình, song thể trạng Y bất chấp. Ông Kenneth bảo ông sẵn sàng đánh cuộc con ngựa cái của mình là Y sẽ sống lâu hơn bất kỳ người đàn ông nào ở mé bên này Gimmerton và phải đến khi thành một kẻ tội lỗi đầu bạc phơ mới xuống mồ. Trừ phi có một ngẫu nhiên tốt đẹp nào ngoài lẽ thông thường đổ xuống đầu Y. Tôi vào bếp và ngồi xuống ru con cừu non của tôi ngủ. Tôi tưởng Heathcliff đi thẳng đến chuồng ngựa. Về sau, hóa ra chỉ sang mé bên kia cái ghế tủ, gieo mình xuống một chiếc ghế dài cạnh tường, khuất khỏi lò sưởi và nằm im. Tôi đang đu đưa heo tên trong lòng và âm a à một bài hát mở đầu bằng Đêm khuya tiếng trẻ khóc than, dưới mồ thao thức mẹ nằm mẹ nghe. Thì katy Cô đã lắng nghe tiếng huyên náo từ buồn mình, thò đầu vào thì thào. Có một mình chị thôi phải không Nelly? Phải cô à, tôi đáp. Cô vào, lại gần chỗ lò sưởi Đoán rằng cô sắp sửa nói gì, tôi ngước nhìn lên. Vẽ mặt cô như bối rối lo âu, đôi môi hơi hé mở như định nói. Và cô hít một hơi, nhưng nó thoát ra không thành lời, mà thành một tiếng thở dài. Tôi tiếp tục hát chưa quên được hành vi ban nãy của cô heathcliff đâu rồi cô nói cắt ngang câu hát của tôi làm công việc nó ở chuồng ngựa đấy tôi trả lời gã không cải chính có lẽ gã đã ngủ thiếp đi lại im lặng hồi lâu trong khi đó tôi thấy một vài giọt nước mắt từ má catherine nhỏ xuống sân đá phải chăng cô ân hận vì cách xử sự đáng xấu hổ của mình tôi tự hỏi thế thì là điều mới lạ đấy nhưng cứ để tùy cô ấy đi vào vấn đề tôi sẽ chẳng giúp cô đâu không cô chẳng mấy khi cảm thấy lo phiền về bất cứ chuyện gì trừ những gì liên quan đến bản thân cuối cùng cô kêu lên ôi lạy chúa sao mà tôi khổ sở như thế này thật đáng thương tôi nhận xét thật khó mà làm vừa ý cô nhiều bạn thế và ít phải lo thế mà vẫn chưa bằng lòng đấy. Nelly, liệu cô có giữ kín cho tôi một điều bí mật không? Cô nói tiếp, quỳ xuống bên cạnh tôi và ngước đôi mắt đầy sức quyến rũ hướng vào mặt tôi một cái nhìn đủ ma lực để dập tắt sự cáu giận, dù là khi người ta có mọi lý do trên đời để nổi nóng. Có bỏ để giữ kín không kia chứ? Tôi hỏi, bớt hờn dỗi hơn. Hẳn chứ, nó dày dò tôi và tôi phải thổ lộ ra. Tôi muốn biết mình nên làm thế nào. Hôm nay Edgar Linton đã ngỏ lời muốn lấy tôi và tôi đã trả lời. Bây giờ, trước khi tôi cho chị biết tôi đã nhận lời hay từ chối, chị hãy bảo tôi đáng ra nên trả lời thế nào. Thật tình thì, cô Katharina, à, làm sao mà tôi biết được? Tôi đáp, nói cho đúng, xét cái tích cô đã trình diễn chiều nay trước mặt cậu ta thì tôi có thể nói nên từ chối là khôn ngoan vì cậu ta hỏi cô sau khi xảy ra chuyện đó thì cậu ta hoặc phải ngu xuẩn hết chỗ nói hoặc là một kẻ rồ dại liều lĩnh nếu chị nói vậy thì tôi sẽ chẳng kể thêm gì nữa đâu cô cáu kỉnh đáp và lại đứng dậy tôi đã nhận lời nelly à nhanh lên nói thử xem tôi có sai lầm không cô đã nhận lời, thế thì còn bàn cãi nữa cũng ít gì đâu. cô đã hẹn ước và không thể nuốt lời. nhưng chị cứ nói xem, đáng cho tôi có nên làm như thế không? nói đi. cô kêu lên giọng bực tức, hai tay chà vào nhau và mày cau lại. có nhiều điều phải xét trước khi có thể trả lời câu hỏi ấy cho thỏa đáng. tôi nói giọng dạy đời, trước hết cô có yêu cầu Edgar không đã? Ai mà có thể không yêu được cơ chứ? Tất nhiên là có. Cô trả lời. Kế đó, tôi bắt cô qua cuộc vấn đáp sau đây. Đối với một cô gái 22 tuổi như tôi, làm thế đâu phải là thiếu suy xét. Tại sao cô yêu cậu ấy? Cô Cathy? Vớ vẩn, tôi yêu, thế là đủ. Đủ thế nào được? Cô phải nói tại sao chứ? Thôi được, vì anh ấy đẹp trai và ở bên anh ấy thật thú vị hỏng rồi tôi bình luận và vì anh ấy trẻ trung vui vẻ vẫn hỏng rồi và vì anh ấy yêu tôi đến điểm này thì vô thưởng vô phạt đấy và anh ấy sẽ giàu có và tôi thích là đệ nhất phu nhân trong vùng và tôi sẽ tự hào về một người chồng như vậy hỏng hơn tất cả và bây giờ hãy nói cô yêu cậu ta như thế nào như bất kỳ ai đang yêu nelly chị thật ngớ ngẩn đấy chẳng ngớ ngẩn tí nào đâu trả lời đi tôi yêu lớp đất dưới chân anh ấy và không khí trên đầu anh ấy và mọi thứ anh chạm tay vào và mọi lời anh nói tôi yêu mọi vẻ của anh ấy mọi hành động của anh toàn bộ và tất cả con người anh ấy thế đấy và tại sao lại yêu như vậy nè chị nelly chị đang biến chuyện này thành trò đùa thế thì tệ thật đối với tôi đây đâu phải là chuyện đùa. Cô gái nói câu có và quay mặt về phía lò sưởi. Tôi tuyệt nhiên không đùa đâu cô Catherine ạ. À. Tôi đáp, cô yêu cậu Edgar vì cậu ta đẹp trai nè, vui vẻ trẻ trung nè, giàu có nè và vì cậu yêu cô. Dù sao thì điểm cuối cùng coi như vô bổ, không có điều kiện đó thì cô vẫn yêu cậu ấy cũng nên. Và có nó, có khi cô vẫn không yêu, trừ phi cậu ta có bốn điều hấp dẫn trên. Phải nói cho đúng thì thế đấy, tôi sẽ chỉ thương hại anh ấy, có khi còn ghét là đằng khác, nếu anh ấy xấu xí và quê mùa. Nhưng trên đời còn nhiều chàng trai trẻ khác cũng đẹp trai, giàu có, có thể còn đẹp trai hơn, giàu hơn cậu ấy nữa, cái gì ngăn cô không yêu họ? Nếu có những người như thế Thì họ ở tận đâu đâu ấy Tôi không hề gặp Tôi chưa hề thấy ai như Edgar Cô có thể gặp một người nào đó như thế Và người ấy sẽ không nhất thiết là đẹp trai Trẻ Và có thể cũng không giàu Người ấy bây giờ đang trẻ đẹp Giàu có Và tôi chỉ cần biết hiện tại thôi Tôi muốn chỉ nói cho thấu tình đạt lý kìa À thế thì gọn chuyện thôi nếu cô chỉ cần biết hiện tại thôi thì hãy lấy cậu linh tên việc đó tôi không cần chị cho phép tôi sẽ lấy anh ấy tuy nhiên chị vẫn chưa cho tôi biết là tôi làm thế có phải hay không hoàn toàn phải nếu như người ta lấy nhau chỉ vì hiện tại là phải và bây giờ ta hãy thử nghe xem cô khổ sở vì cái nỗi gì anh cô sẽ hài lòng ông bà già bên kia chắc không phản đối tôi nghĩ thế cô sẽ thoát khỏi một gia đình lộn xộn chán ngắt để vào một gia đình giàu có đàng hoàng và cô yêu edgar edgar yêu cô mọi sự xem ra đều êm thấm dễ dàng còn trở ngại ở chỗ nào bây giờ ở đây và ở đây nè catherine trả lời một tay vỗ vào trán và tay kia vào ngực ở bất kỳ chỗ nào linh hồn đang sống trong linh hồn và trong tim tôi tôi tin chắc là mình sai lầm thật là rất lạ đấy tôi không hiểu ra sao nữa đó là điều bí mật của tôi nhưng nếu chị không chế giễu tôi thì tôi sẽ cắt nghĩa cho chị nghe tôi không giải thích được rõ ràng đâu song tôi sẽ cố sao cho chị cảm thấy được tôi cảm thấy như thế nào rồi cô lại ngồi xuống cạnh tôi vẻ mặt trở nên buồn hơn và nghiêm nghị hơn đôi bàn tay đang vào nhau rung lên Nelly, chị có bao giờ mơ thấy những giấc mơ quái dị không? Cô đột ngột nói sau vài phút suy nghĩ. À, có, thỉnh thoảng. Tôi trả lời, tôi cũng thế. Trong đời tôi, tôi đã mơ những giấc mơ còn lưu lại mãi với mình sau này và làm thay đổi những ý niệm của mình. Những giấc mơ đó đã xuyên thấm khắp người tôi như rượu gian hòa vào nước và làm biến đổi màu sắc tâm trí tôi và đây là một trong những giấc mơ ấy tôi sẽ kể cho chị nghe nhưng mà liệu đấy đừng có mà mỉm cười ở bất kỳ đoạn nào đấy nhé ôi đừng cô catherine tôi kêu lên chẳng cần hú hồn ma và ảo mộng lên để quấy rối chúng ta cũng đủ ảm đạm chán rồi nào hãy vui lên cho đúng với bản chất của mình hãy nhìn bé heo tên nè nó chẳng mơ cái gì buồn thảm cả nó mỉm cười trong giấc ngủ mới dịu dàng làm sao phải và bố nó trong cô đơn nguyền rủa mới dịu dàng làm sao tôi chắc chỉ còn nhớ anh ấy hồi niên thiếu thật y hệt thằng nhỏ mẫm mỉm này cũng bé bỏng và ngây thơ gần như thế dù sao thì nelly à tôi cũng sẽ bắt chị phải nghe không dài đâu với lại đêm nay tôi chẳng làm sao vui được tôi không nghe đâu tôi không nghe đâu tôi vội vàng nhắc lại hồi ấy tôi rất dị đoan về chuyện mộng mị và bây giờ cũng vẫn thế trong dáng vẻ của catherine có một hắc khí khác thường khiến tôi sợ một cái gì khiến tôi có thể suy ra một lời tiên đoán nhìn thấy trước một tai họa dễ sợ cô phật ý nhưng không nói tiếp lát sau làm như chuyển sang một đề tài khác cô lại bắt đầu chị Nelly, giá như tôi có ở trên thiên đàng, tôi vẫn khổ sở cực kỳ đấy. Bởi vì cô không đáng được lên trên đó. Mọi kẻ có tội ác thấy khổ sở trên thiên đàng. Nhưng không phải vì thế. Có lần tôi đã mơ thấy mình ở trên đó. Nè, tôi xin nói với cô là tôi không nghe chuyện mộng mị của cô đâu, cô Catherine. Tôi đi ngủ đây. Tôi lại ngắt lời. Cô cười và giữ tôi ngồi xuống vì thấy tôi là một cử chỉ định rời ghế. Có chuyện gì đâu, tôi chỉ định nói thiên đường xem ra không phải là chốn êm ấm cho tôi. Và tôi khóc đến nát lòng đòi trở về trái đất. Thế là các thiên thần giận dữ đến nỗi họ quẳng tôi xuống giữa đám cây thạch nam trên đỉnh đồi gió hú. Đến đây tôi tỉnh dậy khóc nức nở vì vui mừng giấc mơ này cũng thích hợp để giải thích điều bí mật của tôi như giấc mơ nọ. Tôi chẳng có phận sự gì, phải lấy Edgar. Linton cũng chẳng có phận sự gì ở trên thiên đường. Và nếu như cái con người độc ác ở trong nhà này không dìm Heathcliff xuống đất đen như thế, thì ắt tôi đã không nghĩ đến chuyện ấy. Bây giờ mà lấy Heathcliff thì mất cả danh giá, cho nên anh ta sẽ chẳng bao giờ biết là tôi yêu anh ta đến thế nào và tôi yêu không phải vì đẹp trai, chị Nelly ạ, mà vì anh đúng là bản thân tôi hơn cả tôi. Dù bằng chất gì đi nữa, thì tâm hồn Heathcliff và tâm hồn tôi cũng vẫn là một, còn tâm hồn Linton thì khác hẳn, như ánh trăng khác luồng chớp lóe hoặc như băng giá khác lửa hồng. Trước khi đoạn diễn từ này kết thúc, tôi đã cảm thấy Heathcliff ở đâu đây? Nhận thấy một thoáng chuyển động nhẹ, tôi quay đầu lại và trông thấy gã từ chiếc ghế băng đứng dậy lặng lẽ lẻn ra ngoài gã đã nghe đến đoạn catherine nói là nếu lấy gã thì mất cả danh giá rồi chẳng thiết ở lại nghe thêm nữa cô bạn tôi ngồi dưới đất bị lưng chiếc ghế tủ che khuất không nhận thấy gã có mặt cũng như bỏ đi nhưng tôi thì giật mình và bảo cô im tại sao cô hỏi sợ sệt nhìn quanh Joseph đến đấy. Tôi trả lời, chợp đúng lúc tiếng xe bò của lão lăn bánh trên đường. Và Heathcliff sẽ vào cùng với lão. Có khi cậu ta đang ở cửa ngay lúc này cũng nên. Ồ, dù có đứng ở cửa thì anh ấy cũng chẳng nghe thấy tôi nói đâu. Cô nói, chị đưa heo tên cho tôi mà làm bữa tối đi. Lúc nào xong thì mời tôi ăn với. Tôi cần đánh lừa Lương Tâm đang áy náy của mình và cần tin rằng Heathcliff không hề biết gì về những chuyện này. Anh ta chẳng biết gì, phải không nhỉ? Anh ta không biết đang yêu nghĩa là thế nào, có phải không? Tôi thấy chẳng có lý do gì mà cậu ta lại không biết như cô, tôi đáp. Và nếu Heathcliff chọn cô thì cậu sẽ là kẻ bất hạnh nhất đã từng sinh ra đời đấy. Cô trở thành bà Linton một cái là cậu ta mất cả bạn, cả tình yêu, mất sạch. Cô đã tính đến chuyện cô sẽ chịu đựng sự chia lìa như thế nào và cậu ta sẽ chịu đựng cái nỗi hoàn toàn đơn côi trên cõi đời như thế nào chưa? Bởi vì cô Catarina. À, bởi vì anh ấy hoàn toàn đơn côi, chúng tôi phải chia lìa. Cô kêu lên với một âm sắc phẫn nộ, xin hỏi ai sẽ chia lìa chúng tôi chứ? kẻ ấy sẽ chịu số phận của Milo. Chú thích, theo thần thoại Hy Lạp, Milo là một lực sĩ định tẻ đôi một cái cây bị nứt nhưng bị kẹt tay trong đó và sau đó bị chó sói ăn thịt. Hết chú thích. Chừng nào tôi còn sống thì không thể có chuyện ấy được, chị Elena. Không một vật hữu sinh hữu tử nào có thể làm được điều ấy mọi chàng linh tên trên trái đất này có thể tan ra thành hư không trước khi tôi thuận tình bỏ mặt heathcliff ồ không tôi không định nói thế đấy không phải là điều tôi muốn nói tôi sẽ không làm bà linh tên nếu người ta đòi cái giá ấy đối với tôi heathcliff trước đã là thế nào thì sau vẫn là thế ấy suốt đời edgar chí ít phải rũ bỏ ác cảm đi và dung nhận anh ấy Edgar sẽ chịu như thế khi biết tình cảm thật của tôi đối với anh ấy. Nelly, bây giờ tôi hiểu chị rồi. Chị nghĩ tôi là một con khốn nạn ích kỷ chứ gì? Xong chị có bao giờ nghĩ rằng nếu Heathcliff và tôi lấy nhau thì chúng tôi sẽ đi ăn mày không? Nhưng nếu tôi lấy Linton thì tôi có thể giúp Heathcliff mọc mũi sủi tâm lên và thoát ra khỏi uy quyền của ông anh trai tôi. Bằng tiền của chồng cô hả? cô Catherine? Tôi hỏi, cô sẽ thấy cậu ta không dễ bảo như cô tính toán đâu. Và mặc dù tôi không có phận sự phán xét, tôi nghĩ rằng đây là điều xấu nhất trong những động cơ thúc đẩy cô muốn làm vợ cậu Linton mà cô đã nêu ra đấy. Không xấu đâu, cô cãi lại, đó là động cơ tốt nhất. Những lý do khác chỉ là thỏa mãn những ý ngông của tôi thôi và vì lợi ích của Edgar nữa. Đó cũng là để thỏa mãn cậu ta còn đây là vì lợi ích của một con người thâu tóm trong bản thân anh ta cả những tình cảm của tôi đối với edgar lẫn bản thân tôi tôi không diễn tả được điều đó song chắc chắn là chị và mọi người đều hiểu rằng có hoặc ắt phải có một sự hiện hữu của ta bên ngoài ta nhưng tạo hóa sinh ra tôi để làm gì nếu như tôi hoàn toàn bị chứa trong cái vỏ xác này những cơ cực lớn của tôi trong thế gian này là những cơ cực của Heathcliff. Tôi đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi cơ cực ấy từ đầu. Lẽ sống lớn lên của tôi là bản thân anh ấy. Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn, thì tôi sẽ còn tiếp tục tồn tại. Nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và tôi sẽ không còn có vẻ như là một bộ phận của nó. Tình yêu của tôi đối với Linton giống như lá cây trong rừng. Thời gian sẽ làm nó thay đổi. Tôi biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của tôi đối với Heathcliff thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới. Một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ, nhưng cần thiết. Chị Nellie à, tôi là Heathcliff. Anh ấy bao giờ, bao giờ cũng ở trong tâm trí tôi. Không phải là một niềm thích thú, cũng như tôi không phải bao giờ cũng là một thích thú cho bản thân mà như là hiện thể của chính tôi vậy. Vì thế cho nên, đừng có nói đến chuyện chúng tôi xa lìa nhau nữa nhé. Điều ấy không thể có được. Và... Catherine ngừng lại và giấu mặt vào những nếp áo của tôi, nhưng tôi hất mạnh ra. Tôi thật sốt ruột với sự rồ dại của cô. Cô à, nếu tôi dở ra được một nghĩa nào trong những lời vô nghĩa của cô, thì nó chỉ khiến tôi tin chắc rằng cô chẳng biết gì về những bổn phận cô phải gánh vác khi lấy chồng hoặc giả cô là một cô gái đồi bại vô hạnh nhưng rồi đừng quấy rầy tôi với những điều bí mật gì nữa tôi không hứa giữ kín đâu chị sẽ giữ kín điều vừa rồi chứ cô hỏi thêm tha thiết không tôi không hứa mà tôi nhắc lại cô đang định gặn thêm thì joseph vào chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi catherine kéo ghế mình vào một góc ẩm heo tên trong khi tôi làm bữa ăn đêm nấu nướng xong lão bạn người làm bèn cả giả với tôi xem ai phải mang một ít đến cho cậu hai ly và mãi đến lúc thức ăn gần nguội mới ngã ngủ chúng tôi đi đến chỗ thống nhất là cứ để nếu cậu cần thì cậu khắc hỏi vì chúng tôi rất sợ phải ra mắt cậu khi cậu đã rút vào cố thủ một mình được một lúc thế còn cái thằng vô tích sự ấy giờ này làm sao chưa ở đồng về nó làm cái gì đồ đại nãn lão già hỏi nhìn quanh tìm heathcliff để tôi gọi tôi đáp cậu ta ở chuồng ngựa tôi chắc thế tôi đi gọi nhưng không thấy trả lời khi trở về tôi thì thầm với catherine rằng tôi dám chắc gã đã nghe thấy phần lớn những điều cô nói Tôi kể là đúng lúc cô đang phàn nàn về cách xử sự của anh trai cô đối với gã. Tôi thấy gã rời khỏi bếp như thế nào. Cô chồm dậy rất hốt hoảng, quẳng heo tên trên ghế tủ và chạy đi đích thân tìm bạn, không kịp suy xét xem tại sao mình lại cuốn lên như thế hoặc câu chuyện của cô có thể tác động đến gã như thế nào. Và cô vắng mặt lâu đến nỗi Joseph đề nghị là không chờ thêm nữa. Lão tinh quái đoán rằng họ lánh đi để khỏi phải nghe lời ban phước tràn gian đại hải của lão. Nhân danh họ, đêm ấy, lão thêm một khúc nguyện đặc biệt vào bài kinh cầu dài 15 phút trước bữa ăn và hắn đã gắn tiếp một đoạn nữa vào cuối. Nếu cô chủ nhỏ không chạy bổ vào hớt hải sai lão chạy nhanh xuống mạng cuối đường xem Heathcliff đang ở đâu, tìm cho ra và bắt gã trở về ngay tức khắc. Tôi cần nói, tôi phải nói chuyện với anh ta trước khi lên gác. Cô nói. Cổng mở toang, anh ta ở đâu đó ngoài tầm tai nghe vì anh ta không trả lời, mặc dù tôi gào to hết sức mình trên bãi nhốt súc vật. Thoạt đầu Joseph phản đối, nhưng cô quá nghiêm không cho phép cãi lại, và cuối cùng lão đội mũ lên đầu lẩm bẩm đi ra. Trong khi đó Catherine đi đi lại lại trên sân ca cẩm. Anh ta đi đâu không biết, anh ta có thể ở chỗ nào nhỉ? Tôi đã nói gì hả chị Nelly? Tôi quên mất rồi. Phải chăng anh ấy bực với thái độ cáo gắt của tôi lúc chiều? Trời ơi, chị hãy nói cho tôi biết tôi đã nói gì khiến anh ấy buồn. Tôi lại trời cho anh ấy về, tôi lại trời cho anh ấy về. Có gì đâu mà rộn lên thế? Tôi nói to, Tuy chính mình cũng không yên tâm. Chuyện vặt thế mà cô cũng sợ cứ cho là Heathcliff đi dạo ngắm trăng trên đồng hoang hay thậm chí đang hờn dỗi nằm trong kho chứa cỏ, không muốn nói chuyện với chúng ta, thì đó đâu phải là chuyện gì quan trọng khiến ta phải hốt hoảng. Tôi cam đoan là cậu ta đang ở lãng giảng đâu đó, để xem tôi có lùng ra cậu ta không nào. Tôi đi lùng sụp lần nữa và không có kết quả. Cuộc tìm kiếm của Joseph cũng kết thúc như vậy. Ôi giời, cái thằng danh con nung nung lang tang càng ngày càng đốn. Ló để cổng mở, mở toan ra, và con ngựa của cô Cathy đã dẫm nát hai luống đúa mì, rồi lại dấn qua, nhảy đại vào ruộng cỏ. Rồi thế nào, mai cậu chủ cũng na nối om sòm cho mà xem. Mà cậu ý làm thế là phải đấy. Hiện thân Đức kiên nhẫn, đối dững cái đồ bừa bãi bỉ ổi thế. Cậu ý chính hiện thân Đức kiên nhẫn, Cơ mà cậu ý sẽ không thế mãi được đâu Rồi các người xem Các người đừng có tự dưng tự nành Dồn cậu ý đầu đầu tiên đấy nhé Lão có tìm thấy Heathcliff không? Đồ con lừa Catherine ngắt lời Lão có đi tìm anh ấy như tôi bảo không? Tôi thà đi tìm con ngựa còn hơn Thế còn ý nghĩa còn có ní hơn đấy Nhưng mà tôi chẳng thể tìm ngựa Cũng như người trong một cái đêm như thế này đen kịt như trong cái ống khói. Heo clip thì đâu có phải cái thằng nghe thấy tôi huýt sáo một cái mà chạy đến. Xem ra mấy cô thì nó đỡ lặng tại hờn đấy. Đêm mùa hè như thế thì quá là tối thật. Những đám mây như muốn nổi sấm và tôi bảo tất cả cứ ngồi yên trong nhà thì hơn. Cơn mưa sắp tới chắc chắn sẽ khiến gã phải về nhà, không lôi thôi gì nữa tuy nhiên tôi không dỗ catherine yên tâm được cô cứ lang thang đi đi lại lại từ cổng trại đến cửa nhà trong một trạng thái kích động không sao bình tâm lại được cuối cùng cô cắm một vị trí cố định ở một mé đường gần đường cái tại đó bất chấp những giọt mưa lớn bắt đầu lợp bộp quanh mình cô cứ đứng lì thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi rồi lắng nghe và cuối cùng òa ra tiếng khóc không giấu giếm cô khóc còn dữ hơn cả heo tên hoặc bất kỳ đứa bé nào lên cơn hờn. Khoảng nửa đêm, khi chúng tôi vẫn còn thức, cơn giông đến lồng lộn ầm ầm trên đồi. Gió cuồng sấm dữ và không biết gió hay sét đã chẻ đôi một cái cây ở góc tòa nhà. Một cành cây lớn rơi ngang mái, đánh gục một phần ống khói đằng đông, làm đá và mồ hóng rơi rào rào xuống bếp. Hết thảy chúng tôi tưởng một luồng sét đánh vào giữa nhà, Joseph quỳ thập xuống xin Chúa nhớ đến các tù trưởng Noe và Lốt, và như trong thời xưa, hãy tha cho người chính trực trong khi trừng phạt kẻ vô đạo. Tôi láng mán cảm thấy hẳn đây là một phán quyết đối với chúng tôi. Và trong ý nghĩa của tôi, Jonas ở đây là cậu sơ và tôi lay quả đấm cửa hang hùm của cậu để chắc chắn là cậu đang còn sống. Cậu trả lời đủ nghe bằng một câu khiến lão đồng bạn của tôi càng gầm gừ to hơn rằng có thể phân biệt rõ ràng các vị thánh như lão ta với những kẻ có tội như cậu chủ. Nhưng cơn động trời qua đi trong vòng 20 phút, tất cả chúng tôi không ai việc gì, trừ Cathy bị ướt như chuột lột, vì một mực không chịu trú, cứ đứng không khăn không mũ, để tóc trần và quần áo mặc sức hứng mưa. Cô bước vào nhà, nằm lên chiếc ghế tủ, cứ ướt sủng như thế, hai tay che mặt quay vào lưng ghế. Chà, cô ơi, tôi kêu lên sờ vào vai cô. Cô cố tình muốn chết đó phải không? Cô có biết mấy giờ rồi không? 12 giờ rưỡi. Nào về giường ngủ đi thôi. Hoài công mà đợi cái thằng rồ dại ấy nữa làm gì? Chắc nó đi Gimmerton và giờ đây ở lại đó rồi. Nó đoán là khuya thế này hẳn chúng ta chẳng đợi nó nữa. Chí ít nó cũng đoán là chỉ có cậu Hidley thức và nó thà lánh đi còn hơn là để cậu chủ ra mở cửa đấy. Lão Joseph nói, Ồ không, không, nó đâu có ở Zimmerton. Nếu nó có nằm dưới đáy một cái hố bùn, tôi cũng chả nấy gì nằm nạ. Cái cơn nôi phòng này đâu phải bồng dưng mà nổi dậy. Và tôi muốn nói cô là phải liệu chừng đấy. Lần sau chắc là đến lượt cô đấy. Xin đội ơn trời vì tất cả. Mọi cái đều góp sức làm tốt lành cho mọi người. Được nọc tách ra khỏi đám rác rưởi ấy. Các người cũng biết kinh thánh đã nói gì rồi đấy. Sau đó, lão bắt đầu trích các văn bản khác nhau, quy chiếu đến những chương và những câu mà chúng tôi có thể tìm ra lời dẫn. Chú thích Noe và Lốt được Thượng Đế báo trước nạn Đại Hồng Thủy. Noe đóng sẵn con thuyền chở gia đình và các súc vật mỗi loại một cặp để bảo toàn giống nòi. Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, chương 6 Lốt, cháu Abraham cũng được Thượng Đế nhớ đến khi hủy diệt thành phố Sodom xấu xa đồi bại và báo cho ra khỏi đó trước lúc thực hiện sự trừng phạt. Riêng vợ Lốt, vì ngoái lại nhìn, bị biến thành một cột muối. Kinh Thánh, Sáng Thế Ký, chương 19 Jonas bị phạt vì trái lệnh chúa ba ngày đêm nằm trong bụng một con cá lớn. Kinh Thánh, Jonas, chương 1 Sau khi uổng công này nỉ, cô gái bướng bỉnh đứng dậy trút bỏ bộ quần áo ướt tôi bỏ mặt Joseph thuyết giáo và Cathy rung lập cập, bế heo tên về giường. Nó ngủ say như thể quanh nó ai nấy đều đã ngủ yên. Tôi nghe thấy Joseph sau đó còn đọc kinh một lát nữa rồi nhận ra bước chân chậm chạp của lão trên chiếc thang. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi xuống nhà muộn hơn thường lệ một chút, nhờ những tia mặt trời xuyên qua những kẻ nứt cửa chớp, tôi trông thấy cô Catherine vẫn ngồi nguyên cạnh lò sưởi Cửa ra vào chánh sảnh cũng mở, ánh sáng tràn vào từ những cửa sổ không đóng. Hadley đã ra khỏi phòng mình và đứng ở bếp, bơ phờ, ngái ngủ. Em đau như thế nào, Cathy? Khi tôi vào, cậu ta đang nói vậy. Trông em thẻo não như con chó chết đuối ấy. Tại sao em ủ rũ và tái nhợt ra thế hả em? Em bị ướt. Cô miễn cưỡng trả lời, và em lạnh có thế thôi trời ơi cô ấy ương bướng lắm tôi kêu lên khi nhận thấy cậu chủ khá điềm đạm cô ấy bị trận mưa tối hôm qua làm ướt sũng thế rồi ngồi suốt đêm tôi không tài nào bảo cô ấy động đậy được sơ nhìn chúng tôi ngạc nhiên suốt đêm à cậu nhắc lại cái gì khiến nó không ngủ chắc không phải vì sợ sấm chứ hết dông hàng mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì? Cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc đến sự vắng mặt của Heathcliff, chừng nào còn có thể giấu được, cho nên tôi trả lời là tôi không hiểu làm sao mà cô ấy lại dở chứng, ngồi thức suốt đêm như vậy. Còn cô thì chẳng nói gì. Buổi sáng mát lạnh, tôi kéo cửa sổ mắt cáo và lập tức căn phòng tràn ngập những mùi hương dịu ngọt từ giường bay vào. Nhưng Catherine gắt gỏng bảo tôi, Ellen, đóng cửa sổ lại, tôi đang rét chết người đây nè. già răng cô va vào nhau lập cập trong khi cô co ro sát lại gần hơn đống thang đã hầu tàn. nó ốm rồi. Hadley cầm cổ tay cô nói. tôi chắc gì thế mà nó không đi ngủ đấy quỷ tha ma bắt. tôi không muốn lại thấy có thêm tật bệnh đến làm phiền tôi ở đây nữa. nè mày ra mưa làm cái thá gì hả. Joseph quan quát lợi dụng lúc chúng tôi ngập ngừng để thọc cái lưỡi độc địa của lão giàu. Chạy theo dai như mọi khi chứ còn làm gì. Cậu chủ à, ví dư tôi là cậu, thì tôi cứ sập bén cửa vào mặt chúng, chả nôi thôi gì hết. Không ngày nào cậu đi vắng mà cái tên mèo được Ninton tên không nèn đến đây. Và cái cô Nelly này, con gái con đứa con mới hay hớm làm sao cố ý ngồi bên cạnh cậu về và hễ cậu vào cửa bên này thì thằng cha chuồn ra cửa bên kia rồi thì về phía mình cô tiểu thư của chúng ta cũng đi răng hoa đấy thật đức hạnh gớm sau 12 giờ đêm còn sậm sọt giữa đồng mít cái thằng quỷ sứ di gan dồ dại khốn kiếp hẹp clit. chúng nói tưởng tôi mù dưng mặt không tôi chả có mù tí nào đâu tôi lom thấy gã ninh tân cả nút đến lẫn nút về và tôi lom thấy cô đấy cô chả được tích sự gì đồ phù thủy bệnh thiểu dình ngóng và nao vào trong nhà báo tin ngay khi tiếng chân ngựa của cầu trụ lộp cộp trên đường im đi đồ nghe trộm Catherine kêu lên đừng có dở thói láo xược trước mặt ta hôm qua Edgar Linton tình cờ đến mà thôi anh Hadley và chính em bảo cậu ta về vì biết anh đang say hẳn không thích gặp cậu ta Nè Cathy, mày nói dối ranh lắm. Anh trai cô đáp, và mày là một con ngốc chết dẫm. Nhưng bây giờ thì thay kệ linh tên. Nói cho tao nghe, đêm qua mày có đi với Hellcliff không? Nói thật đi nào, mày không việc gì phải sợ làm hại nó, mặc dù tao vẫn ghét nó như mọi khi. Nhưng mới đây nó đã giúp tao một điều tốt, khiến lương tâm tao ngại ngùng không nở bẻ gãy cổ nó. Để ngăn chặn điều đó khỏi xảy ra, ngay sáng nay tao sẽ đuổi cổ nó đi và sau khi nó đi rồi ta khuyên tất cả mọi người hãy coi chừng ta sẽ chỉ càng dễ cáu bẩn với các người thôi đêm qua em không hề gặp heathcliff catherine đáp bắt đầu thổn thức đau đớn và nếu anh đuổi cậu ấy ra khỏi nhà thì em sẽ đi với cậu ấy thế nhưng anh chẳng còn cơ hội mà đuổi cậu ấy nữa đâu có lẽ cậu ấy đã đi mất rồi đến đây cô òa lên khóc không kiềm chế nổi nỗi buồn khổ và những câu sau nghẹn lại không thốt lên thành tiếng hai ly trút lên cô hàng tràn lời chửi rủa khinh bỉ và ra lệnh cho cô về phòng ngay kẻo rồi cô sẽ không phải vô cớ mặt khóc tôi ép cô nghe theo và tôi đã chứng kiến một cảnh không thể nào quên khi đưa cô về tới phòng cô lồng lộn làm tôi sợ chết khiếp tôi ngỡ cô đang hóa điên và tôi vang lại trưa chép chạy đi mời bác sĩ hiện tượng này chứng tỏ cô đã chớm mắc chứng sản loạn ông kenneth vừa thấy cô đã tuyên bố là cô lâm bệnh nguy kịch cô lên cơn sốt nóng bác sĩ chích máu cô và dặn tôi cho cô ăn nước sữa cháo loãng cẩn thận đừng để cô lao xuống thang gác hoặc ra ngoài cửa sổ rồi ông ta về vì ông có khá nhiều việc phải làm trong xứ đạo này nơi đây khoảng cách bình thường giữa nhà này nhà kia là hai ba dặm Mặc dù không thể nói là tôi là một kháng hộ mát tay mà Joseph cùng cậu chủ cũng chẳng hơn gì. Mặc dù bệnh nhân của chúng tôi ương ngạnh đến tột độ, nhưng cô vẫn qua khỏi. Nói đúng ra, bà Linton đã đến thăm chúng tôi nhiều lần, chấn chỉnh mọi thứ, quở trách và chỉ bảo cả lũ chúng tôi. Đến khi Catherine hồi phục, bà lại nài nỉ xin cô đưa sang Uptrash Coast an dưỡng, và bọn tôi rất biết ơn bà về sự giải thoát ấy nhưng bà già tội nghiệp thì có lý do để ân hận về lòng tốt của mình cả hai vợ chồng đều lây sốt và chết cách nhau ít ngày cô tiểu thư trở về với chúng tôi ngược ngạo hơn dễ cáu hơn và kiêu kỳ hơn bao giờ hết từ cái tối mưa dông sấm sét ấy không có tin gì về heathcliff cả và một hôm chẳng may cho tôi khi bị khiêu khích quá đáng tôi đã đổ tội tại cô cho nên heathcliff mới đi mất mà đúng thế thật như cô thừa biết. Từ đó trong mấy tháng, cô thôi không giao tiếp gì với tôi ngoại trừ trong quan hệ chủ tớ đơn thuần. Joseph cũng bị tẩy chay. Lão những muốn nghĩ sao nói vậy và lên lớp cô như đối với một đứa bé gái mà cô thì tự cho mình đã là người lớn là cô chủ của bọn tôi và nghĩ rằng trận ốm vừa rồi cho cô cái quyền đòi hỏi được đối xử ân cần với lại bác sĩ đã dặn không nên làm trái ý cô nhiều phải để cô được làm theo ý mình và dưới mắt cô bất kỳ ai dám đứng dậy phản đối cô cũng kể như phạm tội mưu sát cô cô né tránh cậu ân sơ cùng bạn bè cậu và anh trai cô được kenneth nhắc nhở lại sợ cô hay lên cơn sau những lúc nổi khùng nên đã để cô đòi gì được nấy và thường tránh làm trầm trọng thêm tính khí nóng như lửa của cô Cậu có phần quá dễ dãi, chiều theo những ý thích bất thường của em gái, không phải vì yêu thương mà vì sĩ diện. Cậu tha thiết muốn thấy em mình mang lại danh dự cho gia đình bằng một cuộc hôn phối với bên nhà Linton, và chừng nào cô để cậu yên thân thì tha hồ cho cô giày đạp bọn tôi như những tên nô lệ, cậu cũng bất cần. Edgar Linton, như muôn ngàn kẻ trước và sau cậu ta, thì mê mẩn cuồng si và cái hôm cậu đưa Catherine đến nhà thờ Trimerton 3 năm sau khi cha chết, cậu tin rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Tuy rất không muốn, nhưng bị dỗ dành mãi, tôi đành rời đồi gió hú theo cô sang đây. Bé Houghton đã gần 5 tuổi và tôi vừa mới bắt đầu dạy nó học chữ. Chúng tôi buồn bã chia tay nhau, nhưng nước mắt Catherine có sức mạnh hơn nước mắt chúng tôi khi tôi từ chối không chịu đi và cô thấy những lời khẩn cầu của cô không lay chuyển được tôi, tôi bèn đến than khóc với chồng mình và anh trai. Người chồng xin trả công tôi thật hậu hĩnh, còn người anh trai thì ra lệnh cho tôi cuốn gói. Cậu bảo là không cần có phụ nữ trong nhà khi mà giờ đây không có cô chủ. Còn heo tên, cha phó sẽ đảm trách nó tức thời. Và thế là tôi chỉ còn cách làm theo lệnh. Tôi bảo cậu chủ rằng cậu cứ rủ bỏ mọi người tử tế thì chỉ lụng bại mau hơn mà thôi. Tôi hôn từ biệt Helton, từ đó nó đã trở thành xa lạ với tôi và ngẫm cũng thật kỳ. Tôi tin chắc nó đã quên hoàn toàn mọi sự về Elendin, quên rằng nó đã từng là tất cả thế gian đối với cô ta cũng như cô ta đã là tất cả đối với nó. Kể đến đoạn này, bà quản gia tình cờ liếc về phía chiếc đồng hồ trên lò sưởi và sửng sốt thấy Kim Phúc đã chỉ một giờ rưỡi. Bà ác không chịu lưu lại thêm một giây nào nữa. Tình thật, chính tôi cũng có phần cảm thấy muốn hoãn nghe đoạn sau câu chuyện của bà. Và giờ đây, khi bà đã về nghỉ, còn tôi ngồi suy tưởng thêm hai tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ thu hết can đảm cũng để đi nghỉ, mặc dù đầu và chân tay ê ẩm, không muốn nhấc ê ẩm. Mà đầu cuộc đời ẩn sạch thế này mới thú vị chưa? bốn tuần đau đớn chăn trở và ốm dài ôi những cơn gió heo hút ấy và những khoảng trời miền bắc tê tái ấy và những con đường hiểm trở ấy và những ông thầy thuốc nông thôn lề mề ấy và ôi sự vắng thiếu diện mạo con người và tệ hơn cả là lời báo trước ghi gớm của kenneth rằng tôi đừng có hy vọng ra khỏi nhà trước mùa xuân ông clip vừa mới hạ cố đến thăm tôi cách đây khoảng bảy ngày ông ta gửi cho tôi một đôi gà cu đôi cuối cùng của mùa xuân. Đột tôi, ông ta đâu phải hoàn toàn vô can cho việc gây ra chật ốm này của tôi, và tôi rất muốn nói thẳng với ông điều đó. Xong than ôi, làm sao tôi có thể xúc phạm một người có đủ tư thiện để ngồi cả tiếng đồng hồ bên giường tôi, trò chuyện về một đầu đề khác ngoài những thuốc viên, thuốc uống, cao sán và đĩa để hút máu độc. Lúc này là một khoảng thời gian rất thoải mái, tôi còn quá yếu để đọc sách Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình có thể hưởng thụ một cái gì thú vị. Tại sao không kêu bà Điên lên kể nốt cho nghe câu chuyện gì? Tôi có thể ôn lại những sự kiện chính cho đến chỗ bà tạm dừng. Phải, tôi nhớ là nhân vật nam của bà đã bỏ đi và ba năm liền không có tin tức gì cả. Còn nhân vật nữ thì đã lấy chồng. Tôi sẽ sung chuông gọi, chắc bà ta sẽ mừng rỡ thấy tôi có thể chuyện trò vui vẻ. Bà Điên đến. Thưa ông, còn 20 phút nữa là đến giờ dùng thuốc, bà mở đâu? Bỏ chuyện ấy đi, bỏ đi, tôi đáp. Tôi muốn, bác sĩ bảo ông phải thôi dùng thuốc bột. Hết sức tán thành, đừng ngắt lời tôi. Bà hãy lại ngồi đây nào, đừng sợ mó vào cái dãy lọ thuốc đáng ấy. Lấy đồ đan ra khỏi túi, thế là được. Và bây giờ, bà kể tiếp câu chuyện ông hết clip đi. Từ quãng, bà để sợ chừng cho đến ngày nay. Ông ta có học hành đến nơi đến chốn ở lục địa châu Âu nên người hào hoa phong nhã trở về không? Hay ông ta được học bổng ở trường đại học? Hay trốn sang Mỹ và nên xanh nên xá bằng cách làm đổ máu đất nước sướng nuôi mình? Chú thích Ý nói đi lính đánh nhau trong cuộc chiến tranh độc lập của Mỹ Hay làm sầu mau hơn bằng cách cướp đường ngay trên đất Anh? Tất cả các nghề đó, ông ta có thể đã làm mỗi thứ một tí. Thuộc ông Lockheed, nhưng tôi không thể cam đoan gì về chuyện đó. Bận trước, tôi có nói rõ là tôi không biết ông ta đã làm kiếm tiền bằng cách nào, cũng chẳng hay ông ta đã dùng phương cách nào để nâng cao đầu óc mình lên, kéo nó khỏi cái vũng rốt, nát, mung muội mà nó đã chìm đắm xuống. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ kể theo cách riêng của tôi, vì nhờ nó có thể mua vui cho ông và không làm ông mệt. Sáng nay, ông có thấy đỡ hơn không? Đỡ nhiều. Thế thì tốt lắm tôi và cô Catherine sang ấp và thật là một điều ngạc nhiên, dễ chịu cho tôi. Cô ăn ở, cư xử bội phần khá hơn tôi dám mong đợi. Cô có vẻ mến yêu cậu Linton tới mức gần nhiều quá đáng. Thậm chí đối với em chồng, cô cũng tỏ ra rất yêu ái. Cả hai anh em đều rất chú ý lo cho cô được tiện nghi, nhất định là thế rồi. Không phải là cây gai uốn mình theo đám lá kim ngân, mà là đám lá kim ngân ôm ấp cây gai không có sự nhượng bộ lẫn nhau một đang đứng thẳng và đăng kia chịu nhường ai mà có thể xấu tính và cáu bẩn khi không hề gặp sự chống đối hay khờ khứng tôi nhận thấy cậu edgar rất sợ làm cô nổi nóng một nỗi sợ ăn sâu trong óc cậu có xấu điều đó nhưng hãy kẻ thấy tôi trả lời sẵn giọng hoặc trông thấy gia nhân nào khác xa sập mặt khi cô sai phái hống hách là cậu liền tỏ nỗi lo phiền bằng một cách cao mày có chịu mà nếu vì bản thân mình cậu ắt chẳng bao giờ để nó phủ bóng đen trên nét mặt. Hơn một lần, cậu đã nghiêm khắc trách cứ thói sức sược của tôi và cả quyết rằng một nhát sao cũng không thể làm cậu đau nhói hơn khi thấy người thương của mình phật ý. Để khỏi làm phiền học một ông chủ tốt như thế, tôi cố sao dẹp bớt tự ái và trong khoảng nửa năm, Mới thuốc súng nằm yên vô hại như cát vì không có mồi lửa nào dí sát vào làm cho nó nổ Catherine thỉnh thoảng có những thời kỳ mặt ủ mày trao và lặng lẽ. Chồng cô tôn trọng những cơn đó với một sự im lặng thông cảm. Cho đó là do một thay đổi về thể trạng gây nên bởi trận ốm nguy hiểm nọ. Vì trước kia cô chưa bao giờ mắc chứng suy sụp tinh thần. Khi dẹp mạo cô bực nắng trở lại, cô đón mừng cũng với bộ mặt rạng nắng. Tôi thì kỹ có thể khẳng định rằng họ đang thực sự có hạnh phúc sâu sắc ngày càng lớn. Hạnh phúc đó đã chấm dứt Thế đấy, suốt cuộc, người ta ai cũng phải vì bản thân mình. Có điều là người hiền dịu và đại lượng thì vị kỳ một cách chính đáng hơn kẻ kiêu kỳ hống hách. Hạnh phúc đó đã chấm dứt khi hoàn cảnh khiến cho mỗi bên đều cảm thấy lợi ích của người này không phải là mối quan tâm chủ yếu trong suy nghĩ của người kia. Một buổi tối rượu đầm tháng 9, tôi ở ngoài vườn về, mang theo một sổ nặng những trái táo vừa hái. Trời đã nhập nhọn và trăng nhòm qua bức tường cao trước sân khiến những khoảng bóng tối không định hình sập sình trong góc khõm nhiều bộ phận trồi ra của tòa nhà tôi đặt sổ trên bậc thềm nhà cạnh cửa vào bếp nấn ná đề nghỉ và hít thêm mấy hơi khí trời êm dịu ngọt ngào tôi đang nhìn chăng lưng quay về phía cổng thì nghe thấy tiếng người nói đằng sau có phải chị đấy không nelly đó là một giọng trầm âm sắc lạ lạ tuy nhiên có một cái gì trong cách phát âm tên tôi khiến nghe khóa quen quen Tôi sợ hãi, quay phát lại xem ai nói. Vì các cửa đều đóng và trước đó, khi lại gần bậc thềm, tôi không hề thấy ai. Có gì động đậy ở cổng và lại gần, tôi nhận ra một người đàn ông cao lớn, y phục sẫm màu, da mặt và tóc đều đen. Người đó dựa vào cạnh cổng và đặt tay lên then cửa như định tự mình mở lấy. Ai đấy nhỉ? Tôi nghĩ, cậu ơn so chăng? Ồ không, chẳng giống giọng cậu ấy chút nào. Tôi đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ, người đó lại nói trong khi tôi tiếp tục nhìn chân chân và suốt thời gian ấy mọi vật xung quanh đây đều im lìm như chết tôi không dám vào chị không quen tôi ư nhìn xem tôi đâu phải người lạ một tia trăng dọi vào nét mặt người khách đôi má tái xám với lớp tóc mai dài phủ đến nửa mày nhíu xuống mắt hõm sâu và khác thường tôi nhớ ra cặp mắt ấy sao tôi kêu lên phân vân không biết có nên coi anh ta là một người khách của cõi trần hay không và cái ngạc sơ hai tay lên trời sao cậu về đấy ư có thật cậu đấy không thật không phải hết clip đây anh ta trả lời mắt đang nhìn tôi bỗng ngước lên nhìn những cửa sổ phản chiếu hàng chục vầng trăng lấp lánh nhưng không thấy ánh lượt nào bên trong cả họ có nhạc không cô ấy đâu nelly chỉ có vẻ không vui chỉ không việc gì phải bối rối thế cô ấy có đây không nói đi Tôi cần nói một câu với cô ấy, cô chủ của chị ấy. Chị vào báo có người từ Jimerton đến muốn gặp cô. Cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Tôi kêu lên. Cô ấy sẽ làm gì? Bất ngờ thế này, đến tôi cũng bàng hoàng nữa là. Cô ấy đến loạn trí mất. Mà cậu đúng là hết clip thật. Nhưng có thay đổi? Không. Thật không sao kiểu nổi. Cậu có từng ở trong quân đội không? Đi đi. Chuyện lời nhắn của tôi đi nào. Anh ta sốt ruột ngắt lời. Tôi như ở địa ngục trực nào chị chưa làm việc đó giúp tôi. Anh ta nhấc then cửa và tôi đi vào. Nhưng khi đến cửa phòng khách, nơi vợ chồng cậu Linton đang ngồi chơi, tôi không tiến thêm nữa. Sau cùng, tôi quả quyết định mượn cớ hỏi xem cậu mợ có cần thắp nến không và tôi mở cửa. Họ cùng ngồi ở một cửa sổ có khu mắt cáo đẹp mờ ngả vào tường và qua đó có thể thấy bên kia hàng cây trong vườn và khu thảo viên xanh màu hoang dã là giải thung lũng Simiton với một vẻ xài sương mù ngọt mèo lên tới gần tình. Vì như ông hẳn đã để ý thấy, ngay quá nhà thờ một quãng rất ngắn, con lạch thoát nước từ các đầm lầy nhập vào một con suối chảy theo khúc quanh của con thung. Đồi gió cú nhô cao trên đám hơi lấp lánh ấy, ánh bạc đó. Nhưng không nhìn thấy được ngôi nhà cũ của chúng tôi, nó hơi thụ xuống ở mé bên kia. Cả căn phòng và hai người ngồi trong đó cả cái kết cảnh họ đang ngắm nhìn đều có vẻ thanh bình tuyệt vời. Tôi dàn lòng toan trốn tránh công việc được nhờ và trên thực tế, sau khi hỏi về việc thắp nến đã sắp đi khỏi không đả động gì đến chuyện ấy, thì một ý thức rồ dại su tôi quay lại và đó nhỏ. Thưa mợ, có người ở Jimmerton muốn gặp mợ. Người ấy muốn cái gì? Mợ in tên hỏi. Tôi không hỏi anh ta, tôi đáp. Thôi được, đóng xem lại, Nelly, cô nói. Và mang trà lên, tôi sẽ trở lại ngay. Cô rời phòng, Cậu Edgar vu tư hỏi ai đấy. Một người mà mỡ không ngờ tới tôi đáp. Cái gã hết clip. Chắc cậu còn nhớ gã chứ. Tôi cậu, trước ở nhà cậu, ơn so ấy mà. Sao? Tên Zigan, tên thật cây ấy à. Cậu kêu lên. Sao chị không nói vậy với Catherine? Im. Cậu chủ, cậu chớ nên gọi gã bằng cái tên ấy. Tôi nói. Mỡ nghe thấy ắt khổ tâm lắm đấy. Hồi gã bỏ đi, mỡ gật như tan nát cả tâm hồn. Tôi đoán sự trở về của gã sẽ là một ngày hội đối với mợ. Liên Tân bước tới một cửa sổ ở mé bên kia phòng trong xuống sân. Cậu mở chốt và cúi người ra ngoài. Tôi đối rằng họ đứng bên dưới vì thấy cậu lên. Đừng đứng đấy em yêu, đưa khách vào nhà nếu đó là người thân. thoáng sau tôi nghe thấy tiếng then cửa lách cách và Catherine chạy phù lên gác hồn hền, cuống cuồng, quá kích động đến nỗi không biểu lộ được niềm vui. Thật vậy, nhìn mặt cô, người ta dễ bề đoán là có một tai nạn khủng khiếp nào đó. Ôi Edgar, Edgar, cô hồn hển hai tay ôm trọn lấy cổ chồng. Ôi Edgar, anh yêu, hết clip đã về, anh ấy đã về. Và cô siết chặt thêm vòng tay, kỳ miết. Thôi nào, thôi nào, chồng cô bực sọc kêu lên. Đừng có vì thế mà làm tôi chết ngạt. Chứ bao giờ tôi nghĩ hắn ta là một kho báu kỳ diệu đến thế đấy. Không việc gì phải mê cuồng lên. Em biết mình không thích anh ấy. Cô đáp nén lại chút ít cường độ, niềm sung sướng của mình. Nhưng vì em, bây giờ hai người phải là bạn của nhau đấy. Em gọi anh ấy lên nhé. Lên ấy ấy à? Cậu nói. Vào phòng khách ư? Còn chỗ nào khác nữa? Cô hỏi. Nòm cậu có vẻ phật ý. Cậu gợi ý nhà bếp là chỗ thích hợp hơn cho anh ta. Mở Linh Tân nhìn cậu với một vẻ kỳ lạ. Nửa giận dữ, nửa cười xỉu sự khó tính của cậu. Không. Cô nói thêm sau một lát. Em không thể ngồi trong nhà bếp. Alan chỉ kê hai cái bàn ở đây, một cái cho cậu chủ và cô Isabella là giới quý tộc, cái kia cho tôi và Hết clip là đám hạ lưu. Thế có vừa ý mình không, hay là em phải đốt một lò sưởi ở chỗ khác? Nếu vậy thì mình hãy ra chỉ thị đi, em phải chạy xuống để in chí là cách của em còn đây. Em sợ niềm vui này quá lớn nên khó có thể là sự thực được. Cô sắp sửa lại lao đi, nhưng Edgar ngăn cô lại. Chị bảo anh ta lên đi, Cậu nói với tôi và Catherine, em hãy cứ vui vẻ, nhưng đừng có phi lý. Không cần cả cha phải chứng kiến cái cảnh em chào đón một gia nhân bỏ trốn như một người anh em ruột thịt. Tôi xuống và thấy hết clip. Đợi dưới cổng, rõ ràng anh ta đoán trước là mình sẽ được mời vào. Anh ta theo sự hướng dẫn của tôi, không phí phạm lời và tôi đưa anh vào ra mắt cậu mợ chủ. Má hai người đều đỏ bừng, chứng tỏ vừa to tiếng với nhau. Nhưng mặt đỡ chủ nhân sờ sỡ lên một tình cảm khác khi bạn cô xuất hiện ở cửa. Cô nhảy bổ tới, cầm cả hai tay anh ta, dẫn tới Linton, rồi cô nắm lấy những ngón tay miễn cứng của Linton, ấn vào tay anh ta. Lúc này, sẽ lửa lò sưởi và ánh sáng nến soi tỏ từng nét, tôi cạc nhiên hơn bao giờ hết thế sự thay đổi của Heathcliff. Anh ta đã thành một người cao lớn, cân đối như lực sĩ. Bên cạnh anh, cậu chủ tôi có vẻ rất mảnh rẻ và tựa như thiếu niên. Sáng đi thẳng đứng của Heathcliff, khiến ta nghĩ là anh đã từng ở quân đội. Về mặt anh với được nét sắn giỏi, cương quyết, rõ là già dặn hơn mặt cậu Clinton nhiều, nòm thục mình và không còn gì của sự thấp hèn tạo trước. Tuy nhiên, một vẻ khung tận, bán khai vẫn thấp thoáng nơi đôi mày bẹt vào cặp mắt đầy ánh lửa đen sậm như được kiềm chế lại. Thậm chí, công cách của anh ta còn đường hoàng là đằng khác, mất hết vẻ thô lỗ, mặc dù còn quá khắc khổ để tới mức xuyên dáng. Cậu chủ tôi cũng ngạc nhiên như tôi, hoặc có khi còn hơn nữa. Cậu sững sờ đến một phút, không biết xưng hô thế nào với kẻ mà lúc nãy cậu đã gọi là tiên thợ cày. Hết clip, buông bàn tay nhỏ nhắn và đứng nhìn cậu lạnh lùng, cho tới lúc cậu quyết định lên tiếng. Ông ngồi xuống, cuối cùng cậu nói, bà Clinton, vì kỷ niệm xưa, muốn tôi tiếp ông một cách thân mật và dĩ nhiên hệ điều gì làm nhà tôi vui lòng là tôi vừa ý và tôi cũng thế hết clip đáp đặc biệt nếu đó là một cái gì mà tôi có góp phần tôi sẽ sẵn sàng ở lại một hai tiếng hết clip ngồi xuống đối diện với catherine từ nãy vẫn dán mắt vào gã như sợ khẽ rời ra là gã sẽ biến mất vậy gã không ngước nhìn cô luôn luôn thỉnh thoảng một cái liếc nhanh là đủ nhưng mất cả mỗi lúc một thêm tự tin phản chiếu lại niềm khoái cảm không che xấu mà cả uống say sưa từ ánh nhìn của cô họ quá mải mê trong niềm vui chung nên chẳng còn bụng nào mà bối rối cậu edgar thì không thấy mặt cậu tái dần đi vì có chịu cảm giác ấy lên đến tột đỉnh khi người thương của cậu đứng dậy bước qua tấm thảm đến nắm lấy tay hết một lần nữa và cười như một kẻ mê cuồng Đến mai em sẽ tưởng đây là một giấc mơ mất thôi Cô kêu lên Em sẽ không thể tin rằng em đã trông thấy Sờ thấy và nói chuyện với anh một lần nữa Vậy mà hét đếp Tàn nhẫn kia Anh không xứng đáng được đón mực như thế này Ai lại đi mất tâm mất tích Biệt tin ba năm trời Và chẳng thèm nghĩ tới em bao giờ Cũng còn nhiều hơn cô nghĩ tới tôi Cả thì thầm Tôi có nghe tin về đám cưới của cô Katia. ạ Cách đây không lâu Và trong khi đợi ở dưới sân, tôi đã nghiền ngẫm kế hoạch này Thế mặt cô một cái thôi bắt gặp một cách nhìn kinh ngạc có lẽ thế và giả tàng vui thích sau đó tính sổ với hai rồi chặn tay phòng luật bằng cách tự xử lấy mình thái độ khoan hỉ chào đón của cô đã đánh bật những ý đó ra khỏi đầu tôi nhưng nếu lần sau gặp tôi mà cô có thái độ khác thì hãy coi chừng không cô sẽ không xua đẩy tôi đi khỏi một lần nữa cô thực sự ân hận về chuyện tôi phải không phải, cũng có lý do để ân hận đấy. Tôi đã vật lộn qua một cuộc sống đắng cay tủi nhục từ buổi nghe thấy tiếng cô lần cuối. Và cô nên tha thứ cho tôi. Bởi lẽ tôi vật lộn chỉ vì cô mà thôi. Catherine, xin mời cùng lại bàn, kèo trà nguội lạnh mất. Liên tân ngắt lời, cố giữ giọng bình thường và một thái độ lịch sự phải chăng. Ông Hedlip sẽ phải đi bộ một chặng đường dài dù ông chọn ở đâu đêm nay và anh thì đang khát cô chiếm vị trí trước bình hãm trà. Nghe chung gọi, cô Isabella cũng tới, sau khi đẩy ghế cho họ tôi ra khỏi phòng. Bữa ăn kéo dài chưa đẹp 10 phút, tách của Catherine để nguyên suốt bữa không rót trà. Cô chẳng ăn uống được gì. Edgar đánh đồ trà ra đĩa, hầu như không nút miếng thức ăn nào. Vì cách của họ không kéo dài buổi đến thăm tối đó quá một tiếng. Khi anh ta ra về, tôi hỏi anh ta có đến Jimmyton Không. Không tôi đến đồi sáu khú. Anh ta đáp, sáng nay khi tôi tới thăm, ông Ân đã mời tôi. Ông ơn so mời anh ta, và anh ta tới thăm ông ơn so. Tôi loay quay cấm nghĩ, đến đau cả đầu về câu nói đó sau khi anh ta đi. Phải chăng anh ta đã phần nào biến thành một kẻ giả dối và về vùng quê này để gây tai họa dưới một tấm mạng che? Tôi trầm ngâm. Tôi có một sự cảm ở tận đáy tim là giá anh ta cứ ở nơi khác còn hơn. Vào khoảng giữa đêm, tôi bị kéo ra khỏi sức đầu tiên bởi mợ liên tân lè vào buồn tôi, ngồi xuống bên giường và giật tóc đánh thức tôi. Em không ngủ được, Elena, ạ. Cô nói, theo lời cáo lỗi và em muốn có một sinh linh nào đó để bạn bầu trong niềm hạnh phúc của em. Edgar thì sỗi, bởi lẽ em vui vì một điều không hay ho gì với anh ấy. Anh ấy không chịu mở miệng, ngoại trừ để thốt ra những lời nhỏ nhen ngớ cẩn. Edgar cả quyết là em vừa ác vừa ích kỷ vì cứ muốn nói chuyện khi anh ấy ốm và buồn ngủ đến thế. Anh ấy bao giờ cũng đập bệnh khi khơi trái ý một tí. Em mới nói mấy câu khen hét clip Thế là anh ấy hoặc vì một cơn đau đầu hoặc vì nhói lên ghen tức bắt đầu khóc cho nên em đứng dậy và để mặc anh ấy. Ken clip với cậu ấy để làm cái gì chứ? Tôi đáp, hồi còn nhỏ, hai người đã kết nhau và clip ắt cũng khó chịu y như thế nếu nghe ai khen cậu nhà đó là bản tính con người hãy để cậu liên thân yên không phải khen gì về anh ta trừ phi cô muốn có một cuộc xung đột công khai giữa hai người nhưng chẳng phải cái đó chứng tỏ anh ấy rất kém hay sao cô nói tiếp em thì chẳng có tính khen kết em không bao giờ cảm thấy vật ý trước mái tóc vàng rực rỡ của Isabella và nước da trắng của cô ấy trước vẻ lịch sự thanh nhã của cô và sự yêu quý chiều chuộng mà cả nhà bày tỏ với cô cả chị nữa nelly nên thi thoảng hai đứa em có cãi cọ là chị lập tức bênh isabella và em liền nhượng bộ như một bà mẹ ngốc nghếch em liền gọi cô ấy là em yêu quý và phình cho cô vui vẻ anh trai cô hài lòng khi thấy chúng em thân ái thế là em hài lòng song họ rất giống nhau họ là những đứa trẻ được nuôi chiều và tưởng rằng thế giới được tạo nên theo ý thích của mình tuy em chiều cả hai em vẫn cứ nghĩ là dù sao một sự trừng phạt ra trò có thể sẽ làm họ khá lên. Mợ Linh Tân, mợ làm rồi, tôi nói. Họ chiều mợ thì có. Tôi biết sẽ xảy ra sự gì nếu họ không làm thế. Mợ rất có thể chiều những ý thích khoáng qua của họ, chừng hào phận sự của họ là đón chúc mọi ước muốn của mợ. Nhưng cuối cùng, các người có thể bất hòa vì một cái gì đó gây hậu quả ngang nhau cho cả đôi bên. Và bây giờ, những người mợ gọi là kém đó rất có thể sẽ ngoan cố y như mợ đấy. Và rồi thì chúng tôi sẽ đấu nhau đến chết, phải không chị Nelly? Cô cười đáp, không, tôi nói cho chị biết, tôi tin tưởng ở tình yêu của Linton, đến nỗi tôi chắc rằng dù tôi có thể giết cậu, cậu cũng không muốn trả đũa tôi. Tôi bèn khuyên cô ấy càng nên quý trọng cậu hơn vì tình yêu đó. Có chứ, cô đáp, nhưng cậu ấy không cần gì phải dùng đến những cái trò tỉ ti khóc vì những chuyện phạt làm thế thật trẻ con và thay vì tan chảy thành nước mắt khi nghe tôi báo rằng Hedlip bây giờ đáng được mọi người kính trọng rằng nghề hào hoa nhất phục này ắt cũng lấy làm vinh sự được là bạn của anh ta đáng ra Linton phải nói đến lên điều đó thay tôi và sung sướng với đồng cảm mới đúng chứ cậu phải làm sao quen với anh ta và thậm chí có thể thích anh ta nữa chứ xét vì Hedlip rất có lý do để không thích cậu tôi dám chắc anh ấy xử sự thế là rất tốt đấy. Cô nghĩ thế nào về việc anh ta đến đồi gió hú? Tôi hỏi, xe vẻ anh ta đã được cải tạo về mọi mặt, hoàn toàn là một người cơ đốc sáo, chờ bàn tay bằng hiểu, đúng đắn cho các kẻ thù khắp xung quanh. Anh ấy đã giải thích chuyện đó, cô đáp. Em cũng lấy làm lạ cho chị. Anh ấy nói là anh ấy đến định hỏi chị tin tức về em. Vì đồn rằng chị hãy còn ở đấy. Sau khi được Joseph báo, Heidi ra hỏi bế nay anh đã làm gì sống ra sao và cuối cùng mời vào nhà chơi có mấy người đang ngồi đánh bài hết nhập bọn ông anh trai em thu anh ấy ít tiền và thấy anh trưởng vốn bèn đề nghị anh tối lại đến anh nhận lời Halley vốn quá ẩu đâu có biết thận trọng chọn người quen biết anh chả biết bận tâm suy nghĩ về những nguyên nhân khả dĩ khiến anh nên nghĩ nghi ngại một kẻ đã từng bị mình xúc phạm một cách đê tiện nhưng hết khẳng định lý do chính khiến anh nối lại quan hệ với người hành hạ anh xưa kia chỉ là lòng ước muốn được ở cố định một nơi gần ấp có thể đi bộ đến và nỗi gắn bó với ngôi nhà hai chúng tôi đã từng ở chung đồng thời hét clip hy vọng rằng như thế em sẽ có nhiều cơ hội gặp anh ấy hơn là nếu anh định cư ở jimmyton anh sẵn sàng trả khẩu để được ở đồi và chắc chắn là lòng hám tiền ắt thúc đẩy ông anh cha em chấp nhận những điều kiện ấy Haley bao giờ cũng than, tui, than tiền, mặc dù tay này vơ được chút gì thì tay kia lại tung hê đi sạch. Thật là một cái chỗ đẹp đẽ hay khớm cho một người trai trẻ chọn lạp nơi cư trú. Tôi nói, mà có sợ hậu quả không? Mở liên tên. Em chẳng sợ gì cho anh bạn em, cô đáp. Cái đầu cứng rắn, khỏe mạnh của Headlip sẽ bảo đảm an toàn cho anh. Em chỉ hơi sợ cho Haley Xong về mặt tinh thần thì muốn sao cũng chẳng thể làm anh xa suốt hơn bây giờ. Còn về thể xác thì em sẽ làm lá chắn cho anh. Sự kiện tối nay đã hòa hợp em lại với Thượng Đế và cả nhân loại. Trước đây em đã phẫn nộ, nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Ôi, em đã phải chịu đựng nỗi khốn khổ vô cùng, vô cùng cay đắng. Chị ạ, nếu con người kia biết được nỗi niềm cay đắng biết trực nào, anh ấy ắt phải lấy làm xấu hổ vì đã nỡ hờn dỗi vu vơ, làm vần đục cái phút chấm dứt cực hình đó. Chính vì thương anh ấy mà em đã chịu đựng một mình. Nếu em nói ra nỗi đau đớn, em thường xuyên cảm thấy hẳn anh ấy đã cầu ước sốt sáng không kém gì em sao cho nó vợi nhẹ đi. Dù sao thì nó cũng chấm dứt rồi và em sẽ không trả thù sự vô lý nực cười của anh làm gì. Sau đây em có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Nếu kẻ hèn hạ nhất trên đời tát vào má em, không những em sẽ chìa nốt má kia mà còn xin lỗi vì đã gây nên chuyện là lần khác và để chứng minh em sẽ đi làm lành với Edgar ngay tức cách đây. Chúc ngủ ngon, em là một thiên thần. Trong niềm sắc tín đầy tựa mãn ấy, cô đi khỏi và thành công trong thực hiện quyết định của cô thật thiệt nhiên vào ngày hôm sau. Cậu liên tân, không những hứa, thôi không cao có, tuy nhiệt tình của cậu dược như vẫn còn bị nén lại bởi sự sôi nổi tràn trề của Catherine, mà còn tuyệt đối không dám phản đối gì khi cô rủ Isabella cùng sang. Đổi gió khú vào buổi chiều. Và để đáp lại, cô đã thường cả một mùa nồng ấm, những dịu dàng, thương mến, khiến cho cô nhà trở thành thiên đường trong nhiều ngày. Cả cậu chủ lẫn xa nhân đều được hưởng ánh nắng hàng xuyên. Hết clip, về sau này, tôi sẽ phải gọi là ông Hết clip. Thoạt đầu sử dụng quyền tự do đến chơi ở ấp Grass Cross một cách thận trọng. Y có vẻ như đang ước tính xem chủ nhân sẽ chịu đựng sự đột nhập của mình đến mức nào cả Catherine cũng sẽ thấy nên giữ ở mức vừa phải những biểu lộ vui thích khi tiếp y và y dần dần xác lập quyền của mình là cách được chờ đợi. Y còn giữ phần lớn, tính kín đáo, vốn là nét đặc biệt của y từ thời niên thiếu và nhờ đó kiềm chế được mọi biểu lộ tình cảm bộc phát. Tâm trạng bực bội của cậu chủ tôi lắng dịu đi một đợt và những hoàn cảnh tiếp theo đã lái nó sang một dòng khác trong một thời gian cái nguồn phiền muộn mới của cậu phát sinh từ một bất hạnh không dự kiến trước được. Isabella đột nhiên bị người khác bất tác sĩ, nọ, hấp dẫn không sao cứu nổi. Hồi ấy, cô là một tiểu thư 18 tuổi duyên dáng, cô cách còn trẻ con, tuy trí tuệ sắc sảo, tình cảm sắc bén, và một tính khí cũng sắc cạnh nếu bị chọc tức. Anh trai cô vốn yêu em đầm thắm, thất kinh lên trước sự ưa thích quái đản ấy, cho nó đến sự ô danh của một cuộc hôn phối với một gã đàn ông không có họ và khả năng là tài sản của cậu do thiếu người thừa kế nam có thể rơi vào tay một kẻ như vậy. Cậu có đủ sáng suốt để hiểu ý định của Hedlip, để biết rằng tuy bề ngoài y có thay đổi nhưng đầu óc y không hề đổi thay và không thể đổi thay được. Chú thích là trẻ bắt được Hedlip chỉ được đặt cho một cái tên để gọi không mang họ gì cả. Đối với xã hội cũ, đó là dấu hiệu của sự hèn đẳng và cậu sợ cái đầu óc ấy nó khiến cậu kê tởm linh tính cậu rụt lại trước ý nghĩ phải trao Isabella vào tay y cậu hẳn sẽ còn rụt lại hơn nữa nếu biết rằng tự cô em đem lòng quyến luyến cười vào một nơi mà nó không mảy may đánh thức được chút tình cảm đáp lại nào vì ngay lúc phát hiện ra sự mê mẩn của em gái cô đã đổ tại dụng ý quyến rũ của Hedlip. trong một thời gian tất cả chúng tôi đều nhận thấy cô Linton cứ buồn phiền, mọt mỏi đi vì một chuyện gì. Cô trở nên cáu có, sách nhũ, cắt cổng và trêu chọc Catherine liên tục, đe dọa làm kiệt cùng đức kiên nhẫn vốn đã hạn chế của bà chị sâu. Bọn tôi bỏ qua cho cô đến mức độ nào vì chiếu cố đến sức khỏe kém của cô. Cô gầy mòn, hiếu hon đi ngay trước mắt chúng tôi. Nhưng một hôm, khi cô đặc biệt quá quắt, không chịu ăn sáng, phàn hàn rằng đám đầy tớ không làm theo lời cô dặn, rằng mợ chủ không để cho cô được là cái gì trong nhà này và Edgar bỏ mặc cô. Rằng cô bị cảm vì cửa đẹp mở toan và chúng tôi cố tình để lò sữa ở phòng khách tắt ngấm nhằm chọc tức cô. Cùng với hàng trăm lời kết tội vớ vẩn khác, mợ Linh Tân đã cương quyết bắt cô đi nằm và sau khi bắn cô một trận tiên thân, dọa sẽ cho đi gọi bác sĩ. Nghe nhắc đến tên Kenneth, cô lập tức kêu lên rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có sự cay nghiệt của catherine làm cô khổ sở mà thôi làm sao cô có thể bảo tôi cay nghiệt cô gái được ngu chiều hư thân kia mà chủ kêu lên ngạc nhiên vì lời khẳng định vô lý chắc chắn cô đang mất trí rồi tôi đã cay nghiệt lúc nào nói tôi nghe thử coi hôm qua Isabella nức nở và bây giờ hôm qua chị Sô của cô nói lúc nào khi chúng ta đi dạo dọc cánh đồng hoang ấy chỉ bảo em đi loang quang, đâu tùy thích trong khi chị nhợt nhơ với ông Hedlip và cô hiểu như vậy là cay nghiệt. Catherine vừa nói vừa cười, cái đó đâu có ngụ ý rằng sự có mặt của cô là thừa. Chúng tôi không quan tâm đến chuyện cô có ở bên chúng tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò Hedlip ắt chẳng có gì thú vị với tai cô. Ồ, không phải, cô gái khóc lóc, chỉ muốn em đi khỏi vì chị biết em thích ở đấy. Cô ấy có tình trí không nhỉ? Mở linh tên, quay sang tôi hỏi. Tôi sẽ nhắc lại từng lời, từng chữ câu chuyện chúng tôi đã nói với nhau. Isabella và cô hãy chỉ ra xem nó có gì khiến cô mê thích được. Em bất cần câu chuyện. Cô đáp, em cần ở bên. Thôi được Catherine nói. Nhận thấy Isabella ngập ngừng, không muốn nói hết câu. Bên cạnh ông ấy, và tôi không muốn bao giờ cũng bị đuổi đi. Cô nói tiếp, máu bốc lên. Chỉ là con chó độc chiếm máng ăn cật thì chị không muốn ai được yên ngoại trừ bản thân chị. Cô là một con kỳ con láo sược. Mợ Linton kinh ngạc thốt lên, nhưng tôi không thể tin là cô lại ngu ngốc đến thế. Có thể nào cô lại thèm khát sự ngưỡng mộ của hết tiếp được. Cô lại coi anh ấy là một người dễ thương được. Tôi hy vọng là tôi đã hiểu lầm cô, phải không Isabella? Không, chị không hiểu lầm đâu. Cô gái CB nói, tôi yêu ông ấy hơn chị từng yêu anh Edgar bao giờ hết. Vì ông ấy cũng có thể yêu tôi nếu chị để mặc ông ấy. Nếu vậy thì có cho tôi cả một vương quốc tôi cũng chẳng muốn ở địa vị cô. Catherine sẵn giọng tuyên bố và xem xa cô nói thành thật. Nelly, chị hãy giúp chúng tôi mở mắt cho cô ấy thấy bình điên. Hãy nói cho cô biết Hedlip là người thế nào, một kẻ không được khai khóa, không chút kinh tế, không được phun trồng, một miếng đất hoang khô cằn thuần những đá ba san và kim tước. Tôi chẳng lọc nào thả chú hoàng yến nhỏ bé này ra thảo viên và một cái ngày mùa đông cũng như không thể khuyên cô trao trái tim cho anh ta em bé ạ à, chính sự ngốc nghếch đáng thương do không biết tính cách anh ta chứ không phải gì khác đã khiến điều mơ ước ấy nhiễm vào đầu em xin em đừng có tưởng anh ta số những bề sâu yêu thương và hảo tâm bên dưới một vẻ bề ngoài nghiêm khắc anh ta đâu phải là một viên kim cương thô, đâu phải một con người chỉ cục mịch ở bề ngoài như cái vỏ chai xù xì trong chiếc hạt ngọc. Anh ta là một kẻ đàn ông dữ tợn, nhẫn tâm như loài sói. Chỉ có bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ yên thân, vì làm hại chúng là không đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng yên vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Và anh ta sẽ biến nát em như một quả trứng chim sẻ. Isabella ạ, à, nếu thấy em là một gánh nặng phiền phức, chỉ biết anh ấy không thể yêu một người thuộc gia đình liên Tuy nhiên, anh hoàn toàn có đủ dã tâm để cưới gia sản của em và những triển vọng của em. Ở anh ta, sự biển lận đang thành một thói thâm căn cố đế. Đấy là chân dung anh ấy dưới mắt chị, mà chị thì là bạn thân của anh ấy. Thân đến mức, nếu anh ấy thật sự định bắt em như một con mồi, có lẽ chị cũng sẽ ngậm miệng và để em rơi vào bẫy. Cô Linton nhìn chị sâu, vẻ bất bình, xấu hổ, xấu hổ thay, cô giận dữ nhắc lại chỉ còn tệ hơn hai chục kẻ thù chỉ là loại bạn phun nọc độc. à, vậy chứ em không tin chị ư? Catherine nói. em từ chị nói vậy là do tính ích kỷ, hiểm ác chăng? tôi chắc chắn thế, Isabella vặt lại và tôi cướm cái mặt chị. tốt thôi, Catherine kêu lên. thì cứ đích thân thử xem nếu cô muốn thế, tôi đã nói hết lẽ và chịu thua sự hỗn hào ngang ngược của cô rồi đấy và tôi phải đau khổ vì thói tự coi mình là nhất của chị ta. Cô nức nở khi mở linh tên rời khỏi phòng. Tất cả, tất cả đều chống lại tôi. Chị ta đã thui chột niềm an ủi suy nhất của tôi. Nhưng chị ấy đã nói bậy, phải không? Ông Hedlip đâu phải là một con quỷ. Ông có một tâm hồn ngay thẳng, một tâm hồn chân chính. Nếu không, sao ông ấy lại nhớ đến chị ấy? Hãy trục xuất anh ta ra khỏi ý nghĩ của mình, cô ạ, à, tôi nói. Anh ta là con chim báo, điềm gở đâu phải người làm bạn đời với cô được. Mợ Linh Tơn nói, có mạnh lời, xong tôi không thể phản đối mợ ấy. Mợ ấy biết lòng dạ anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác. Và mợ ấy chả đời nào mô tả anh ta xấu hơn trong thực tế. Những người trung thực không che xấu việc làm của mình. Anh ta đã sống như thế nào? Đã làm giàu bằng cách nào? Tại sao lại ở đồi xấu hú, nhà của một người mà anh ta kết cây ghét đắng? Nghe nói cậu ơn sơ, ngày càng đổ đốn từ khi anh ta đến họ cứ liên miên thức suốt đêm với nhau và cậu hai đã vay vào tiền đất đai của mình chẳng làm gì cả ngoài cờ bạc rượu chè mới cách đây một tuần thôi tôi nghe nói chính joseph kể với tôi tôi gặp lão ta ở gimmerton nelly này lão nói chỗ chúng tôi khéo sắp phải có nhẹm sĩ quan đến điều tra mất thôi chú thích nghiệm tử quan, phiên chức ở quận, huyện hoặc thị xã có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân, khám nghiệm tử thi những người chết vì tai nạn hoặc do bạo hành. Một trong hai người xít nữa đứt con tay vì kéo tay một người kia cho khỏi bị xiên dư xiên táo. Đấy là cậu chủ, cô còn lạ gì? Dứt định cậu ý rồi đến ra tòa đe hình mất. Cậu ý chả sợ gì ghế các quan tòa, không sợ cả thánh Pôn, thánh Pierre không, thánh Sang cũng không, Thánh Matthew cũng không nốt, chẳng sợ ai hết trơn. Cái cậu chủ ý, cậu ý rất muốn, cậu ý còn khao khát nữa là đằng khác, được vinh cái mặt dày thách thức các vị. Và cái gã hét hào hớn mới nà của kiếm chứa nhị. Hắn ta có thể sẹo mồm ra cười sư bất cứ ai khi nghe một câu đùa cợt rất chi nà ma quỷ. Khi hắn đến ấp, hắn có bao trừ lói gì về đời sống phè phỡn của hắn giữa đám chúng tôi không? Cùng cách hắn dư thế lầy lầy. Ngủ đến lúc nặn mặt trời mới dậy, xúc sắc xúc xẻ lầy, rượu mạnh lầy, đóng cửa chấp lại và thắp lến đến tận trưa ngày hôm sau. Rồi thì tên điên ý về buồn vừa đi vừa văng tục văng rác ẩm ý, làm dưỡng người tử tế phải bịt nỗ tai vì rất xấu hổ. Và cái cha New Manh Ý mới giỏi đếm tiền chứ. Hắn ăn, hắn ngủ chán, rồi hắn sang hàng xóm nói chuyện tào nao mấy vợ người ta. cố xin thể lào, hắn trả lói cho cô lương Catherine biết vàng bạc của cha cô chạy vào túi hắn sư thế lào. Với lại, con sai ông cụ phóng ngựa xuống đường, cánh nhớn trong khi hắn chạy bay ra mở thanh chắn để đón cậu ý. Thế đấy, colin Linton Joseph là một lão già ba que, nhưng không phải là kẻ đặt điều nói dối. Và nếu như lời lão kể về hành vi của Hedlip là đúng sự thật, hẳn cô chẳng bao giờ kỹ đến chuyện muốn lấy anh ta làm chồng chứ. Chị cũng về hùa với những người khác. Ellen, cô đáp, tôi chẳng nghe những lời xuyên tạc của các người đâu. Các người rõ thật là nham hiệp nên mới mong muốn làm cho tôi tin rằng trên đời này không có hạnh phúc. Liệu nếu đẹp mặt, cô có vượt qua nổi cái say mê nhất thời đó không hay vẫn kiên trì nuôi dưỡng nó tôi không dám nói chắc cô chẳng có mấy thời giờ để suy nghĩ ngày hôm sau có một phiên họp tòa án ở tỉnh bên cậu chủ tôi phải đến dự và ông hedlip biết cậu đi vắng đến sớm hơn thường lệ catherine và isabella đang ngồi trong thư viện vẫn giận nhau nhưng đều im lặng Của em chồng thì khoảng vì sự hớ hênh của mình đã để lộ những tình cảm sâu kín cho một cơn nổi nóng thoáng qua bà chị sâu xét cho kỹ quả có Phật lòng với cô em và núc cười sự sức sửa của cô lần nữa thì cũng chẳng muốn biến nó thành trò cười đối với mình. Mở cười thật khi trông thấy hét đi qua cửa sổ. Tôi đang quét đỏ sưởi và tôi nhận thấy một nụ cười tinh quái trên môi mợ. Isabella, mải suy nghĩ hoặc mải đọc sách vẫn ngồi yên cho đến khi cửa mở và bây giờ thì đã quá muộn, không lật đi được. Điều mà cô ắt vui lòng làm nếu có hoàn cảnh. Phải đấy, anh vào đi. Mà chủ tôi vui vẻ thốt lên, kéo một chiếc ghế lại gần lò sưởi. Đây có hai người đang cần người thứ ba để làm tan giá giữa đôi bên. Và anh chỉ là người mà cả hai chúng tôi tất đều ưng chọn. Hết đếp. Cuối cùng, tôi lấy làm kiêu hãnh có thể cho anh thấy một người mê mẩn anh hơn tôi. Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy khoái chí Không, không phải đi đâu. Đừng có nhìn chị ta, cô em chồng tội nghiệp của tôi đây đang tan nát lòng chỉ vì chiêm ngưỡng cái đẹp thể xác và tinh thần của anh. Việc trở thành em rể Edgar nằm trong tầm tay của anh đó. Không, không Isabella, cô không nên chạy trốn làm gì, mở nói tiếp. Già đùa cờ giữ cô gái mắc cỡ lúc này đã giận dữ đứng dậy. Chúng tôi đã cãi nhau như chó với mèo về anh, hết liếp ạ, à, và tôi đã thua đứt về những lời sùng kính, ngưỡng mộ. Hơn nữa, tôi được biết rằng chỉ cần tôi biết điều né ra được ngăn cản thì kẻ tình địch của tôi như cô sẵn sàng tự nhận là thế. Hẳn sẽ bắn một mũi tên vào tâm hồn anh, mãi mãi an bài phận anh và chôn vùi hình ảnh của tôi vào lãng quên vĩnh viễn, viễn. Catherine, Isabella nói, lấy hết vẻ đường hoàng, không thèm vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Đúng ra tôi phải cảm ơn chị đã bám chắc sự thật và không xuyên tạc lời tôi, ngay cả trong đùa sỡn. Hết lip, xin ông đạm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ta quên mất ông và tôi chứ không phải là người quen thân thiết và điều làm chị ta vui thích lại khiến tôi đau đớn hết chỗ nói. Thấy người khách không trả lời gì mà chỉ ngồi xuống ghế và có vẻ hoàn toàn sừng sưng với bất kể tình cảm gì cô ấp ủ đối với ông ta. Cô quay lại, thì thào khẩn thiết kêu gọi kẻ hành hạ cô tha cho mình. Không lần nào, mà Linh Tân lớn tiếng trả lời, Tôi không muốn lại bị coi là con chó độc chiếm máng ăn. Cô phải ở lại. Thế nào hét clip. Tại sao anh cũng tỏ ra hài lòng khi nghe tôi nói chữ tin mừng ấy? Isabella thề rằng tình yêu của Edgar dành cho tôi chẳng nghĩa lý gì so với tình yêu cô hiến cho anh. Tôi dám chắc cô ấy đã nói đại loại như thế, phải không, Ellen nhỉ? Và cô ấy đã nhịn nói từ sau cuộc đi dạo ngày hôm kia vì khổ não, vì tức tối đã xua cô đi không để cô ở bên anh cho rằng làm thế là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là Cathy đã nói ngược ý cô ấy. Hedlip nói, xoay ghế lại đối mặt với họ. Dù sao đi nữa, lúc này cô ấy cũng muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi. Và ông ta chằm chằm nhìn xiết vào đối tượng câu nói của mình như nhìn một con quái vật gớm ghiếc. Một con gì chăm chân từ Ấn Độ chẳng hạn, mà mặc dù kia tởm, người ta vẫn tò mò muốn xem cho kỹ, cô gái bé bỏng tội nghiệp không thể chịu đựng được cái nhìn đó mặt cô liên tiếp hết trắng bợt ra lại đỏ rửa lên và nước mắt long lanh đầu mi cô dáng hết sức vận dụng những ngón tay nhỏ bé gỡ bàn tay nắm chắc như kìm của catherine rồi thấy rằng cứ bẩy được một ngón lên ngón khác lại khúp xuống liền và không thể gỡ tất cả ra cùng một lúc cô bèn dùng đến móng tay sắc nhọn làm tay kẻ tóm giữ cô lập tức được tô điểm bằng những hoa văn đỏ hình trăng lưới liềm thật là một con hổ cái mà linh kêu lên, buông cô ra và giãy tay vì đau. vì chúa hãy đi đi và số cái mặt lăng loàn của cô vào đâu thì xấu. gió thật dại đem phô bóng phút với anh ấy. cô có thể tưởng tượng anh ấy sẽ rút ra những kết luận như thế nào không? nhìn xem, hatlip, đây là những công cụ sẽ hành hình anh liều hồn hai con mắt của anh đấy. tôi sẽ bẻ méo chúng khỏi ngón tay cô ta nếu chúng đe dọa tôi. ông ta thô bạo trả lời khi cánh cửa đã đóng lại đằng sau cô. Nhưng Cathy trêu chọc cô ta, cách ấy nghĩa là thế nào? Cathy không nói thật đấy chứ. Em cầm đoàn với anh là em nói thật. Mợ đáp, có bé chết mê chết mệt với anh từ mấy tuần nay. Sáng này lại đùng đùng lên vì anh và tuôn ra hàng tràng lời chửi rủa như mưa lũ vì em phơi trần những khuyết điểm của anh nhằm giảm bớt lòng tôn sùng của nó. Nhưng thôi, đừng để ý đến chuyện đó nữa. Em chỉ muốn trừng phạt sự khốn láo của nó. Thế thôi, hết clip thân yêu ạ. À. Em rất mến thích con bé Nên không để anh hoàn toàn nắm bắt Và nhai ngũ ghiến nó đâu Còn tôi thì chả thích nó tí nào Nên không hơi đâu mà thử làm việc ấy Ông ta nói Ngoại trừ theo một cách rất ma quái Nếu tôi sống một mình với cô gái sướt mướt Mặc bạch xa như sáp ấy Cả thì sẽ được nghe những chuyện kỳ lạ Bình thường nhất thì cũng là Vẽ lên sắc trắng của bộ mặt ấy Những màu của cầu vồng Và hàng ngày hoặc hai ngày một lần biến cặp mắt xanh của nó thành đen bầm. Chúng sống mắt liên một cách đáng kết. Một cách đáng yêu, Catherine nhận xét, đó là những con mắt bồ câu, những con mắt thiên thần. Cô ta sau này sẽ thừa kế tài sản của anh trai phải không? Ông ta hỏi, sau một thoáng im lặng. Nếu phải nghĩ vậy, thì em thật ân hận. Người bạn gái của ông ta đáp, lại trời, em đẻ được nửa tá con trai thì sẽ xóa bỏ danh vị đó của cô ta. Bây giờ, anh đừng bận trí với đề tài ấy làm gì. Anh quá dễ thẹp muốn của cải của người láng giềng của anh đấy. Nên nhớ rằng, của cải người láng giềng ấy là của em. Nếu nó là của tôi, thì cũng vẫn là của Cathy thôi. Có khác gì, Hedlip nói. Nhưng dù Isabella có ngớ ngẩn, cô ta cũng chả đến nỗi điên. Tóm lại, ta cho qua vấn đề như Cathy đã bảo họ cho qua vấn đề khỏi đầu lưỡi. Riêng Catherine thì có thể là gạt luôn khỏi tư tưởng. Còn người kia, tôi cảm thấy chắc chắn là ông ta còn nhớ đến nó luôn trong suốt buổi tối hôm ấy. Tôi thấy ông ta mỉm cười một mình, cười gần thì đúng hơn, và cái mở linh tên ra khỏi phòng là ông ta lại đắm vào trầm ngâm suy nghĩ một cách đáng ngại. Tôi quyết định theo dõi nhất cử nhất động của ông ta. Lòng tôi trước sau như một, vẫn ngả về phía cậu chủ tôi hơn là về phía Catherine. Tôi cho thế là đúng lý, vì cậu tốt bụng, tin người và đáng trọng. Còn mợ, tuy không thể gọi là đối cực của cậu, nhưng mợ có vẻ tự cho phép mình phóng túng quá đáng, để nỗi tôi chả mấy tin vào những nguyên tắc của mợ, lại càng không đồng tình với những tình cảm của mợ. Tôi muốn có một cái gì xảy ra khả sĩ, có tác dụng làm cho cả đồi xấu khú lẫn ấp Rathros thoát khỏi ông Hedlip, để cho chúng tôi yên ổn như trước khi ông ta đến. Những cuộc đến thăm của ông ta là một ác mộng triệt miên đối với tôi, và đối với cậu chủ tôi nữa là tôi đồ thế. Việc ông ta ở lại đồi cái một sự ngột ngạt không thể cách nghĩa nổi. Tôi có cảm giác như Chúa đã bỏ mặc con chim lạc của người lang thang hư thân mất nết ở đó để một con thú sữa làng vàng giữa nó với bảy đàn chờ dịp nhảy bổ vào ăn thịt nó. Đôi lúc, khi nằm một mình suy nghĩ về những điều đó, tôi kinh hãi vùng dậy và đội mũ lên đi xem mọi sự ở trong trại ấp ra sao. Tôi đã thuyết phục lương tâm rằng một vật mình là phải báo động cho hai ly biết người ta đã bàn tán gì về tác phong của cậu. Rồi tôi nhớ ra những thói quen xấu đã thành cố tật của cậu và không hy vọng gì giúp ích được cho cậu. Tôi đâm chuồn không muốn lại đặt chân vào cô nhà u ám nọ, chả chắc khiến người ta tin là mình nói thật lòng. Một lần trên đường đến Simpleton, tôi tạt vào đi qua cái cầu cũ. Đó là vào khoảng cái đận tôi đang kể tới một buổi chiều băng giá sáng trời mà đất trần trụi đường sắn và khô giáo tôi đến một mô đá nơi đường rẽ vào giải đồi hoang mé tay trái một cái cột chùa sa thạch có những chữ cái d c h các ở mặt bắc chữ c ở mặt đông và chữ a t ở bé tây nam dùng làm cọc chỉ đường tới đồi tới ấp và vào làng simerton nắng lấp lánh vàng trên đầu cột sam xám làm tôi nhớ đến mùa hè và chẳng hiểu sao bất thần một cơn lốc cuồn cuộn những cảm giác thời ấu thơ ảo vào tim tôi. Hai mươi năm về trước, hai và tôi coi đây là một chỗ ưa thích. Tôi đăm đăm hồi lâu nhìn cái cột mòn phẹt phía sương gió. Tôi cúi xuống nhìn thấy gần chân cột một cái hốc còn đầy những vỏ ốc sen và sỏi mà chúng tôi thích chữ ở đấy cùng với những vật dễ hỏng hơn. Và tươi mới khác nào. Trong thực tế, tôi như thấy rõ cậu bạn chơi hồi nhỏ, ngồi trên lớp đất đầy cỏ khéo. Cái đầu vuông vức đen nhánh, cúi về phía trước, bàn tay bé nhỏ, xúc đất bọc một mảnh đá đẽo. Tôi kịp hát ly. Bất xác tôi tốt lên. Tôi giật mình, có mắt thịt của tôi bị đánh lửa. Trong một thoáng đã tưởng đứa bé ngợt lên và nhìn thẳng vào mặt tôi. Ảo ảnh đó tan đi trong nháy mắt, nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cứ nổi muốn đến đồi óc dị đoan sục tôi, tuôn theo thôi thúc ấy. Giả sử cậu ấy chết rồi thì sao? Tôi nghĩ hoặc giả sắp chết đến nơi, vì như đó là cái chiếc báo hiệu. Càng đến gần ngôi nhà, tôi càng thấy sao xuyến, và khi trông thấy nó, tôi run hết cả chân tay. Cái bóng ma hiện hình kia đã mau chân hơn tôi, nó đang đứng nhìn qua cánh cổng. Đó là ý nghĩa đầu tiên của tôi khi thấy một thằng bé tóc bùa rối mắt nâu, đang tỉ bộ mặt hồng hào vào cái sóng cửa. Nghĩ kỹ thêm thì đó là Hilton. Hilton của tôi, nó không cách đi nhiều lắm từ khi tôi từ biệt nó cách đây 10 tháng. Chúa phù hộ cháu, cháu yêu quý. Tôi kêu lên, quên phát ngay những mối lo sợ ngớ ngẩn. Hilton, cô Nelly đây, Nelly, vũ nuôi cháu ấy mà. Nó lùi lại ngoài tầm tay giới và nhặt lên một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu, Helton à. Tôi nói thêm, qua hành động đó đoán rằng nếu như nali còn chút đỉnh nào sống trong trí nhớ nó thì nó cũng không nhận ra tôi là cô ta nó giơ cái quả đạn của mình lên định ném tôi bắt đầu dỗ dành nhưng không chặn được tay nó hòn đá trúng mũ tôi thế rồi tiếp theo từ đôi môi lắp bắp của thằng bé tuôn ra một tràng chửi rủa dù nó có hiểu hay không những lời đó được văng ra rành rọt trơn tru làm những nét trẻ thơ của nó méo mó đi thành một vẻ hiểm ác đến phát sửng sốt ông có thể tin chắc rằng điều đó làm tôi buồn hơn là giận buồn phát khóc tôi lấy trong túi ra một quả cam và đưa cho nó để cầu thân nó lưỡng lự rồi giằng lấy khỏi tay tôi như thể cho là tôi chỉ muốn nhữ và làm cho nó thất vọng tôi chìa ra một quả khác giữ ngoài tầm tay giới của nó Ai đã dạy cháu những câu hay hớm hả Cháu bé Tôi nói Cha phó ư Quỷ bắt cha phó Bắt cả mày nữa Đưa cho tao cái đó Nó đáp Nói xem cháu học hành ở đâu Rồi cháu sẽ được quả này Tôi nói Thầy giáo cháu là ai Ba quỷ sứ Câu trả lời của nó là như vậy Và cháu học được những gì ở ba nào Tôi hỏi tiếp Nó nhảy lên với quả cam Và tôi dơ cao hơn ba dạy cháu những gì tôi hỏi chả gì cả chỉ dạy tránh xa đường của ba thôi bà chẳng chịu được vì vì tao chửi rủa ba đấy ồ thế quỷ dạy cháu chửi rủa ba ư tôi nhận xét à à không vậy là ai heathcliff tôi hỏi nó có thích ông heathcliff không à có nó đáp lại hỏi lý do tại sao nó thích ông ta tôi chỉ lượm được những câu chẳng biết ba làm tao thế nào nó làm giả lại ba thế ý nó chửi ba vì ba chửi tao nó biểu tao muốn làm gì thì cứ làm nấy vậy cha phó không dạy cháu học đọc và học viết à tôi tiếp tục hỏi không tao thấy biểu nếu cha phó bước qua ngưỡng cửa cái răng của cha sẽ bị tọng xuống cổ họng của cha heathcliff dọa như thế tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đến nói với ba là có một người đàn bà tên là Nelly đang ở cửa giường chờ nói chuyện với ba nó đi ngược lên lối dạo vào nhà nhưng thay vì Hadley Heathcliff hiện ra trên thềm cửa thế là tôi quay ngoắt và ráng hết sức mình chạy xuôi đường cái như trong đời chưa từng chạy như thế bao giờ cắm cổ chạy miết không dừng lại cho đến khi tới cột tiêu chỉ đường với cảm giác khiếp sợ như vừa dựng dậy một con quỷ lùn vậy. Điều đó chẳng dính dáng mấy đến vụ cô Isabella ngoại trừ việc nó thôi thúc tôi thêm quyết tâm đề phòng cảnh giác và đem hết sức ngăn chặn ảnh hưởng xấu đó lan tràn sang ấp cho dù tôi có phải gây nên một cơn giông tố trong nhà do phá ngang ý định của mợ Tên. Lần sau Heathcliff đến, tình cờ cô tôi đang cho chim câu ăn ở ngoài sân. Suốt ba ngày, cô không nói với chị dâu lấy một lời, nhưng đồng thời cô cũng thôi không bực bội kêu rên nữa, và chúng tôi thấy rất nhẹ mình. Tôi biết Heathcliff không có thói quen tỏ bày chút xả giao không cần thiết nào với cô Linton. Lúc này, vừa trông thấy cô, việc đầu tiên là ông thận trọng lia mắt quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Tôi đang đứng bên cửa sổ gấp nhưng tôi bèn rụt vào chỗ khuất. Ông ta liền đi ngang qua sân tới chỗ cô và nói một điều gì đó. Cô có vẻ bối rối và muốn đi khỏi. Để ngăn lại, ông ta đặt tay lên cánh tay cô. Cô ngoảnh mặt đi, hình như ông ta hỏi một câu gì mà cô không muốn trả lời. Lại một cái liếc nhanh về phía nhà và ngỡ không ai trông thấy mình, tay đeo cán ấy đã trơ tráo ôm ghì lấy cô đồ truda quân phản chúa tôi thốt ra hóa ra anh cũng giả dối nốt hả một kẻ chủ tâm lừa bịp ai đó nelly hả tiếng catherine nói sát nách tôi tôi quá tập trung theo dõi hai người ngoài kia nên không nhận thấy mợ ấy vào cái ông bạn không ra gì của mợ chứ còn ai nữa tôi nóng máu đáp tên vô lại lẻn vào nhà kia kìa ồ y đã trông thấy chúng ta y đang vào đấy Tôi không biết liệu rồi y có dám bịa ra một cái cớ nghe được để bào chữa cho việc y tán tỉnh cô Linton trong khi y bảo với mợ là y ghét cô. Mợ Linton trông thấy Isabella dùng ra và chạy vào giường. Một phút sau, Heathcliff mở cửa. Tôi không thể dằn lòng, không trút bớt phần nào sự bất bình của mình, nhưng Catherine giận dữ gặn bảo tôi im và dọa đuổi tôi nếu tôi dám ngạo ngược chỏ cái miệng láo xược của tôi vào. Cứ nghe chị rên la thì người ta có thể tưởng chị là bà chủ. Mở kêu lên, cần phải đặt chị về đúng chỗ. Heathcliff Cliff, anh làm cái gì mà để lộn nhạo lên hết cả thế? Tôi đã bảo anh là phải để cho Isabella yên cơ mà. Tôi xin anh thế đấy. Trừ phi anh ngán không còn muốn được tiếp đãi ở đây và muốn linh tên cài chặt then cấm cửa anh. Lạy chúa, đừng để hắn thử làm điều đó, kẻ xấu xa đen đuổi ấy đáp. Tôi đâm ghét ông ta từ đấy. Chúa hãy giữ cho hắn ta nhu mì và nhẫn nại. Mỗi ngày tôi một thêm điên máu hơn vì sốt ruột, muốn cho hắn về chầu trời. Shhh, Catherine nói, tay đóng cửa trong. Đừng chọc tức em, tại sao anh không đếm xỉa đến yêu cầu của em? Cô ấy có chú ý gặp anh không? Chuyện ấy dính gì đến cô? Ông ta gầm gừ, Tôi có quyền hôn nó nếu nó muốn và cô không có quyền phản đối. Tôi không phải là chồng cô, cô khỏi cần ghen với tôi. Tôi không ghen với anh, mở chủ đáp, tôi ghen cho anh thôi. Tôi tỉnh lên nào, đừng có câu mặt với em. Nếu anh thích Isabella thì anh sẽ lấy cô ta. Nhưng anh có thích cô ấy không? Nói thật đi, Heathcliff. Đấy, anh không muốn trả lời, em chắc chắn là anh không thích. Và liệu cậu Linton có đồng ý để em gái lấy người này không? Tôi hỏi. Cậu Linton sẽ phải đồng ý. Mời chủ tôi đáp lại dứt khoát. Hắn ta có thể khỏi phải nhọc lòng, Heathcliff nói. Không cần hắn ta đồng ý, tôi cũng có thể thu xếp xong. Còn cô Catherine, nhân đây tôi cũng muốn nói với cô đôi lời. Tôi muốn cô ý thức rõ rằng tôi biết cô đã đối xử với tôi thậm tệ, thậm tệ. Cô có nghe thấy không? và nếu cô tự huyễn hoặc rằng tôi không thấy ra điều đó thì cô thật là điên nếu cô lại nghĩ rằng có thể dùng lời ngon ngọt an ủi tôi thì cô là đồ ngu xuẩn còn nếu cô tưởng tôi sẽ cam chịu không báo thù thì tôi sẽ cho cô thấy điều ngược lại rất sớm thôi trong khi chờ đợi xin cảm ơn cô đã nói cho tôi biết điều bí mật của em chồng cô tôi xin thề sẽ tận dụng điều đó và cô hãy né ra đừng có cản trở tôi lại đến giai đoạn mới nào của tính cách anh nữa đây mờ linh kinh ngạc kêu lên tôi đã đối xử với anh thậm tệ và anh sẽ trả thù hả anh sẽ trả thù như thế nào hả đồ vũ phu vô ơn tôi đã xử thậm tệ với anh như thế nào hả tôi không báo thù cô đâu heathcliff trả lời bớt hung hãn hơn cái đó không nằm trong kế hoạch Bạo chúa chà đạp nô lệ của mình và đám này không quay lại chống bạo chúa, mà đè dí những kẻ ở bên dưới. Cô cứ tha hồ hành hạ tôi đến chết để mua vui, có điều là hãy cho phép tôi cũng tiêu khiển theo kiểu đó và hãy cố hết sức đừng có thoái mạ tôi. Sau khi đã sang bằng cung điện của tôi, xin cô đừng có dựng lên một túp lều rồi xoa tay thỏa mãn, tự ngưỡng mộ bản thân đã rủ lòng bác ái cho tôi cái lều đó làm tổ ấm. Nếu cô tưởng tượng là cô thật tình muốn tôi lấy Isabella, thì tôi chắc cắt cổ mình mất thôi. Ôi, ác một cái là tôi không ghen có phải không? Catherine kêu lên, được, tôi sẽ không nhắc lại lời đề nghị biếu anh một cô vợ nữa, làm thế cũng tệ hại như biếu quỷ Satan tăng một linh hồn sa ngã. Anh cũng như quỷ sa tăng tìm hạnh phúc trong việc đầy đọa kẻ khác. Anh đang chứng minh điều đó lúc đầu Edgar thấy anh về có đâm ra cáu bẳn nay đã hồi lại tôi đã bắt đầu thấy an toàn và yên ổn còn anh thì bồn chồn khi biết chúng tôi bình yên có vẻ quyết tâm gây cuộc bất hòa bất hòa với Edgar nói lỗi phép anh nhé Heathcliff và vừa lừa gạt em gái anh đấy anh tìm ra đúng phương pháp hiệu quả nhất để trả thù tôi đấy cuộc nói chuyện ngừng ở đó linh Linton ngồi xuống cạnh lò sưởi, mặt đỏ lên và u sám. Xu hướng tinh thần của mợ đang trở nên bất trị Mợ không thể làm dịu hoặc khống chế nó Heathcliff đứng khoanh tay trên sàn lò sưởi, Nghi ngẫm những ý nghĩ thâm độc của mình Và tôi bỏ mặt họ trong tư thế ấy Đi tìm cậu chủ lúc này đang thắc mắc Không hiểu chuyện gì đã giữ Catherine dưới nhà lâu thế Ellen, cậu nói khi thấy tôi vào Chị có thấy mợ ở đâu không? có thưa cậu mở ở trong bếp tôi đáp mợ buồn phiền bực bội vì hành vi của ông heathcliff thực tình tôi nghĩ đã đến lúc phải xác định lại các cuộc đến thăm của ông ta trên một cơ sở khác quá mềm mỏng đâm ra có hại và bây giờ là đi đến cái nước này và tôi kể lại cảnh trong sân tường thuật gần đầy đủ tới mức trung thành tối đa mà tôi dám cả cuộc cãi cọ xảy ra tiếp sau đó Tôi nghĩ cái đó không thể gây hại lớn gì cho mờ linh trừ phi sau đây mờ biến nó thành chuyện to bằng cách đứng ra bảo vệ người khách của mình. Edgar Linton phải khó khăn lắm mới dàn lòng nghe tôi đến hết. Những lời đầu tiên của cậu cho thấy cậu không coi vợ mình là vô tội. Thế này thì thật không chịu nổi. Cậu kêu lên, thật ô nhục là cô ấy lại đi nhận y là bạn thân và ép tôi phải tiếp y gọi cho tôi hai tên gia nhân ra khỏi phòng lớn. Ellen Catherine sẽ không được nấn ná lâu hơn để cãi giả với tên côn đồ đê tiện. Tôi chiều cô ấy thế là đủ rồi. Gia cậu xuống, ra lệnh cho hai gia nhân đợi ở hành lang và đi đến nhà bếp, theo sau là tôi. Hai người trong đó lại bắt đầu tranh cãi, giận dữ, chí ít cũng là mờ linh tên đang tiếp tục rầy la kịch liệt. Heo Cliff đã ra chỗ cửa sổ, đầu rủ xuống, có vẻ hơi sợ trước sự nhiếc mắt dữ dội của mợ. Ông ta trông thấy cậu chủ trước và vội vàng ra hiệu cho mợ im. Mợ lập tức nghe theo khi phát hiện ra lý do thông báo của ông ta. Làm sao lại ra thế này? Linh tên nói với vợ. Em có hiểu thế nào là thể diện không mà còn đứng lại đây sau khi để con người thô tục này nói năng với mình như thế? Tôi nghĩ rằng đó là lời ăn tiếng nói thông thường của y, nên em mới coi như Không. Em đã quen với sự hạ tiện của y rồi Và có lẽ tưởng tôi cũng có thể quen với nó chắc Mình có nghe trộm ngoài cửa đấy không Edgar Mở chủ hỏi bằng một giọng cốt để khiêu khích chồng Hàm chứa cả bừa ẩu Lẫn coi khinh nổi bực tức của cậu Heathcliff nghe những câu trước đã ngước mắt lên Đến câu này thì bật ra một tiếng cười dĩu cợt Dường như nhằm thu hút sự chú ý của cậu Linton về mình ông ta đã đạt được mục đích đó nhưng edgar không có ý định nổi khùng với ông ta làm gì cho đến giờ tôi đã kiên nhẫn với ông thưa ông cậu bình tĩnh nói không phải vì tôi không biết tính cách khốn nạn đồi bại của ông mà vì tôi cảm thấy ông chỉ chịu trách nhiệm một phần về điều ấy và vì catherine muốn giữ quan hệ quen biết với ông nên tôi đã đồng ý một cách dại dột sự có mặt của ông là một thứ thuốc độc tinh thần, khả dĩ tiêm nhiễm được vào cả những người có đức độ nhất. Bởi thế, và để ngăn chặn những hậu quả xấu hơn, từ nay trở đi, tôi sẽ không để cho ông vào nhà này. Ngay bây giờ xin báo để cho ông biết là tôi yêu cầu ông đi ra ngay. Chậm 3 phút, chuyện ấy sẽ thành cưỡng bức và nhục nhã đó. Heathcliff đo chiều cao và chiều ngang của người đang nói bằng con mắt đầy diễu cợt. Cathy, cái con cừu non này của cô phách lối, dọa nạt như một con bò mộng vậy. Nó có nguy cơ bể sọ vì hút vào những khớp ngón tay tôi đấy. Lạy chúa, ông Linton, tôi lấy làm tiếc đến chết đi được vì ông không đáng để tôi đánh ngã. Cậu chủ tôi liếc về phía hành lang và ra hiệu cho tôi chạy đi kiếm bọn gia nhân. Cậu không hề có ý định liều một cuộc đụng độ cá nhân. Tôi làm theo, nhưng mở liên tên ngờ ngợ, bèn theo sau, và khi tôi định gọi họ, mở kéo tôi lại, sập cửa khóa lại. Thủ đoạn quân tử nhỉ? Mở nói, đáp lại cái nhìn ngạc nhiên, giận dữ của chồng. Nếu anh không có can đảm tấn công anh ấy, thì hãy xin lỗi, hoặc là chịu để bị đánh điều đó sẽ giúp anh sửa cái thói làm ra dũng cảm hơn là trong thực tế không tôi tôi sẽ nuốt phăng chiếc chìa khóa trước khi anh dằn được nó tôi được thưởng về lòng tốt với hai người như thế này mới tuyệt chứ sau khi luôn luôn khoan dung với bản chất yếu đuối của người này và bản chất xấu xa của người kia tôi được những lời cảm ơn là hai bản mẫu của sự vô ơn mù quáng ngu xuẩn đến mức phi lý edgar Xưa nay tôi vẫn bảo vệ anh và gia đình anh, nhưng bây giờ tôi muốn Heathcliff đánh cho anh ốm đòn vì dám nghĩ xấu về tôi. Không cần đến một trận đòn để gây một tác động như thế đối với cậu chủ. Cậu định dằn chiếc chìa khóa khỏi tay Catherine và để bảo đảm thật chắc chắn, mở bèn vứt toẹt nó vào đống lửa ở chỗ nóng nhất. Thế là cậu Edgar bỗng rung bần bật, mặt tái nhợt đi ghê gớm cố sống cố chết cậu vẫn không sao ngăn được cơn xúc động thái quá ấy đau đớn pha lẫn tủi nhục đè dí cậu hoàn toàn cậu dựa vào một thành ghế và che mặt ôi trời ngày xưa thế này là anh được phong hiệp sĩ đấy mợ linh tên thốt lên chúng tôi thua rồi chúng tôi thua rồi Heathcliff có giơ tay đánh anh cũng khác nào một ông vua động binh đi đánh một bầy chuột nhắc bình tĩnh đi không ai đánh anh đâu. Cái loại anh chưa được là cừu, mà là đồ thỏ con còn đang bú. Tôi chúc cô vui thú với tên hèn nhát máu toàn bằng sữa này, Cathy. Người bạn trai của mợ nói, tôi khá khen cho cái sở thích của cô đấy. Hóa ra, cô thích cái vật mũi dài rồng rồng, rung cầm cập này hơn tôi đấy. Tôi sẽ không dùng nắm đấm nện gã, mà dùng chân đá gã, và sẽ lấy thế làm hài lòng vô cùng gã đang khóc hay sắp ngất xỉu vì sợ đây? Rồi ông ta lại gần và đẩy mạnh cái ghế liên tên đang tựa. Đáng ra ông ta nên đứng cách xa hơn. Cậu chủ tôi mau lẹ bật thẳng người lên và quay thẳng vào cổ họng ông ta một thôi. Kể ra có thể quật ngã một người nhỏ con hơn cú đòn làm ông ta đứt hơi mất một phút và trong khi ông ta còn đang nghẹt thở cậu lin tên theo lối cửa sau bước ra sân và từ đó ra cổng đằng trước đó từ giờ thì anh đừng hòng đến đây nữa catherine kêu lên đi ngay đi anh ta sẽ quay lại với một cặp súng lục và nửa tá trợ thủ nữa đấy anh ta đã nghe trộm chúng ta thật rồi thì cố nhiên anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu anh đã chơi anh ta một vố đau, Heathcliff. Nhưng mà đi đi thôi, mau lên, em thà thấy Edgar bị dồn vào thế bí, còn hơn thấy anh cùng đường. À, cô cho là tôi chịu đi, với cú đòn này rác bỏng trong cổ họng à. Ông ta gầm lên, không, âm ti địa ngục, tôi sẽ đánh dập xương sườn hắn như một hạt dẻ thối mục trước khi tôi bước qua ngưỡng cửa. Nếu tôi không đánh hắn đo dáng bây giờ, thì đến lúc nào đó tôi sẽ phải giết hắn cho nên nếu cô quý cái mạng sống của hắn thì hãy để tôi tiếp giáp hắn cậu ấy không đến đâu tôi xen vào bịa ra một câu nói dối chỉ có bác xà ích và hai người làm giường chắc hẳn anh chẳng muốn đợi cho họ tống cổ anh ra đường chứ mỗi người mang một cái gậy tày và rất có thể cậu chủ đang đứng ở cửa sổ phòng khách theo dõi họ thi hành mệnh lệnh đấy bác xà ích và hai người làm giường đến thật nhưng Linh Tên cùng đi với họ. Họ đã vào trong sân. Nghĩ đi nghĩ lại, Heathcliff quyết định tránh đọ sức với ba kẻ bộ hạ. Ông ta với lấy chiếc que sắt cời lửa, đập nát ổ khóa cửa trong và chạy trốn khi họ kéo vào. Mợ Linh Tên hết sức kích động, bảo tôi theo mợ lên gác. Mợ không hề biết phần đóng góp của tôi vào cuộc hỗn loạn này và tôi lo sao tiếp tục giữ cho mợ vẫn mù tịch tôi gần như phát điên mất chị Nelly à. Mà kêu lên, gieo mình xuống ghế sofa. Hàng nghìn chiếc búa thợ rèn đang nện trong đầu tôi đấy. Bảo Isabella hãy tránh khỏi tôi. Dù náo động này là do cô ấy, và nếu cô ấy hoặc kẻ nào khác làm trầm trọng thêm cơn thịnh nộ của tôi lúc này, thì tôi sẽ hóa dại đấy. Và Nelly nè, à, Nếu đêm nay chị còn gặp lại Edgar thì bảo cậu ấy rằng tôi có cơ bị ốm nặng tôi mong điều đó có thể thành sự thật cậu ấy đã làm tôi sửng sốt và buồn phiền ghê gớm tôi muốn cậu ấy sợ với lại có thể là cậu sẽ đến tuôn ra hàng lô những lời chửi rủa hoặc than phiền và chắc chắn là tôi sẽ cự lại rồi có trời mà biết cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến đâu chị nelly tốt bụng chị có thể làm hộ tôi không chị biết là trong chuyện này tôi không hề có lỗi Ma quỷ nào ám vào Khiến cậu đâm ra thành kẻ nghe trộm chứ Sau khi chị đi khỏi Heathcliff nói năng có quá quắc Nhưng đáng lẽ tôi đã có thể sớm lái anh ta tách khỏi Isabella Còn những chuyện khác thì chẳng có nghĩa lý gì Bây giờ mọi sự đâm hỏng bét Vì cái thói điên dại Muốn nghe nói xấu về mình cứ ám ảnh người ta như một con quỷ Giả sử Edgar đừng có nghe câu chuyện của chúng tôi thì cậu ấy cũng chẳng gì thế mà khổ sở hơn. Quả thật, đến lúc cậu khai hỏa, chỉ vào tôi cái giọng bực tức vô lý ấy, sau khi tôi đã mắng heo clip một trận đến khản cả tiếng vì cậu ấy, thì tôi chẳng thiết nữa, gần như mặc cho hai người muốn làm gì nhau thì làm. Đặc biệt tôi có cảm giác là, bất luận cái màn kịch ấy kết thúc ra sao, tất cả chúng tôi cũng sẽ bị tách lìa nhau, không biết đến bao giờ nữa. Được, nếu tôi không thể giữ Heathcliff làm bạn tôi, nếu Edgar đâm ti tiện và ghen tuông, tôi sẽ làm nát tim họ bằng cách đập nát trái tim tôi. Đó sẽ là một cách nhanh chóng để kết thúc mọi sự khi tôi bị dồn đến đường cùng đấy. Nhưng đó là một hành động dành cho lúc tuyệt vọng. Tôi sẽ không chơi linh tên ngón ấy một cách bất ngờ. Cho đến giờ, cậu ấy vẫn dè dặt, e sợ, không dám khiêu khích tôi chị nên hình dung sự nguy hiểm của việc từ bỏ chính sách đó và nhắc để cậu nhớ là cái tính cuồng nhiệt của tôi khi bốc lên thì sẽ gần như điên loạn đấy tôi mong chị bỏ được cái vẻ mặt thờ ơ kia đi và tỏ ra lo lắng một chút đến tôi nào hiển nhiên cái vẻ bình thản của tôi khi nhận những lời dặn dò ấy cũng có phần trêu ngươi thật vì mợ đang nói hết sức thành thật nhưng tôi tin rằng một người đã có thể trù liệu trước việc sử dụng những cơn giận dữ của mình cho có lợi thì cũng có thể vận dụng ý chí để chế ngự bản thân ở mức tương đối ngay cả khi đang nổi nóng và tôi chẳng muốn làm cậu ấy sợ như mợ nói và tăng thêm những phiền muộn của cậu để phục vụ tính ích kỷ của mợ vì vậy tôi chẳng nói gì khi gặp cậu đi về phía phòng khách nhỏ nhưng tôi tự tiện quay lại nghe xem cậu mợ có tiếp tục cãi nhau nữa không cậu bắt đầu nói trước cứ ở nguyên chỗ ấy catherine cậu nói giọng không chút giận dữ nhưng rất buồn nản tôi không nán lại đâu tôi đến không phải để đôi co cũng chẳng để làm lành mà tôi chỉ muốn biết sau những vụ việc tối nay cô có định tiếp tục gần gũi thân thiết với ôi xin hãy rủ lòng thương mà chủ ngắt lời dậm chân rủ lòng thương đừng nói gì thêm về chuyện ấy nữa máu lạnh của anh không thể lên cơn sốt nóng huyết quản của anh đầy nước đá nhưng máu tôi thì đang sôi đây và thấy một sự lạnh lùng như vậy nó đâm lộn xộn lên muốn cho tôi đi khuất mắt thì hãy trả lời câu hỏi của tôi đi cậu linh tên vẫn kiên trì cô phải trả lời cái thái độ hung dữ ấy không làm tôi hốt hoảng đâu tôi đã thấy ra là cô có thể kiên nghị như bất cứ ai khi cô muốn sau đây cô sẽ từ bỏ heo hay từ bỏ tôi cô không thể cùng một lúc vừa là vợ tôi vừa là bạn hắn và tôi cực lực yêu cầu cô cho biết cô chọn ai còn tôi thì yêu cầu để cho tôi yên catherine giận dữ kêu lên Tôi đòi hỏi thế đó, anh có thấy tôi gần như không đứng vững không? Edgar, anh, anh để tôi yên nào." Mợ rung chuông đến vỡ đánh xoảng một cái, tôi đủng đỉnh bước vào. Những cơn điên khùng vô nghĩa như thế, ác nghiệt như thế, thật đủ để khiến một vị thánh cũng phải sốt ruột. Kia mở nằm lăn ra đập đầu vào tay ghế sofa và nghiến răng giữ đến nỗi tưởng như cả hai hàm sắp dụng ra từng mảnh cậu linh tên đứng nhìn đột nhiên đâm sợ và hối hận cậu bảo tôi đi kiếm ít nước mợ không còn hơi sức đâu mà nói tôi mang đến một cốc nước đầy và thấy mợ không uống được bèn rảy lên mặt trong mấy giây mợ nằm thẳng cẳng cứng đờ ra mắt trợn ngược trong khi hai má lập tức trắng nhợt đi và xám ngoét trông như chết rồi cậu linh tên coi bộ thất kinh không có chuyện gì hệ trọng tôi thì thào tôi không muốn cậu nhượng bộ tuy trong bụng không khỏi sợ hãi môi mợ có máu cậu rùng mình nói không sao tôi sẵn giọng đáp và tôi nói cho cậu biết trước lúc cậu đến mợ đã quyết định phô diễn một cơn điên loạn như thế nào tôi vô ý kể khá to để mợ nghe thấy vì mợ bật dậy tóc xõa trên vai mắt lóe lên các cơ ở cổ và cánh tay cộm lên một cách dị thường tôi yên trí phen này chí ít cũng gãy xương nhưng mợ chỉ nhìn quanh một lúc rồi lao ra khỏi phòng cậu chủ sai tôi đi theo tôi đi theo đến cửa phòng mợ mợ khóa chặt cửa phòng không cho tôi vào sáng hôm sau không thấy mợ xuống ăn sáng tôi đến hỏi xem mợ có muốn tôi mang chút ít lên phòng không không, mờ đáp dứt khoát. Câu hỏi đó được nhắc lại vào bữa trưa, bữa trà và cả ngày hôm sau nữa. Dẫn câu trả lời như vậy. Về phía mình, cậu Linton tiêu thì giờ trong phòng đọc, không hỏi vợ mình đang làm gì. Isabella và cậu đã gặp nhau chuyện trò một tiếng đồng hồ. Trong đó cậu cố gợi ở cô chút cảm giác ghê sợ thích đáng đối với hành động dè dãn của Heathcliff. Nhưng cậu không sao hiểu nổi những câu trả lời thoái thác của cô em và bắt buộc phải kết thúc cuộc tra vấn không thỏa mãn. Dù sao cậu cũng nói thêm một lời cảnh báo trịnh trọng rằng, nếu cô mất trí đến độ khuyến khích cái tên cầu hôn vô lại ấy thì sẽ tan tành mọi quan hệ ràng buộc cậu với cô. Trong khi Isabella thẫn thờ dạo quanh thảo viên quanh giường nhà, lúc nào cũng lặng lẽ và hầu như lúc nào cũng đầm đìa nước mắt trong khi anh trai cô đóng kín cửa giam mình giữa những cuốn sách mà cậu không hề mở ra trăn trở là tôi đoán thế với hy vọng mơ hồ nhưng liên tục là catherine hối hận về hành vi của mình sẽ tự tìm đến xin lỗi và làm lành trong khi mợ một mực tuyệt thực có lẽ nghĩ rằng bữa ăn nào edgar cũng nghẹn vì nỗi vắng mợ mà chỉ vì tự ái chưa chạy đến quỳ dưới chân mợ đấy thôi thì tôi lăn xăng một mình làm công việc nội trợ tin chắc rằng giữa những bức tường của ấp chỉ có mỗi một linh hồn biết điều hơn lẽ thiệt và linh hồn đó ở trong thể xác tôi tôi chẳng hoài hơi ngỏ lời thương xót cô tiểu thư hoặc thân ái góp ý với mợ chủ cũng chẳng buồn để ý lắm đến những tiếng thở dài của cậu chủ đang khao khát nghe nhắc đến tên người thương một khi không được nghe chính giọng nàng tôi quyết định tùy họ xoay sở với nhau và mặc dầu đó là một quá trình chậm chạp đến phát ngán cuối cùng tôi bắt đầu vui mừng thấy le lói một hy vọng tiến triển mỏng manh thoạt đầu tôi đã tưởng thế đến ngày thứ ba mợ linh tên mở chốt cửa nước ở bình nhỏ bình lớn đều đã hết mợ muốn có một dự trữ mới và một liễn cháo vì mợ tin chắc rằng mình sắp chết Tôi chắc mợ nói vậy là để nhắn đến tài Edgar. Tôi chẳng tin những chuyện như thế, cho nên tôi lặng lặng không nói với ai và mang đến cho mợ ít trà và bánh mì nướng. Mợ ăn uống nghiến ngấu và lại ngã đầu trên gối, tay nắm chặt tay, miệng rên rẫm. "Ôi, tôi chết mất." mợ kêu lên, "Vì chẳng ai đoái hoài đến tôi. Phải chi tôi đừng ăn uống những thứ này." Rồi một hồi lâu sau, Tôi nghe thấy mợ thì thào Không, mình chẳng dạy gì mà chết Anh ta sẽ vui sướng Anh ta có yêu gì mình đâu Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhớ mình Mợ có cần gì không? Tôi hỏi, vẫn giữ vẻ bình thản bề ngoài Mặc dù sắc diện mợ thật dễ sợ Và cung cách thì quá sức kích động À, cái con người thờ ơ ấy đang làm gì? mở hỏi, gạt những lọn tóc dày rối bù ra khỏi bộ mặt phờ phạt. Anh ta rơi vào trạng thái hôn mê hay là chết rồi? Chẳng thế này cũng chẳng thế kia, tôi đáp. Nếu mở định ám chỉ cậu linh tên, cậu vẫn vậy thôi. Theo tôi nghĩ, tuy việc nghiên cứu làm cậu bận biểu hơi quá mức phải chăng? Cậu cứ liên miên ở giữa đống sách vì cậu chẳng có bầu bạn nào khác. Lẽ ra tôi không nên nói thế nếu tôi biết thực trạng của mợ, nhưng tôi không sao dứt bỏ được ý nghĩ là mợ đang đóng một giai kịch trong cơn thác loạn của mình. Giữa đống sách à, mợ kêu lên kinh ngạc, còn tôi thì đang hấp hối, kề miệng huyệt. Lạy chúa, anh ta có biết tôi thay đổi đến mức nào không? Mợ nói tiếp, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo bức tường đối diện. Đây mà là Catherine Linton à? dễ thường anh ta tưởng tượng là tôi đang giỏi, đang đóng kịch chắc. chỉ có thể báo cho anh ta biết đây là chuyện nghiêm chỉnh ghê gớm được không, Nelly, nếu không phải là quá muộn, ngay sau khi tôi biết thái độ của anh ta, tôi sẽ chọn giữa hai cách này, hoặc là lập tức nhịn ăn, cách này không phải là một hình phạt. trừ phi anh ta có một trái tim, hoặc là bình phục lại và rời bỏ nơi này, mà chỉ có nói đúng sự thật về anh ta hiện giờ không đấy cẩn thận đó nha Có thật là anh ta hoàn toàn dưỡng dưng với sinh mạng của tôi không? Ôi trời ơi, mợ ơi Tôi đáp, cậu đâu có biết là mợ đang quẩn trí Và cố nhiên cậu không hề nghĩ mợ sẽ nhịn đói đến chết Chị cho là không à Chị nghĩ tôi không dám à Chị có thể bảo anh ta là tôi sẽ làm như thế không? Mợ đáp, hãy thuyết phục anh ta Hãy nói ý kiến riêng chị Bảo là chị chắc chắn tôi sẽ làm thế không, mợ linh tinh Tôi gợi ý Mợ quên mất là chiều nay mợ đã ăn một chút rất ngon lành Và đến mai mợ sẽ thấy tác dụng tốt của những món ăn đó Nếu tôi chắc chắn sự hối hận có thể giết chết anh ta Mợ ngắt lời Tôi sẽ tự sát ngay lập tức Suốt ba cái đêm kinh khủng này Tôi không chập mắt tí nào Ôi, đầy dằn vặt, ám ảnh ghê gớm Nelly, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng chị không ưa tôi. Kỳ lạ thay, trước đây tôi cứ tưởng mặc dù mọi người khinh ghét lẫn nhau, họ vẫn không thể không yêu thích tôi. Thế mà chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, tất cả biến thành kẻ thù. Họ đã như vậy, tôi chắc chắn thế. Những người ở đây ấy, lúc chết mà bốn xung quanh toàn những bộ mặt lạnh lùng của họ thì thật thảm. Isabella thì thất đảm và kinh tởm không dám vào căn phòng này và phải nhìn catherine ra đi thật dễ sợ và edgar đứng bên trang trọng xem sự thể kết thúc rồi cầu nguyện cảm ơn thượng đế đã khôi phục sự yên bình trong nhà và trở về với những cuốn sách của anh ta nhân danh tất cả những gì là tình cảm thử hỏi sách thì can hệ gì đến anh ta trong khi tôi sắp chết chứ mợ không thể chịu được cái ý niệm tôi ấn vào đầu mợ về thái độ cam chịu hiền triết của cậu Linh Tên. Giật mình giật mẩy, mợ đẩy trạng thái bối rối cuốn cuồng của mình lên tới mức điên loạn, lấy răng xé nát gối, rồi nhổm dậy, nóng bừng bừng, đòi tôi mở cửa sổ. Bây giờ đang giữa mùa đông, gió thổi mạnh từ phía đông bắc, nên tôi phản đối cả những vẻ chập chờn thoáng qua trên mặt lẫn những biến đổi tâm trạng của mợ đều bắt đầu làm tôi hoảng ghê gớm và khiến tôi nhớ lại đợt ốm dạo xưa của mợ cùng lời bác sĩ căn dặn không nên làm mợ phật ý một phút trước mợ còn hung dữ bây giờ chống một cánh tay và chẳng để ý là tôi không chịu tuân lời mợ dường như tìm thấy một trò giải trí trẻ con trong việc rút những chiếc lông chim từ những chỗ vừa xé toạt ra xếp thành từng loại trên tấm giải trải giường tâm trí mợ đã lạc sang những liên tưởng khác đây là lông gà tây mợ thì thầm một mình đây là lông vịt trời và đây là lông mồ bồ câu à họ lại nhồi lông bồ câu vào gối hèn chi mình không chết được mình phải chú ý ném nó xuống sàn khi mình nằm xuống còn đây là lông gà gô đỏ và đây thứ này có thể trộn hàng nghìn loại mình cũng nhận ra là lông chim te te cái giống chim thật dễ thương nó lượn vòng trên đầu chúng tôi giữa đồng hoang ráng bay về tổ vì mây đã chạm vào sóng cồn và nó cảm thấy mưa đang đến cái lông này được nhặt lên từ bãi thạch nam con chim không bị bắn chúng tôi thấy nó trong mùa đông đầy những bộ xương nhỏ heo cliff đặt một cái bẫy trên tổ và chim bố chim mẹ không dám đến tôi bắt anh ấy hứa sẽ không bao giờ bắn chim te te sau cái lần ấy và anh đã không bắn phải đây nữa này anh ấy có bắn những con te te của tôi không nelly có con nào màu đỏ không để tôi nhìn xem đừng làm trò trẻ con nữa Tôi ngắt lời, giật lấy cái gối và ướp những chỗ thủng xuống nệm. vì mợ đang moi ruột nó ra hàng nắm và nhắm mắt lại. Nằm xuống, mợ đang mê sản rồi. Rối tinh rối mù lên, lông bay loạn như tuyết đây này. Tôi chạy đây đó dung lại. Nelly, mợ tiếp tục mơ màng. Tôi thấy chị là một bà già. Tóc bạc và dai còng xuống cái giường này là đồng tiên ở dưới vách núi Peniston và chị đang lượm những mũi tên đá lửa để bắn đám bò cái tơ của chúng tôi. Trong khi tôi đang ở bên cạnh thì chị giả vờ bảo đó là những cuộn len. 50 năm nữa chị sẽ như thế đấy. Tôi biết bây giờ chị không phải thế. Tôi không mê sản đâu. Chị lầm rồi. Nếu không thì tôi đã tin rằng chị thực sự là cái con mụ phù thủy già héo hắt ấy và tôi đang ở dưới vách núi Peniston thật tôi biết bây giờ là đêm và có hai cây nến trên bàn làm cho cái tủ đen lấp lánh lên như hạt huyền chú thích những mũi tên đá lửa loại di vật cổ dấu tích của thời tiền sử dân dùng này thường lượm được và cho rằng của các tiên nữ hết chú thích cái tủ đen ư nó đâu tôi hỏi mờ đang mê sản rồi nó ở sát tường Chỗ mọi khi ấy Mờ đáp Nó quả có vẻ kỳ lạ thật Tôi trông thấy một khuôn mặt trong đó Không có tủ nào trong buồn cả Và chưa hề bao giờ có Tôi nói Trở lại chỗ ngồi và cuốn rèm lên Để có thể nhìn kỹ mờ Chị không nhìn thấy cái mặt kia à Mợ hỏi trân trân nhìn vào gương Và nói thế nào tôi cũng không thể làm mợ hiểu Đó chính là mặt mợ cho nên tôi đứng dậy lấy một tấm khăn sang phủ lên mặt gương. Nó vẫn ở đằng sau đó. Mợ tiếp tục lo sợ nói. Nó động đậy kìa. Nó là ai vậy? Lạy trời nó đừng ra khỏi đó khi chị đi rồi. Ôi Nelly, căn phòng này có ma. Tôi sợ ở đây một mình. Tôi cầm tay mợ và bảo mợ trấn tĩnh lại vì một cơn rùng mình liên tiếp khiến toàn thân mợ co giật mợ vẫn cứ căng mắt nhìn về phía gương. Không có ai ở đấy cả, tôi lại nhấn mạnh, đó chính là mợ thôi, mợ Linh Tên ạ à. mợ biết thế từ hồi nãy rồi kia mà. Chính là tôi, mợ há hốc miệng và đồng hồ đang điểm 12 tiếng, vậy thì đúng rồi, thật dễ sợ. Những ngón tay mợ túm lấy quần áo kéo lên che mắt, tôi định lẻn ra cửa gọi cậu Linh Tên, nhưng một tiếng kêu thất thanh kéo tôi lại, chiếc khăn xanh đã rơi khỏi khung gương. Sao, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lớn, bây giờ ai là đồ nhát gan nào? Tỉnh lại đi, đây là tấm kính, tấm gương. Mợ lên tên à, và mợ nhìn thấy mình trong đó. Cả tôi đây nữa, bên cạnh mợ nè. Rung rẩy và ngơ ngát, mợ giữ chặt lấy tôi, nhưng rồi vẻ kinh hoàng biến dần khỏi mặt mợ, màu tái nhợt nhường chỗ cho một ánh đỏ bừng hổ thẹn. Ôi trời ơi, tôi ngỡ mình đang ở nhà, mở thở dài. Tôi ngỡ mình đang nằm trong buồng của mình trên đồi gió hú, người đang yếu nên đầu óc rối loạn, miệng bất giác kêu thét. Đừng nói gì mà hãy ở lại đây với tôi. Tôi sợ quá, không dám ngủ. Những cơn mê làm tôi hốt hoảng. Thì cứ làm một giấc ngủ ngon lành là ổn thôi, mợ à. Tôi đáp và tôi hy vọng cái cơn đau này sẽ ngăn mợ khỏi tái diễn trò nhịn đói ôi phải như tôi được nằm trong giường của chính mình ở ngôi nhà cũ mợ chua xót nói tiếp hai tay vặn vào nhau và nghe ngọn gió xào xạc trong đám cây linh sam bên cửa sổ mắt cáo để cho tôi cảm thấy nó tí nào nó thổi tuốt xuống đồng hoang ấy hãy để cho tôi hít một hơi nào để cho mợ nguôi dịu, tôi hé mở cửa sổ ra mấy giây. Một luồng gió lạnh thốc qua, tôi đóng lại và trở về chỗ cũ. Lúc này, mợ nằm im, mặt tràn rụa nước mắt. Sự kiệt lực của thể xác đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần. Cô nàng Catherine rừng rực lửa của chúng tôi giờ không hơn gì một đứa con nít rền rỉ khóc. Từ khi tôi đóng cửa ở lì trong này, đã bao lâu rồi nhỉ? Mợ đột nhiên hồi lại hỏi từ tối thứ hai và bây giờ là đêm thứ năm hay đúng hơn là sáng thứ sáu rồi sao trong cùng một tuần hả mới ngắn thế thôi hả thì cũng khá dài khi chỉ sống độc bằng nước lạnh và tức tối à thế mà cứ như đã dài chán chê mê mỏi rồi chắc phải lâu hơn như thế chứ ừm uhm, tôi nhớ là tôi ở phòng khách nhỏ sau khi hai người cãi nhau và edgar đang khiêu khích độc địa rồi tôi chạy về căn phòng này tuyệt vọng vừa then cửa lại bóng tối đen kịch liền đè bẹp tôi và tôi ngã xuống sàn tôi không thể giải thích cho edgar hiểu rằng tôi tin chắc mình đang lên cơn hoặc sắp phát điên nếu anh ta cứ một mực trêu tức tôi tôi không điều khiển nổi lưỡi hoặc óc mình nữa và anh ta có lẽ không đoán được nỗi đau đớn của tôi tôi chỉ còn vừa đủ lý trí để gắn sức thoát khỏi anh và tiếng nói của anh. Tôi chưa hồi tỉnh đủ mức để trông thấy và nghe thấy được thì trời đã bắt đầu rạng sáng. Và chị Nelly à, tôi sẽ kể cho chị hay tôi đã nghĩ gì và điều gì cứ trở đi trở lại hoài cho đến khi tôi đâm ra sợ. Khéo mình mất trí rồi. Trong khi nằm đó, đầu kê sát cái chân bàn kia, mắt tôi lờ mờ nhận ra cái khung vuông màu xám của cửa sổ. Tôi ngỡ mình đang ở trong cái giường quay ván gỗ sồi bên nhà và tim nhói đau một nỗi buồn to lớn nào đó mà lúc tỉnh giấc tôi không sao nhớ ra nổi. Tôi ngẫm nghĩ, tự moi ốc để nhớ cho ra đó là cái gì. Và thật kỳ lạ, toàn bộ 7 năm vừa qua của đời tôi hóa ra một khoảng trống. Tôi không nhớ đã có những năm ấy hay không. Tôi thấy mình là một đứa bé con Ba tôi vừa được an tán và nỗi khổ sở của tôi là do anh Hadley ra lệnh cách ly tôi với Heathcliff. Lần đầu tiên tôi nằm một mình và sau một đêm khóc lóc, thiếp đi một giấc u sầu, tỉnh dậy, tôi giơ tay định đẩy ván thành giường sang bên, thì tay liền chạm phải chốc bàn. Tôi lia tay dọc theo tấm thảm, thế rồi dục nhớ, nỗi đau đớn của tôi vừa chìm vào một tuyệt vọng đến cực độ. Tôi không hiểu tại sao mình lại khốn khổ ghê gớm đến thế. Đó hẳn là một cơn loạn trí nhất thời, vì hầu như chẳng có nguyên nhân gì. Nhưng giả sử hồi 12 tuổi, tôi bị rút ra khỏi đồi, khỏi mối liên hệ thời thơ ấu, khỏi toàn bộ thế giới của tôi là Heathcliff thở đó, và đùng một cái, trở thành bà Linton, nữ chủ nhân ở ấp vợ một con người xa lạ, một kẻ lưu đầy, và từ dạo đó bơ vơ tách khỏi những gì đã từng là thế giới của tôi chị có thể hình dung một thoáng nhìn vào cái vực thẳm nơi tôi đã rớt xuống tha hồ cho chị lắc đầu nelly ạ à. chị đã góp phần làm tôi mất yên ổn đấy lẽ ra chị phải nói với edgar thật vậy lẽ ra chị phải làm thế và bắt anh ta phải để cho tôi yên chứ ôi tôi đang cháy rực người lên đây tôi ước gì mình đang ở ngoài trời tôi ước gì mình lại là một con bé bán khai và táo tợn và tự do và bị xúc phạm thì cười ngạo chứ không điên khùng lên tại sao tôi lại thay đổi đến thế tại sao chỉ nghe mấy lời nói máu tôi đã sôi lên sùng sục tôi chắc một khi ở giữa đám thạch nam trên những ngọn đồi kia tôi sẽ lại là chính mình mở rộng cửa sổ ra lần nữa nào mở ra và chèn cho chắc nhanh lên chị nelly tại sao chị không nhúc nhích chứ tại vì tôi không muốn để cho mợ chết rét tôi trả lời chị định nói là không muốn cho tôi có cơ may để sống thì có mợ giận dỗi nói nhưng tôi chưa đến nỗi không tự lực được đâu tôi sẽ tự mình mở lấy và tụt xuống giường trước khi tôi kịp ngăn lại Mở đi ngang qua phòng, rất loạn choạng, đẩy cửa sổ cuối người ra ngoài, bất kể làng không khí giá băng xuyên thấm vào vai sắc như dao cắt. Tôi khẩn khoản và cuối cùng định cưỡng bức mở quay lui, nhưng tôi sớm thấy rằng trong cơn mê sản, mở khỏe hơn tôi. Mợ mê sản thật, những hành động và lời nói thẳng thốt của mợ sau đó khiến tôi tin chắc thế. Đêm không trăng, Mọi vật phía dưới nằm trong bóng tối mịt mùng, không một ánh đèn lập lòe ở bất kỳ ngôi nhà nào, xa hay gần, tất cả đều đã tắt từ lâu, và ánh sáng ở đồi gió hú thì chẳng bao giờ thấy được. Ấy thế mà mờ quả quyết là thấy nó lấp lánh. Nhìn xem nè, đó là buồn của tôi với ngọn nến bên trong và hàng cây đu đưa phía trước. Cây nến kia là ở gác xếp của trù Chép, vốn thức khuya, phải không? lão chờ tôi về nhà để đóng cổng đấy được cứ để lão chờ một lát nữa một cuộc hành trình gay go mà lòng thì buồn nản chẳng muốn đi và để làm cuộc hành trình ấy chúng tôi phải đi qua nghĩa địa trimmerton chúng tôi thường cùng nhau bất chấp những hồn ma ở đấy đứa nọ thách đứa kia đứng giữa nấm mồ và gọi ma tới nhưng heathcliff ạ à, nếu bây giờ em thách anh liệu anh có dám làm không nếu anh dám em sẽ giữ anh ở lại em không muốn nằm đó một mình. Người ta có thể chôn em sâu bốn thước và xô cả nhà thờ xuống đè lên trên. Em vẫn chưa yên, chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được. Mở ngừng một lát và lại tiếp tục với một nụ cười kỳ lạ. Anh ấy đang cân nhắc, anh muốn mình đến với anh kìa. Vậy thì hãy tìm lấy một lối nào. Không phải qua cái nghĩa địa nhà thờ ấy. Anh chậm thế, bằng lòng vậy nhé xưa anh vẫn theo em cơ mà lúc ấy thấy có cãi lại những lời sản loạn của mợ cũng vô ích tôi đang tính làm sao với được cái gì để choàng quanh người mợ mà vẫn không rời tay giữ chặt mợ vì tôi không thể để mợ một mình bên cửa sổ trống hoác thì chợt sững người nghe thấy tiếng quả đấm cửa quay lạch cạch và cậu linh tên bước vào lúc ấy cậu mới rời phòng đọc sách đi qua hành lang cậu nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện và sự tò mò hoặc lo sợ đã thúc cậu tới xem có chuyện gì vào cái giờ khuya khoát này ôi cậu ơi tôi thốt lên chặn tiếng kêu đã dâng lên môi khi mắt cậu bắt gặp cái cảnh tượng và không khí ảm đạm của căn phòng tội nghiệp mợ tôi ốm mà mợ trấn áp tôi hoàn toàn tôi không sao khiến được mợ xin cậu hãy đến dỗ mợ đi ngủ đi hãy quên giận vì mợ đang rất khó lái theo bất cứ chiều nào chỉ khăng khăng ý mình thôi catherine ốm ư cậu nói hấp tấp bước tới chỗ chúng tôi đóng cửa sổ lại ellen catherine tại sao cậu im bặt vẻ bơ phờ của mợ linh tên khiến cậu không thốt nên lời và chỉ còn biết đưa mắt thất kinh hết nhìn mợ lại nhìn tôi mợ đã phiền muộn héo hon ở đây Tôi nói tiếp, hầu như chẳng ăn gì cả và không hề kêu ca một tiếng. Không ai trong bọn tôi được mở cho vào. Cho đến tận chiều nay, thành thử không thể báo cho cậu biết tình trạng của mợ vì chính chúng tôi cũng không hay, nhưng mà không hề gì đâu. Tôi cảm thấy mình giải thích thật dụng về, cậu chủ tôi cau mày. Không hề gì à, thật không, Aladdin, cậu hỏi. vẻ nghiêm nghị chị phải phân giải rõ ràng hơn về việc giữ kín không cho tôi biết cơ sự này đấy và ôm vợ vào trong tay cậu đau đớn nhìn thoạt đầu mợ không nhận ra cậu trước cái nhìn lơ đảng của mợ cậu thành vô hình tuy nhiên cơn mê sản không cố định sau khi rời mắt thôi ngắm bóng tối bên ngoài dần dà mợ tập trung chú ý vào cậu và phát hiện ra ai đang ôm mình à anh đã đến đó hả Edgar Linton mở nói bừng bừng giận dữ anh là cái thứ bao giờ cũng có mặt khi ít cần đến nhất và khi cần đến lại chẳng thấy bao giờ tôi nghĩ rằng sắp tới đây người ta sẽ tha hồ mà than khóc tôi thấy thế đó song những lời than khóc đó cũng không thể ngăn tôi tới chỗ chật hẹp của tôi ngoài kia nơi yên nghỉ của tôi nơi tôi sẽ phải tới trước khi xuân tàn nó kia kìa xin nhớ là không phải ở giữa những người thuộc gia đình linh tên dưới mấy nhà thờ đâu mà là ở ngoài trời với một tấm bia đá và anh có thể tới chỗ họ hay đến với tôi tùy thích. Catherine, em làm sao vậy? Cậu chủ cất tiếng, anh không còn là gì đối với em nữa sao? Phải chăng em yêu cái tên khốn nạn hell. Im. Mà Linton kêu lên, im ngay. Anh nhắc đến cái tên ấy thì tôi lập tức chấm dứt vấn đề bằng cách nhảy từ cửa sổ này xuống đấy anh có thể có được cái anh chạm tới bây giờ, nhưng linh hồn tôi sẽ ở đỉnh đồi kia trước khi anh đặt tay lên người tôi lần nữa. Tôi không cần anh, Edgar. Tôi đã qua cái giai đoạn cần anh rồi. Hãy quay về với những cuốn sách của anh đi. Tôi lấy làm mừng là anh có một niềm an ủi vì tất cả những gì anh có ở tôi đã mất rồi. Mợ đang mê sản, thưa cậu. Tôi xen vào. Mợ nói lãm nhảm suốt tối nay nhưng cứ để mợ yên tĩnh và được săn sóc đúng mức, mợ sẽ hồi tỉnh lại thôi. Từ nay trở đi, chúng ta phải cẩn thận, chớ làm mợ Phật ý. Tôi không muốn nghe chị khuyên nữa. Cậu Linh Tên đáp, chị biết rõ bản tính của mợ, mà chị lại đi khuyến khích tôi dày dò mợ. Và không hề đã động gì cho tôi biết tình trạng mợ trong ba ngày nay. Thật là nhẫn tâm, dù có ốm mấy tháng trời cũng không thể thay đổi đến như thế này. Tôi bắt đầu cãi, tôi nghĩ rằng bị quở trách vì thói ương ngạnh tai ác của một người khác thì thật oan tôi biết bản tính mợ linh tên là bướng bỉnh và độc đoán tôi nói lớn nhưng tôi không biết cậu muốn nuôi dưỡng tính khí mãnh liệt của mợ tôi không biết rằng để chiều mợ tôi phải làm lơ cho ông heathcliff và tôi đã làm tròn bổn phận một đầy tớ trung thành là thưa lại với cậu tôi đã được lãnh công xá của một đầy tớ trung thành như thế đấy thôi được cái đó sẽ dạy cho tôi lần sau phải cẩn thận. Lần sau, cậu có thể tự mình thu lượm đấy tình hình đấy nhé. Lần sau mà chị đưa chuyện đến tôi, thì thôi đừng có làm với tôi nữa. Ellen đi ạ Vậy chứ, tôi nghĩ rằng cậu thà không nghe thấy gì về chuyện ấy, phải không cậu lim Tân? Tôi nói, Hellcliffe được cậu cho phép dè giảng cô Isabella và lợi dụng mọi cơ hội cậu vắng nhà là ghép vào nhằm đầu độc mợ chống lại cậu, phải không nào? mặc dù tâm thần rối loạn, Catherine vẫn đủ tinh trí cảnh giác nghe câu chuyện của chúng tôi. À, Nelly đã phản phản bội, mở thốt lên giận dữ. Nelly là kẻ thù giấu mặt của tôi, đồ phù thủy. Vậy ra chị đã kiếm tên đá lửa để bắn chúng tôi. Buông tôi ra, tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối hận. Tôi sẽ làm cho mụ ta phải gào lên nhận tội. Một cơn khùng của người điên lóe lên trong mắt Mợ dưới cặp lông mày mở giấy dụa một cách tuyệt vọng để dùng ra khỏi dòng tay của Linh Tinh. Tôi không muốn đợi sự việc bùng nổ và rời khỏi phòng, quyết định tự mình đi gọi thầy thuốc.